Lúc này, Đồng Xuyên tiếp tục nói, Thiên Sách phủ vì văn võ hai phủ, võ phủ bên trong, Lãnh Phong là thủ tịch công tử. Văn sĩ bên trong lấy ra Cát Như Ta tiên sinh vì thủ tịch tiên sinh, hết thảy 46 người, thật là không nhiều không ít. La Quân thầm nghĩ trong lòng, xem ra Nhạc Quang Thần thật không tại Thiên Sách phủ bên trong, chẳng lẽ cái này phản nghịch còn chưa đủ tư cách tiến vào Thiên Sách phủ. Như vậy Nhạc Quang Thần đến đi nơi nào đâu? Hắn trong lòng suy nghĩ, trên mặt bất động thanh sắc, lại là nói, như vậy ra Cát Như Ta tiên sinh nhìn ta như thế nào đến gần Ninh tiểu thư vấn đề này đâu? Đồng Xuyên mỉm cười, nói ra, hôm qua tại gặp trước ngươi, ta liền cùng Gia Cát Như Ta tiên sinh nói việc này. Đến hôm nay, người ta đã thẳng thắn, cho nên ta cũng không cần giấu giếm. Lời nói thật cùng Thiên Sơn ngươi nói đi, hôm qua nếu ngươi cự tuyệt ta đem tinh thần lạc ấn đánh vào ngươi trong não vực, ta sẽ giết ngươi. Đây là Gia Cát Như Ta tiên sinh phán đoán, hắn nói ngươi nếu không đáp ứng, khẳng định là có mưu đồ, mà lại mưu đồ tuyệt đối làm loạn. Nhưng ngươi như đáp ứng, vậy ngươi thì giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm. La Quân nghe xong lời này, không khỏi phía sau lưng đổ mồ hôi. Ta dựa vào, thật là nguy hiểm a. Nguyên lai mình hôm qua trong lúc vô tình, đã từ quỷ môn quan đi một lần a. Nếu không phải Trần Phi Dung có biện pháp tự giải quyết, chính mình thật đúng là không có khả năng đáp ứng. Dù sao muốn giết Nhạc Quang Thần mặc dù trọng yếu, nhưng mình cũng không muốn đem mạng nhỏ góp đi vào nha. Chỉ tiếc, Đồng Xuyên ngươi nghìn tính vạn tính. Lại là không tính được tới ta trong đầu còn có Trần Phi Dung chiêu này kỳ binh tồn tại. Thiên Sơn, người đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ tức giận, Đồng Xuyên gặp La Quân ngẩn người, hỏi. La Quân không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, ta là đang nghĩ, so với vương gia ngài đến, ta vẫn là non một chút, ta thế mà không biết, ta hôm qua đã từ quỷ môn quan chạy một vòng. Đồng Xuyên cười ha ha một tiếng, nói ra, Thiên Sơn, ta người này từ trước đến nay đa nghi. Ngươi có thế để cho ta tại ngắn như vậy thời gian bên trong như thế tín nhiệm ngươi, ngươi đã là không phàm nhân. La Quân nói ra, đa tạ vương gia. Đồng Xuyên nói ra, ngươi không trách ta liền tốt. Sau đó, Đồng Xuyên còn nói thêm, đợi chút nữa Ninh Nhi muốn tới tìm ngươi, ngươi tự đi đi. La Quân nói ra, vâng, vương gia. La Quân khác Đồng Xuyên về sau, hắn vừa trở lại lầu các, Tiểu Lan liền đã đến đây, nàng mỉm cười, nói ra, công tử. Ninh Nhi tiểu thư muốn ta đến xin ngài đến trong đình cùng một chỗ ăn điểm tâm. La Quân mỉm cười, nói ra, tốt, chúng ta cái này liền đi đi. Ánh nắng tươi sáng. Nơi này khí trời, phần lớn đều là trời sáng, mà lại ban ngày cùng ban đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn, ban ngày thì ấm áp, ban đêm là lạnh lẽo. Cái kia trong đình, Tống Ninh một bộ quần trắng, mỹ lệ mà thuần khiết, như từ trên trời hạ phàm tinh linh tiên tử. Khuôn mặt nàng trong trắng lộ hồng. Tràn đầy nhựa cây ban đầu lòng trắng trứng, khiến người ta nhìn liền muốn hôn lên một ngụm. Ninh tiểu thư, La Quân tiến đến, lập tức khẽ thi lễ. Tống Ninh nhìn thấy La Quân lại là vui hớn hở cười, nói ra, Lâm công tử nhanh mời ngồi vào. La Quân ngay sau đó nhập tọa, cái kia trên bàn đá sớm một chút có chút phong phú. La Quân cùng Tống Ninh cùng một chỗ ăn dậy sớm điểm tới, Tống Ninh nói ra, Lâm công tử, hôm nay nhã lâu lại có hội thi thơ, bọn họ muốn mời ta tham gia. Chúng ta cùng đi chứ. La Quân nghe xong cái này gốc dạ, chỉ kém không có đem ăn vào qua bánh ngọt phun ra. Ta qua, cô nãi nãi người tha ta đi, lại chơi như vậy xuống dưới, không lộ hãm mới là lạ. Hắn lập tức nói, khụ khụ, cái kia hội thi thơ rất không có ý nghĩa. Ở trong đó người đều là kẻ nịnh hót, ta không quá muốn đi. Tống Ninh lập tức liền nhớ tới hôm đó hội thi thơ tình cảnh, nàng cũng là rất có thể hiểu được La Quân vì cái gì không muốn đi hội thi thơ. Vậy thì có cái gì chơi vui đâu? Tống Ninh lập tức hỏi La Quân, nàng nói ra, lão đợi tại trong thành chủ phủ cũng rất không có ý nghĩa. La Quân tâm tư thực đều không đang đùa cái gì, hắn có chút không quan tâm nói ra, chỉ cần không đi hội thi thơ, cái gì cũng tốt. Trong lòng của hắn lại tại thầm nghĩ, cái kia Nhạc Quang Thần đến đi nơi nào? Chính mình muốn tìm cái người nào tới hỏi thăm, hoặc làm sao tới tra chuyện này đâu? Để Trần Phi Dung đi thăm dò. Trần Phi Dung cũng chưa từng thấy qua Nhạc Quang Thần. Đó là cái vô cùng lớn nan đề. Tống Ninh lúc này nói ra, vậy thì tốt, Lâm công tử, hôm nay chúng ta đi xem thành hoàng chỗ tạp kỹ tốt ha. La Quân mỉm cười, nói ra, được. Nếm qua sớm một chút về sau, La Quân cùng Tống Ninh còn có Tiểu Lan lên xe ngựa. Xe ngựa chạy ra ngoài. Tống Ninh bỗng nhiên nói ra, Lâm công tử, ta nghe nói Đồng Thúc Thúc tối hôm qua tìm ngươi nói chuyện. Hắn cùng ngươi nói cái gì?
có phải hay không liên quan tới ta? La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới Tống Ninh đột nhiên lại hỏi chuyện này. Hắn nhìn nhiều Tống Ninh liếc một chút, nói tiếp, cũng không có trò chuyện cái gì. Tống Ninh hì hì cười một tiếng, nói ra, ta đoán một chút có được hay không? La Quân nói ra, ồ. Tống Ninh nói ra, Đồng Thúc Thúc khẳng định là nghĩ đến để ngươi tiếp cận ta, thừa cơ tốt đưa ngươi đánh vào đến cha ta nội bộ bên trong qua, dùng cái này tốt làm tai mắt đúng hay không? La Quân nội tâm bị kinh ngạc, trên mặt lại là bất động thanh sắc, hắn nói ra, Ninh tiểu thư tại sao muốn cho rằng như vậy? Tống Ninh nói ra, Lâm công tử, ngươi đừng nhìn ta bình thường cái gì cũng mặc kệ, nhưng ta có thể không phải người ngu. Đồng Thúc Thúc là đa mưu túc trí người, hắn dã tâm, cha ta vẫn luôn là biết. La Quân cảm thấy có chút buồn bực, hắn mắt nhìn Tống Ninh, bỗng nhiên cười khổ nói, đây có phải hay không xem như người không thể xem bề ngoài đâu. Ta vẫn cho là Ninh tiểu thư ngươi là không dành thế sự người, không nghĩ tới ngươi lại đem mọi chuyện đều tính toán ở trong lòng. Tống Ninh nói ra, nói như vậy, ngươi xem như thừa nhận rồi. La Quân cười ha ha, nói ra, thừa nhận lại như thế nào, không thừa nhận lại như thế nào. Hắn tâm lý tố chất là vô cùng tốt. Tuy nhiên Tống Ninh để hắn giật mình, nhưng hắn cũng sẽ không để Tống Ninh nhìn ra hư thực tới. Tống Ninh nói ra, rất đơn giản, ngươi nếu là thừa nhận, ta về sau sẽ cùng ngươi diễn bên trên một trận trò vui cho Đồng Thúc Thúc nhìn. Ngươi như không thừa nhận, vậy ta liền cùng ngươi bái bai, sau đó ta thì về Tống Đế Thành. La Quân nói ra, Ninh tiểu thư, ngươi như thế thì ở trước mặt ta bại lộ ngươi ý nghĩ, cái này giống như không quá sáng suốt. Ngươi không sợ ta đem dưới mắt hết thảy qua bẩm báo cho vương ra sao? Tống Ninh nói ra, Đồng Thúc Thúc nhất định ở trên thân thể ngươi làm chút tay chân, nhưng cái này không sao, ngươi theo ta về Tống Đế Thành về sau, cha ta có thể giúp ngươi đem giải quyết. Đồng thời không cho Đồng Thúc Thúc phát giác. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, chuyện này giống như càng ngày càng phức tạp, ta nguyên ý bất quá là đến đi theo vương ra có một phen hành động. Hiện tại ta chính mình cũng không biết mình tới nên tin ai. Tống Ninh nói ra, nên tin ai, cái này rất đơn giản. Cha ta trước kia ngay tại phòng bị Đồng Thúc Thúc, thực lực chúng ta mạnh mẽ. Mà ngươi tại Đồng Thúc Thúc nơi này, tương lai sẽ chỉ có binh bại thân tử một đầu đường có thể đi. Ngươi như lựa chọn đứng tại chúng ta bên này, đến lúc đó, ta hội gả cho ngươi, ngươi sẽ nhận được ngươi muốn đổ, vật. Nàng đang nói nàng hội gả cho La Quân lúc, sắc mặt không thay đổi chút nào. La Quân kinh ngạc nhìn về phía Tống Ninh, nói ra, Ninh tiểu thư, ta mạo muội hỏi một chút, người đến vương gia bên này là vì cái gì? Tống Ninh nói ra, ta tới là phụng cha ta mệnh lệnh, đến đây quan sát Đồng Thúc Thúc động tĩnh, tuy nhiên hắn hết thảy đều che giấu rất tốt, nhưng là ta tự có bên ta phương pháp đến quan sát. Lần này, người xuất hiện là ta cùng Đồng Thúc Thúc ngoài ý muốn, người năng lực cũng là vượt qua chúng ta tưởng tượng. Thế là, ta liền cố ý đối người biểu hiện ra hảo cảm. Mà Đồng Thúc Thúc quả nhiên tìm ngươi, đồng thời muốn sử dụng ngươi để tới gần ta. Đây là một cái tương kế tựu kế phương pháp tốt. La Quân nói ra, ngươi chỉ ít hẳn là chờ ta cùng ngươi trở lại Tống Đế Thành, ngươi lại đến cùng ta thẳng thắn những thứ này. Ngươi tại cái này bên trong nói ra, thực sự không khôn ngoan. Tống Ninh cười nhạt một tiếng, nói ra, ta đây tự nhiên biết, nhưng ngươi như cùng ta sau khi trở về, ngươi không đáp ứng đó là một con đường chết. Mà ta tiếc ngươi mới. Cũng không nguyện ý đối ngươi có chỗ lừa gạt, cho nên ta cảm thấy vẫn là tại nơi này nói là tốt. Ngươi đương nhiên cũng có thể đi trở về cùng Đồng Thúc Thúc nói rõ, dù sao hắn cũng không dám làm gì ta. Đây là ta cho ngươi một cái nhân tình. La Quân nói ra, cho cha ngươi cha lợi ích, ngươi có thể gả cho một cái ngươi không thích người. Tống Ninh sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, nàng nói ra, Lâm công tử, ta đối với ngươi có hảo cảm, ngươi thi tài cùng bản sự đều là ta xem trọng. Cho nên... ta cũng không bài xích chuyện này. La Quân nói ra, cái kia tại trong lòng ngươi, Tử Hiên đâu? Tống Ninh nói ra, chúng ta bây giờ đàm luận, cũng không phải là thuần túy con gái chi tình. La Quân nói ra, nhưng ta rất muốn biết rõ, ngươi đến từng cặp Hiên là một loại gì thái độ. Tống Ninh nói ra, Tử Hiên là bạn thân ta cùng hắn ở giữa, thủy chung là thiếu một tầng tình cảm. Hắn không cách nào làm cho ta động lòng, không cách nào làm cho ta ngưỡng mộ với hắn. Không có có lợi dụng, La Quân hỏi. Tống Ninh nói ra, trò cười, ta như thế nào sử dụng Tử Hiên? Phụ thân hắn là cha ta trọng thần, chỉ có bọn họ nhìn ta sắc mặt đạo lý, chẳng lẽ còn có ta xem bọn hắn sắc mặt đạo lý? Chẳng lẽ lại ta cự tuyệt Tử Hiên, sẽ để cho phụ thân hắn có ý tưởng? Điều này cũng đúng, La Quân nói ra.
Tống Ninh nói ra, cái kia Lâm công tử ngươi đến là thế nào muốn? La Quân cười một tiếng, nói ra, ta đang nghĩ, cái này sẽ không phải lại là một khảo nghiệm a. Ta như nhảy vào đến, lại trúng kế. Tống Ninh nói ra, Lâm công tử, ngươi lòng nghi ngờ thật nặng. Chẳng lẽ thân phận ta có thể là giả? Là ngươi đến kết bạn ta, ta có thể từ vừa mới bắt đầu thì chưa che giấu tung tích. Mà lại, đồng thúc thúc như thế nào cùng ta cùng đi thiết kế ngươi? Ngươi cũng đem tự mình nhìn quá trọng yếu, ngươi như không phải là bởi vì ta đối liền tỏ vẻ ra là hảo cảm, ngươi căn bản không có khả năng để đồng thúc thúc coi trọng như vậy ngươi. La Quân nói ra, cái kia Ninh tiểu thư đối ta biểu thị hảo cảm đến là trang, vẫn là thật. Tống Ninh nói ra, ta nói qua, ta không bài xích ngươi. La Quân cười ha ha, nói ra, lúc đầu ta còn có chút đắc chí, cho là mình có chút mị lực. Hiện tại xem ra, cũng là bị Ninh tiểu thư ngươi đùa bỡn xoay quanh a. Tống Ninh lạnh nhạt không nói. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn là cái gặp không kinh người. Sau đó, hắn nói ra, nói như vậy đứng lên, Ninh tiểu thư tại vương gia phủ bên trong là có chính mình tai mắt. Mà lại cái này tai mắt còn vô cùng lợi hại, có phải thế không? Tống Ninh nói ra, không sai. La Quân nói ra, vậy thì tốt, ta muốn hỏi Ninh tiểu thư một việc. Ngươi hỏi, Tống Ninh nói ra. La Quân nói ra, Ninh tiểu thư nhưng biết nhân hoàng kính. Tống Ninh thân thể chấn động, nàng nhìn về phía La Quân, nói ra, xem ra ngươi tới nơi này, cũng không phải là vì tiền đồ, mà chính là vì này nhân hoàng kính a. La Quân nói ra, đó cũng không phải. Hắn đón đến, nói ra, ta chỉ là nghe nói một ít chuyện mà thôi, cho nên đối những bí mật này có chút hiếu kỳ. Đồng thúc thúc thật là đến nhân hoàng kính, Tống Ninh nói ra, nàng cũng không làm rõ ràng được La Quân hư hư thực thực, nàng theo rồi nói ra, bất quá đồng thúc thúc đem nhân hoàng kính tóm đến kín, ngoại nhân ngay cả nhìn cũng không thấy, ngươi cũng đừng hòng từ cái kia nhi đạt được nhân hoàng kính. Ta tự nhiên là không có ý nghĩ này, trừ phi ta là sống ngán. La Quân nói ra, Tống Ninh nói ra, ngươi không có ý nghĩ này là đối. La Quân nói ra, ta vẫn còn có chút buồn bực, cái kia nhân hoàng kính là như thế nào bị vương gia đạt được. Tống Ninh nói ra, ngươi thật tốt giống đối nhân hoàng kính cảm thấy rất hứng thú. La Quân nói ra, nghe nói nhân hoàng kính chính là tiên gia chí bảo, ta không tin cũng chỉ có ta một người có hứng thú. Bất quá này nhân hoàng kính tại vương gia trên thân, liền xem như cha ngươi cũng không có cách nào lấy đi. Ta thì lại càng không có cái này vọng tưởng, nhưng bây giờ chúng ta như là đã nói ra, cái kia xem như nói chuyện phiếm cũng không phải không thể, ngươi nói đúng không, Ninh tiểu thư. Tống Ninh nói ra, ta là không rõ lắm ngươi đến là đang suy nghĩ gì. Ngươi người này, ẩn tàng quá sâu. Nàng đón đến, nói ra, nhưng ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhưng bây giờ, đồng thúc thúc thật là tín nhiệm ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta hợp tác. La Quân nói ra, vậy ngươi thực biết gả cho ta. Tống Ninh nói ra, đương nhiên, nàng mắt cũng không chớp, mặt cũng không đỏ. Ta đối với ngươi mà nói là một câu đố, ngươi đây cũng dám gả. La Quân hỏi. Tống Ninh nói ra, ta có kiên nhẫn, ta tin tưởng ngươi sẽ có đối ta thẳng thắn ngày đó. La Quân nói ra, thực dưới mắt, ta cũng không có thứ hai con đường tạm biệt. Ta hỏi ra nhân hoàng kính, ngươi như đem việc này nói cho vương gia, lấy hắn đa nghi tính cách, chỉ sợ sẽ lập tức giết ta. Ngươi minh bạch liền tốt, Tống Ninh nói ra. La Quân nói ra, cái kia nhân hoàng kính đến là thế nào bị vương gia đạt được. Tống Ninh nói ra, ta coi như ngươi đã đáp ứng ta. La Quân nói ra, ta đều không có khác đường có thể đi, đương nhiên chỉ có đáp ứng ngươi. Tống Ninh hài lòng cười một tiếng, nàng rồi mới lên tiếng, Đồng Xuyên người này, một mực theo bên ngoài thế giới có chỗ liên quan. Trước kia, hắn Thiên Sách phủ bên trong đến một cái tên là Nhạc Quang Thần người, người kia là bên ngoài thế giới bên trong người. Nhạc Quang Thần sư phụ là bên ngoài thế giới bên trong, một cái tên là Thần Vực tổ chức người. Hắn biết được sư phụ hắn có nhân hoàng kính, thế là hắn chấp nhận bí mật này nói cho Đồng Thúc Thúc. Đồng Thúc Thúc ngay sau đó liền tụ tập mấy vị Diêm La Vương cùng đi cướp sạch thần vực, cũng đoạt đến nhân hoàng kính. Lần này hành động, bọn họ đạt được không ít chỗ tốt. La Quân nói nhiều như vậy, vì cũng là dẫn xuất Nhạc Quang Thần, hắn theo nhưng bất động thanh sắc, chỉ nói là nói, cha ngươi đối với chuyện này không có biện pháp sao. Bọn họ chẳng khác gì là đem cha ngươi bài trừ bên ngoài. Tống Ninh nói ra, cha ta đương nhiên là có ý nghĩ, bất quá những người này về sau cũng đem đoạt được đồ. Vật tiến cống một chút cho cha ta. Bọn họ cũng không có làm trái quy tắc, tăng thêm bọn họ nhiều người, cha ta cũng không dễ nói thêm cái gì.
Bất quá chuyện này, cũng cho cha ta để tỉnh một câu, riêng là Đồng thúc thúc người này, không thể không đề phòng a. La Quân nói ra, cho nên, cha ngươi mới phái ngươi qua đây. Mà bây giờ, các ngươi lại cảm thấy ta là trọng yếu một nước cờ, bởi vì ta có thể trở thành hai mặt gian điệp, có thể mê hoặc đến vương gia, đúng hay không? Tống Ninh thẳng thắn, nói ra, không tệ. La Quân lời nói xoay chuyển, nói ra, Nhạc Quang Thần người này, thế mà có thể ra bán mình sư phụ. Loại người này, thực sự bỉ ổi. Tống Ninh nói ra, mọi người có mọi người sinh tồn chi đạo cùng tự mình lựa chọn. La Quân nói ra, nhưng cách làm này, cuối cùng khiến người ta trơ trẽn. Tống Ninh nói ra, xác thực, nàng rốt cục làm khách quan đánh giá. La Quân nói ra, ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần cái này Nhạc Quang Thần, ta muốn nhìn xem, dạng này một cái bị ổi vô sỉ người, đến hình dạng thế nào. Hắn đón đến, hỏi, không biết Ninh tiểu thư ngươi có hay không thấy qua Nhạc Quang Thần. Tống Ninh ngược lại là không nghi ngờ gì, nàng nói ra, ta không chỉ là gặp qua Nhạc Quang Thần, mà lại, ta còn biết Nhạc Quang Thần căn bản cũng không tại cái này trong thành chủ phủ. La Quân trong lòng đập mạnh, hắn trên mặt theo nhưng bất động thanh sắc, nói ra, há, gia hỏa này đi nơi nào? Tống Ninh nói ra, người quan tâm như vậy hắn làm gì? La Quân cười ha ha, nói ra, ta muốn là nói, ta chính là hiếu kỳ ngươi tin không? Tống Ninh nói ra, cái này cũng không có gì không thể tin, ngươi cũng không có khả năng theo người này có liên quan, càng không khả năng hướng hắn mưu đồ cái gì. La Quân nói ra, còn càng không khả năng cùng hắn làm bằng hữu. Tống Ninh nói ra, không sai, Nhạc Quang Thần bây giờ tuy nhiên tại cha ta thủ hạ, nhưng ta đánh trong lòng vẫn là xem thường hắn. La Quân bị kinh ngạc, hắn ngạc nhiên nói, hắn không là theo chân vương ra sao? Như thế nào đến cha ngươi thủ hạ? Tống Ninh nói ra, là Nhạc Quang Thần chủ động phái người truyền tin cho cha ta, hắn nói hắn hiểu luyện đan chi thuật. Bây giờ cha ta cũng cần luyện đan, cho nên thì theo Đồng Thúc Thúc muốn Nhạc Quang Thần. Nhạc Quang Thần tuy nhiên đầu nhập vào Đồng Thúc Thúc, nhưng là thực Đồng Thúc Thúc cũng không quá coi trọng hắn, hắn tại Hắc Ngục Thành không chịu được hậu đãi, cho nên liền nghĩ đến qua tìm cha ta. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, ta qua, may mắn là hỏi Tống Ninh. Nếu không mình tại cái này Hắc Ngục Thành bên trong muốn chết đều là tìm không thấy cái này Nhạc Quang Thần. Cái này thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Kể từ đó, chính mình đi một chuyến Tống Đế Thành đó là bắt buộc phải làm. Bất quá, cũng không thể gấp. La Quân biết, chí ít không thể biểu hiện ra rất nôn nóng bộ dáng. Bây giờ Nhạc Quang Thần xem ra tại Tống Đế Vương nơi đó còn có phần bị trọng dụng. Kể từ đó, chính mình muốn giết hắn độ khó khăn lớn hơn. Nếu như Nhạc Quang Thần dâu ria, đến lúc đó, mình có thể hoàn toàn dựa vào Tống Ninh mặt mũi làm thịt hắn. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên không được, mà lại, chính mình còn muốn phòng bị Nhạc Quang Thần nhìn thấu thân phận của mình. Nhất định phải chú ý cẩn thận a. La Quân trong lòng có so đo. Lúc này, Tống Ninh bỗng nhiên nói, Lâm công tử, người đang suy nghĩ gì? La Quân nao nao. Sau đó cười một tiếng, nói ra, ta đang nghĩ, ngươi luôn luôn gọi ta Lâm công tử, mà ta gọi ngươi Ninh tiểu thư. Dạng này có phải hay không có chút xa lạ, không bằng ngươi gọi ta một tiếng ca, ta gọi ngươi Ninh nhi như thế nào? Ca, Tống Ninh không tự giác cười, nàng nói ra, ta đã có ba người ca ca, lại gọi ngươi ca, thực sự khó chịu. Không bằng ta thì gọi ngươi Lâm đại ca a. La Quân cười một tiếng, nói ra, dạng này cũng được. Tống Ninh nói tiếp, ta ngược lại thật ra rất lợi hại nguyện ý cùng Lâm đại ca ngươi thẳng thắn trò chuyện chút, thực ta đối Lâm đại ca thân ngươi thế rất lợi hại có hứng thú. Ta cảm thấy ngươi vô cùng thần bí, vô luận là thân ngươi thế vẫn là ngươi tu vi hoặc là ngươi tài hoa. La Quân ngơ ngẩn, hắn chưa hề nói đừng, mà chính là nhìn lấy Tống Ninh, nói ra, Ninh nhi, ngươi là cô nương tốt. Ta không muốn lại đối ngươi có chỗ lừa gạt, nhưng là có một số việc, ta hiện tại còn không muốn nói. Bất quá ta có thể đáp ứng ngươi. Chờ đến nhất định thời cơ, ta sẽ đem chính ta hết thảy, hoàn toàn nói cho ngươi, có thể sao? La Quân kiểu nói này, liền lộ ra phá lệ thành khẩn. Tống Ninh cảm nhận được La Quân thành ý, nàng liền cười một tiếng, nói ra, đương nhiên được. Xe ngựa một đường hướng phía trước tình thế, ánh sáng mặt trời xuyên thấu bóng cây, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Ngay tại lúc này, đằng sau bỗng nhiên tiếng vó ngựa vang lên, tiếp lấy một người chỉ lập tức mà đến. Sau cùng tại xe ngựa phía trước xiết cương dừng lại. Con ngựa kia nhi hai vó câu dương lên cao, về sau vừa rồi bình phục lại. Xe ngựa cũng đến thắng gấp một cái.
La Quân cùng Tống Ninh còn có Tiểu Lan đều cảm giác kỳ quái. Vậy bên ngoài, Kim Văn Thành cùng người đến nói chuyện lên. Đào quản gia, ngài vội vàng mà đến, là có chuyện phát sinh sao? Đây là Kim Văn Thành thanh âm. Cái kia đào quản gia lập tức nói, Hắc Ngục phát sinh biến hóa, vương gia đã trước một bước tiến đến Hắc Ngục. Bây giờ lão nô đến đây, cũng là vương gia bàn giao, thỉnh cầu Lâm công tử cũng đi một chuyến Hắc Ngục. La Quân không khỏi biến sắc. Cái này Hắc Ngục thế mà nhanh như vậy thì phát sinh biến hóa. Đồng Xuyên muốn mời La Quân quá khứ, cái kia cũng không phải là không có đạo lý. Bởi vì La Quân hôm qua thì có đoán được tính, Đồng Xuyên cảm thấy La Quân có thể sẽ hiểu nhiều lắm một chút. La Quân ngay sau đó thì nói với Tống Ninh, Ninh Nhi, ngươi về trước phủ đi. Tống Ninh cười một tiếng, nói ra, thú vị như vậy sự tình, ta có thể nào không đi. Thế nhưng là, Tống Ninh cười một tiếng, nói ra, nhiều người như vậy tại, chẳng lẽ ta còn sẽ có nguy hiểm sao? La Quân gặp Tống Ninh khăng khăng, cũng liền không tốt lại nói cái gì. Xe ngựa rất nhanh liền hướng Hắc Ngục phương hướng mà đi. Nửa giờ sau, La Quân một đoàn người đến Hắc Ngục. Cái kia Hắc Ngục phụ cận, đều đã giới nghiêm, không cho phép bất luận cái gì người không có phận sự tới gần. La Quân cùng Tống Ninh Tiểu Lan cùng một chỗ xuống xe ngựa, trước đó Phương Đồng Xuyên mang một đám cao thủ vây quanh Hắc Ngục quan sát. La Quân cùng Tống Ninh đi lên phía trước. Đồng Xuyên một mặt nghiêm túc. La Quân nói, vương gia, Tống Ninh cũng hô, đồng thúc thúc. Đồng Xuyên gật đầu, hắn sau đó nói với La Quân, Thiên Sơn, ngươi nhìn cái này Hắc Ngục có phải hay không đã không thích hợp. La Quân cũng liền ngưng thần nhìn sang, hắn bỗng nhiên cảm giác được bên trong sát khí chính đang nhanh chóng giảm bớt. Không tốt, đây là yêu vật thôn vệ sát khí. La Quân nói ra, chẳng lẽ hắn muốn phá quan mà ra. Cái kia một bên Gia Cát như ta tiên sinh, còn có Lãnh Phong đều tại. Lãnh Phong toàn thân áo trắng, anh tuấn bất phàm, hắn không nói một lời. Đồng Xuyên lại nói, Gia Cát tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Gia Cát như ta nói ra, cái này yêu vật tựa như là phát giác được cái gì, chẳng lẽ nó đã biết, chúng ta không hề hướng nó bổ sung âm sát lệ quỷ. La Quân bị kinh ngạc, nói ra, chẳng lẽ cái này yêu vật nhiều năm như vậy không có hành động, vì cũng là ăn cái này âm sát lệ quỷ. Bây giờ gặp đã không có mới bổ sung âm sát lệ quỷ, liền muốn phá quan mà ra. Gia Cát như ta nói ra, phá quan mà ra là nhất định, cái này yêu vật không biết đến là lai lịch gì. Nó như bay thẳng đi, cái kia ngược lại là khó giải quyết rất ha. Gia Cát tiên sinh có thể có biện pháp đi vào. La Quân hỏi, hắn đón đến, nói ra, nếu là thừa dịp nó chưa đem âm vật hoàn toàn thôn vệ lúc qua đánh giết tại nó, vậy cũng đơn giản nhiều. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, chờ nó lông cánh đầy đủ. Đồng Xuyên nói ra, Thiên Sơn nói có đạo lý. Gia Cát như ta nói ra, đây là địa tàng vương Bồ Tát bố trí trận pháp, ta nhìn chỉ có linh vật mới có thể tự do xuyên toa. Mà nhân loại thân thể, thật sự là khó mà công phá a. La Quân bỗng nhiên liền nghĩ đến Trần Phi Dung, nhưng là hắn không thể để cho Trần Phi Dung qua. Trần Phi Dung một khi đi ra, vậy liền hội bại lộ La Quân thực lực. Cái này là La Quân chỗ không muốn. Lúc này, Đồng Xuyên nói ra, chúng ta trước đi xem một chút, này trong thời gian phát sinh biến hóa, có lẽ trận pháp cũng sinh ra biến hóa còn chưa nhất định đây. La Quân lập tức nói ra, vương gia, ta nguyện ý trước đi tìm hiểu. Đồng Xuyên nói ra, cùng đi chứ. Hắn cũng không nguyện ý để La Quân độc thân mạo hiểm. Hiện tại La Quân thế nhưng là quan trọng một vòng. Ngay sau đó, Đồng Xuyên thì nói với Tống Ninh, Ninh Nhi, cứ đợi ở chỗ này, không nên chạy loạn, biết không? Tống Ninh cũng muốn qua đâu, nàng nói ra, Đồng Thúc Thúc, ta cũng muốn đi đâu, có các ngươi tại, ta không sợ. Đồng Xuyên không khỏi nói, cô nãi nãi, ngươi không sợ, Thúc Thúc sợ à? Cứ đợi ở chỗ này, hắn lại nói với Kim Văn Thành, Kim Tiên Sinh, hảo hảo bảo hộ Ninh Tiểu Thư. Vâng, vương gia, Kim Văn Thành nói ra. Đồng Xuyên ngay sau đó thì mang Gia Cát như ta, La Quân, còn có Lãnh Phong tiến về. Một hàng bốn người trực tiếp tiến trong đình viện, đi vào cái kia tòa nhà trước cửa. Càng đến gần, càng là cảm thấy lạnh lẽo. Bốn phía âm khí vần quanh, khủng bố âm u. Tòa nhà này có bốn đạo môn, mỗi một đạo môn đều là trận pháp cửa vào. Đồng Xuyên nói ra, La Quân đưa tay qua sờ môn, tay hắn cảm xúc đến môn thời điểm, lập tức cảm giác được phía trên có ngập trời pháp lực. Nếu là cưỡng ép phá cửa, ắt gặp cỗ này pháp lực phản phệ. Nhưng cùng lúc đó,
này môn thượng pháp lực đang theo cái kia âm vật biến mất mà biến mất. La Quân đột nhiên tâm niệm nhất động, tiếp lấy nhất trưởng bổ tới, môn kia thế mà ứng tay thì mở. Đồng Xuyên bọn người không khỏi bị kinh ngạc. Đại cửa vừa mở ra, bên trong vẫn là tối sầm. Tòa nhà này vô cùng lớn, khoảng chừng 5.100 m², mà lại cũng là một cái đại đường, bên trong mái vòm cực cao. Đại môn mở ra về sau, âm vật cũng không có tiết ra ngoài. Sở hữu âm vật đều trong chiều tụ lại. Không trung trôi nổi vô số từ trường, âm vật phân tử, chờ một chút. Tựa như là tại trong hải dương những phù du sinh vật đó, còn có vô số rong biển các loại. Nhưng giờ phút này, những vật này đều lộ ra cuồng bạo vô cùng. Tại cái kia mái vòm trung gian, một đoàn sương mù màu đen tựa như là long quyển phong một dạng tại rảo sát hết thảy đồ, vật. Cái kia chính là yêu vật. Yêu nghiệt, Đồng Xuyên ánh mắt phát lạnh, hắn bỗng nhiên thì phát ra hắn vô cực càn khôn chuông. Cái kia vô cực càn khôn chuông vừa ra, lập tức ma âm trận trận. Đồng thời điên cuồng xoay tròn, hướng cái kia sương mù màu đen trùm tới. Sở hữu phù du sinh vật, còn có u linh chờ một chút, toàn bộ bị vô cực càn khôn chung chấn tản ra tới. Cái kia sương mù màu đen lập tức cảm nhận được vô cực càn khôn chuông lợi hại. Sương mù màu đen cấp tốc hóa thành một hắc sắc quái vật bộ dáng. Bộ dáng xấu xí, thân hình cao lớn, đầy người lân phiến, đầu có hai sừng. Quái vật này phát ra một tiếng lệ khiếu, đột nhiên thì hướng mái vòm đập vào mà đi. Cái kia mái vòm lập tức bị xông phá, quái vật phá đỉnh mà ra. Mọi người lập tức ra ngoài, quan bế đại môn, ta muốn phong tỏa cái này hắc ngục, không cho còn lại lệ quỷ trốn thoát ra ngoài. Đồng Xuyên lập tức hạ lệnh, đồng thời nói ra, Gia Cát tiên sinh lưu lại, Thiên Sơn, Lãnh Phong, các ngươi đuổi theo cái này yêu vật, tuyệt không để nó đả thương người, hiểu chưa? La Quân cùng Lãnh Phong lập tức cùng nhau nói ra, vâng, vương gia. Giờ phút này chuyện quá khẩn cấp, La Quân cùng Lãnh Phong lập tức ra đại môn, cũng đóng lại đại môn. Cái này hắc ngục trận pháp vốn là vô cùng lợi hại, tựa như là một cái lốp xe một dạng. Nhưng trước đó, yêu vật kia đang hấp thụ quỷ vật, cái này lốp xe thì đang thoát khí, cho nên liền sẽ không chịu nổi một kích. Bây giờ, Đồng Xuyên chính là muốn vá bánh xe. Đồng Xuyên cùng Gia Cát như ngã lưu tại bên trong hắc ngục. La Quân cùng Lãnh Phong cấp tốc ra hắc ngục, vừa ra hắc ngục, liền gặp cái kia bên trên bầu trời một đoàn hắc vụ đang theo nơi xa bay đi. Loại tình huống này, La Quân cùng Lãnh Phong cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Hai người có bản lãnh đi nữa, vậy cũng không thể ngự không phi hành a. Trừ phi là chuyên môn ngưng tụ hư không nguyên thần, cái kia ngược lại là có thể bay được. Như Trần Diệc Hàn thì có bản sự này, nhưng Lãnh Phong, Đồng Xuyên những người này lại sẽ không. Bởi vì bọn hắn không có tu luyện môn công phu này. Hư không nguyên thần là có thể ngao du hư không, nhưng là công lực nếu không phải quá cường đại, cái kia tác dụng cũng không tính quá lớn. Mà lại đối pháp lực tiêu hao cũng rất lớn. Đồng Xuyên, Lãnh Phong bọn họ những người này đều là chuyên tâm ngưng tụ pháp lực, cũng không đi tu luyện hư không nguyên thần. La Quân cùng Lãnh Phong trở lại các cao thủ trước mặt, La Quân cũng tới đến Tống Ninh trước mặt. Tống Ninh lập tức hỏi, Lâm đại ca, đến chuyện gì phát sinh? La Quân nói ra, hắc ngục bên trong ngưng tụ một yêu vật, cái này yêu vật tu luyện bị chúng ta cắt ngang, bây giờ phá không đào tẩu. Vương gia bọn họ còn ở bên trong tu bổ hắc ngục. Tống Ninh bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó nàng hỏi La Quân nói, cái này yêu vật hội sẽ không trở về làm hại. La Quân nói ra, cái này yêu vật bản sự cũng không nhiều lắm, nhưng chính là tụ tán vô thường, tới lui tự nhiên, muốn đuổi bắt hắn cũng là một việc khó. Tống Ninh cũng biết đạo lý này, ngay sau đó không nói thêm lời. La Quân một đoàn người ước chừng chờ nửa giờ sau, Đồng Xuyên cùng Gia Cát như ngã cũng liền đi ra. Cái kia hắc ngục trận pháp đã bị tu bổ hoàn tất. Sự tình có chút khó giải quyết, Đồng Xuyên nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói ra. Gia Cát như ngã làm theo nói ra, yêu vật kia có thể tới lui tự nhiên, tuy nhiên trận pháp bị chúng ta tu bổ lại. Nhưng là yêu vật thuộc tính cùng cái này trận pháp cũng không bài xích, hắn y nguyên có thể đi vào trong pháp trận hấp thu âm sát quỷ vật chi khí. Cho nên dưới mắt, chúng ta muốn an bài người ở chỗ này trông coi, tuyệt không thể để hắn lại đi vào. Đồng Xuyên nói ra, Lãnh Phong, người dẫn người ngay ở chỗ này trông coi. Ngày mai ta lại sắp xếp người đến đổi với người ban, một ngày không diệt trừ cái này yêu vật, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Cái kia Lãnh Phong lập tức nói ra, vâng, vương gia. An bài như thế về sau, Đồng Xuyên liền dẫn La Quân bọn người hồi phủ.
Đi qua như thế nháo trò đằng, thời gian đã tới gần buổi chiều. Trở lại trong phủ, La Quân cùng Đồng Xuyên đơn độc thương lượng. Hai người ngay tại tiêu vườn trong sảnh. Thiên Sơn, bây giờ việc này tuy nhiên khó giải quyết, nhưng nói đến, ta vẫn là nên cảm tạ ngươi. Ngươi kịp thời phát hiện vấn đề này, như thế mới cắt ngang cái này yêu vật tu hành. Nếu không, để cái này yêu vật một mực tu luyện, hậu quả kia càng thiết tưởng không chịu nổi. Đồng Xuyên nói như vậy. La Quân nói ra, dưới mắt cái này yêu vật vũ dực cũng không đầy đặn, cái kia hắc ngục chính là hắn tu hành tốt nhất chàng sở. Nhiều năm như vậy, hắn một mực ẩn nhẫn, cũng là bởi vì không chịu bỏ qua cái kia hắc ngục. Muốn đến hiện tại hắn bị chúng ta cắt ngang, vẫn là sẽ muốn một lần nữa trở về hắc ngục. Đồng Xuyên nói ra, Gia Cát tiên sinh cũng là nói như vậy, cho nên ta an bài Lãnh Phong bọn họ trông coi. La Quân nói ra, bây giờ muốn đến, thật có chút nan đề. Cái này yêu vật tụ tán vô thường, tới lui tự nhiên, hắn nếu là có chủ tâm tránh né thật là không thể làm gì. Đồng Xuyên nói ra, ta trước mắt cũng là bởi vì cái này mà làm khó. Hắn đón đến, nói ra, cho nên ta mới muốn hỏi Thiên Sơn ngươi, có cái gì diệu kế. La Quân nói ra, Gia Cát tiên sinh hẳn là có diệu kế a. Đồng Xuyên nói ra, Gia Cát tiên sinh nói là đem yêu vật đưa vào hắc ngục, sau đó chúng ta bốn phương tám hướng phái cao thủ trấn áp, sau cùng lại từ cao thủ đi vào tiêu diệt yêu vật. La Quân nói ra, vương gia chẳng lẽ cảm thấy kế hoạch này không thể được sao? Đồng Xuyên trầm mặc xuống dưới. La Quân tâm lý thực rất hiểu Đồng Xuyên lo nghĩ, bởi vì muốn chỉnh cái vây quanh hắc ngục, hơn nữa còn muốn pháp lực cao thâm hạng người. Kể từ đó, Đồng Xuyên thực lực hội đại lượng bị bạo lộ ra. Đồng Xuyên bây giờ cũng là không muốn đem thực lực mình bạo lộ ra. Nhưng không thể không nói là, đây là phương pháp tốt nhất. Nếu là một mực trông coi, yêu vật kia cũng không phải người ngu, chỉ sợ cũng sẽ không đi vào. Đồng Xuyên trầm ngâm nói. La Quân nói ra, nhưng là vương gia, ngài có nghĩ tới không, cái này còn có một nan đề tại. Cái kia chính là chúng ta đem hắc ngục vây quanh, để yêu vật không dám tiến vào. Yêu vật thẹn quá hóa giận, qua lung tung thương tổn dân chúng làm sao bây giờ? Ngài là nhất thành chi chủ, nếu là ngài chỉ hạ phát sinh chuyện thế này, lúc đó để ngài mất đi dân tâm. Đồng Xuyên ánh mắt ngưng trọng, nói ra, người nói xác thực có đạo lý. La Quân nói ra, ta cảm thấy vẫn là muốn giữ kín không nói ra, trước không muốn quá nhiều trưởng khống hắc ngục. Chúng ta thời khắc chú ý hắc ngục, lại không vây giết. Đợi yêu vật sau khi đi vào, lại bí mật vây quanh. Hôm nay yêu vật biến cố đột nhiên, chúng ta chuẩn bị không chu toàn để hắn trốn. Lần sau chẳng lẽ còn làm cho hắn trốn hay sao? Đồng Xuyên cảm thấy La Quân nói vẫn là rất hợp lý, hắn gật gật đầu, nói ra, chuyện này nhìn như không lớn, nhưng nếu xử lý không tốt, lại là nguy hại vô cùng. Ta lại đem Gia Cát tiên sinh gọi tới, ba người chúng ta tính toán cẩn thận bàn bạc. La Quân nói ra, vâng, vương gia. Đồng Xuyên lại cười một tiếng, nói ra, Thiên Sơn. Ngươi thật sự là ta một viên phúc tướng. Lần này nếu không phải ngươi, cái này yêu vật như vậy tu luyện, nhất định là ta họa lớn. Mà lại, ngươi đã có Gia Cát tiên sinh trí tuệ, lại có Lãnh Phong vũ lực. Ta có thể được ngươi, quả thật ta chi đại hạnh a. La Quân lập tức khiêm tốn nói ra, vương gia quá khen. Gia Cát như ngã đến từ về sau, ba người thì như vậy nghị định. Về sau lại nói chút chi tiết, như thế đã định, liền cũng liền ai đi đường nấy. La Quân lại qua bồi hội Tống Ninh cũng không sợ hãi yêu vật kia, chỉ là nói với La Quân, các ngươi đi bắt yêu vật kia thời điểm, nhất định muốn mang ta lên. La Quân không khỏi cười khổ, nhà đầu này một hồi khôn khéo rất lợi hại, một hồi lại cùng đứa bé giống như, thật là khiến người ta suy nghĩ không thấu đây. Một ngày này, vẫn là bình an vô sự. Cũng không nghe nói nơi đó ra yêu vật làm loạn sự tình, Lãnh Phong bên kia cũng là không có bất cứ động tĩnh gì. Đồng Xuyên đã an bài cao thủ thời khắc giám thị, một khi yêu vật xuất hiện, bên này cao thủ đều đã chờ xuất phát, hội lấy tốc độ nhanh nhất vây quanh hắc ngục. Rạng sáng thời điểm, rốt cục xảy ra vấn đề. Cái kia chính là, Tống Ninh bị yêu vật bắt đi. Cho là lúc, cả vị thành chủ phủ một mảnh an bình. Đột nhiên, Tống Ninh chỗ ở trong phủ truyền đến rít lên một tiếng, sau đó Tiểu Lan sốt ruột hoảng hốt đi ra, nàng tóc tai bù xù, hoảng sợ tới cực điểm. Kim Văn Thành vào phòng bên trong thời điểm, Tống Ninh đã không có tung tích. Kim Văn Thành lập tức liền đem chuyện này bẩm báo cho Đồng Xuyên. Đồng Xuyên vừa nghe nói Tống Ninh bị yêu vật bắt đi, hắn lúc ấy thì dọa sợ. Tống Ninh nếu thật là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn,
như vậy Tống đế vương tất nhiên sẽ giận tím mặt, thậm chí khả năng mượn cơ hội đối Đổng Xuyên thực hành chế tài. Cái này hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng. La Quân cũng bị kinh động. Cả đám đều tụ tập đến Tống Ninh khuê phòng. Lúc này, cái này trong khuê phòng đèn đuốc sáng trưng. La Quân, Đổng Xuyên, Gia Cát Như Ngã còn có một đám cao thủ đều tại. Tiểu Lan quỳ trên mặt đất khóc nói, vương gia, nội tỳ cùng tiểu thư chính đang say ngủ, đột nhiên một đoàn hắc khí bay vào tới. Hắc khí kia đem tiểu thư khỏa liền đi, cầu vương gia nhất định muốn cứu tiểu thư nhà ta a. Kim Văn Thành không khỏi cả giận nói, cái này yêu vật dám can đảm cướp bóc tiểu thư nhà ta, ta muốn giết hắn. Đổng Xuyên cũng là nổi nóng, hắn lạnh lùng nói ra, giết, giết thế nào. Kim Văn Thành nhất thời nghẹn lời. Đổng Xuyên nhìn về phía Gia Cát Như Ngã, nói, Gia Cát tiên sinh, ngài thấy thế nào. Gia Cát Như Ngã nói ra, cái này yêu vật ai cũng không bắt cóc, hết lần này tới lần khác bắt cóc Ninh tiểu thư. Xem ra, hắn đối với chúng ta phủ thành chủ là làm nhất định bài tập. Hắn tại sao muốn bắt Ninh Nhi? Đổng Xuyên trầm giọng hỏi. La Quân trong lòng như có lửa đốt, hắn lập tức nghĩ tới cái gì, lập tức nói ra, yêu vật hiển nhiên biết tiến hắc ngục đã không an toàn, mà hắn lại cảm thấy ra Ninh Nhi tiểu thư tôn quý. Thế là liền muốn lấy Ninh Nhi tiểu thư làm con tin, sau đó mang theo Ninh Nhi tiểu thư tiến hắc ngục tốt an ổn tu luyện. Đây là hắn kiếp mã. Lập tức qua hắc ngục. Đổng Xuyên không nói hai lời. Cả đám lập tức hùng hùng hổ hổ hướng hắc ngục tiến đến. La Quân không nói một lời, hắn thật sợ yêu vật kia hội thương tổn Tống Ninh. Mặc kệ như thế nào, Tống Ninh đều là cái không tệ nữ hài nhi, mà lại đối La Quân cũng là không tệ, La Quân sợ hãi nàng sẽ xảy ra chuyện. Cả đám rất nhanh liền đến cái kia hắc ngục trước mặt. Lãnh Phong đang dẫn người trấn giữ hắc ngục, Đổng Xuyên vừa đến, Lãnh Phong cấp tốc đến đây tiếp kiến. Đổng Xuyên gấp giọng hỏi, yêu vật kia nhưng có xuất hiện. Đổng Xuyên thật sự là gấp chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lãnh Phong khẽ giật mình, theo rồi nói ra, hồi vương gia, yêu vật cũng không xuất hiện. Hắn nói vừa xong, cái kia không trung chỗ đột nhiên truyền đến cười khằng khặc quái dị. Sau đó, liền gặp một đoàn hắc phụ như vòi rồng đáp xuống hắc ngục khu nhà cũ trên nóc nhà. Cái kia hắc phụ hóa ra nguyên hình, vẫn là cái kia xấu xí quái vật hình dáng. Về phần yêu vật vì sao là xấu xí, cái này ngược lại không phải là không có căn cứ. Tướng do tâm sinh, yêu vật trong lòng tràn ngập oán độc cùng tàn nhẫn, hình tất nhiên khủng bố. Tựa như một cái phụ nữ có thai mang thai hài tử, nếu là trong lòng vẫn muốn chút ác độc sự tình chờ một chút, cái đứa bé kia bao nhiêu đều hội chịu ảnh hưởng. Quái vật trên mặt che kín lít nha lít nhít lân phiến, nhìn một chút thì vô cùng buồn nôn. Hắn hai mắt ngược lại là rất sáng. Giờ phút này hắn thì chăm chú bóp chặt Tống Ninh trắng như tuyết cái cổ, khiến cho Tống Ninh không thể động đậy. Tống Ninh đã sợ đến vãi cả linh hồn, nàng liên thanh hô, Đổng thúc thúc, Lâm đại ca, cứu ta. Còn chưa hô xong, vành mắt đỏ lên, nước mắt trước hết đến rơi xuống. La Quân cũng là đau lòng. Đổng Xuyên cả giận nói, người cái này tặc tử, nhanh chóng thả Ninh Nhi. Yêu vật kia cười ha ha một tiếng, sau đó lại ánh mắt mãnh liệt, nói ra. Người chính là Thái Sơn Vương Đổng Xuyên đúng không? Đổng Xuyên nao nao, hắn nói ra, nghĩ không ra người biết vẫn rất nhiều. Yêu vật nói ra, Đổng Xuyên, ngươi hỏng bổn tọa chuyện tốt, bổn tọa hận không thể ăn ngươi thịt, uống ngươi máu. Chúng ta bớt nói nhiều lời, người đến muốn như thế nào mới có thể thả Ninh Nhi? Đổng Xuyên nghiêm nghị nói ra. Yêu vật lạnh hừ một tiếng, nói ra, thả nàng. Cũng không phải không được, chờ ta tiến hắc ngục. Đem sở hữu âm sát chi vật hút hết lại nói. Mặt khác, ta muốn ngươi nhất định phải tề tụ 3000 lệ quỷ oan hồn tiến đến, nếu không lời nói, ta liền giết này nương môn. Sau đó, yêu vật cũng không nói nhảm nữa, lại là mang Tống Ninh, trực tiếp phá vỡ cái kia mái vòm tiến bên trong hắc ngục. Thanh âm hắn y nguyên truyền tới, nói, Đổng Xuyên, trong vòng 5 canh giờ, ngươi như tập hợp không đủ cái này 3000 lệ quỷ oan hồn, ngươi liền đợi đến cho cái này đáng thương mỹ nhân nhi nhặt xác đi. Ha ha, yêu vật sau khi nói xong, liền không có tiếng âm. Lần này yêu vật phản ứng thật sự là vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Cũng không phải Đổng Xuyên, La Quân bọn họ khinh địch. Tại bọn họ trong ấn tượng, yêu vật đều là mang chút ngu xuẩn. Có thể cái này yêu vật lại là khôn khéo đáng sợ, hơn nữa còn đối toàn bộ hắc ngục thành tình huống giải vô cùng. Cái này yêu vật căn bản không có ý định một mình tiến hắc ngục, hắn tại tiến hắc ngục thời điểm, liền đánh tính toán thật hay. Đổng Xuyên sắc mặt nghiêm túc, hắn đầu tiên xông ra cắt như ngã nói,
Gia Cát tiên sinh, Ninh Nhi tuyệt không thể có việc, cái này có thể nên làm thế nào cho phải? Gia Cát Như Ngã trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, vương gia, ngài nhìn dạng này có thể thực hiện sao? Hắn sau khi nói xong liền nhỏ giọng nói, ngài không phải có biện pháp bảo bối nhân hoàng kính sao? Ngài đi vào cùng cái này yêu vật đàm phán, sau đó giả thân thể mê hoặc yêu vật, chân thân lôi đình đánh giết cái này yêu vật. Không được, Đồng Xuyên lập tức nói ra, yêu vật chính là tại bên trong hắc ngục thai nghén mà sinh, sở hữu phù du âm vật đều là hắn xúc giác, mặc kệ là chân thân giả thân thể, chỉ cần tại hắc ngục bên trong, cái kia đều quyết định mê hoặc không cái này yêu vật. Đồng Xuyên là tuyệt đỉnh cao thủ, hắn tại hắc ngục bên trong đợi qua, cho nên hắn có thể đem hết thảy tình huống đều đoán trước đi ra. Đồng Xuyên nói như vậy, Gia Cát Như Ngã cũng lâm vào trầm mặc. Trong lúc nhất thời, Gia Cát Như Ngã cũng không có cái gì kế sách hay. Đồng Xuyên lại hỏi, Gia Cát tiên sinh, theo ý người đến, nếu là chúng ta tùy ý cái này yêu vật sinh trưởng, đồng thời thỏa mãn hắn điều kiện, hắn sẽ hay không thả Ninh Nhi đâu? Gia Cát Như Ngã mặt lộ vẻ khó khăn, hắn nói ra, yêu vật đến lúc đó muốn nhờ Ninh Nhi cô nương đào tẩu, nếu như có thể đào tẩu, đến lúc đó là trả về là giết, ở chỗ yêu vật một ý niệm. Cho nên, về điểm này, ta cũng là suy đoán không thấu. Cái kia Tiểu Lan cùng Kim Văn Thành ở một bên gấp không được, Tiểu Lan nước mắt đều gấp đi ra, nàng lại là nói với La Quân, Lâm công tử, người nhanh mau cứu tiểu thư nhà ta a. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, hắn đối Tiểu Lan gật gật đầu, nói ra, đừng có gấp, ta có biện pháp. Tiểu Lan nhãn tình sáng lên. Đồng Xuyên cũng là kinh hỉ nhìn về phía La Quân, hắn nói ra, Thiên Sơn, người có biện pháp gì, mau nói đi. La Quân liền nói ra, chúng ta hiện tại nếu là toàn nghĩ đến yêu vật có thể thủ tín nặc là tuyệt đối không được. Không thể để cho yêu vật nắm giữ toàn bộ quyền chủ động. Đồng Xuyên nói, có thể Ninh Nhi bị bắt, chúng ta muốn thế nào hành sự? La Quân nói ra, vương gia, bây giờ yêu vật đã tiến hắc trong ngục. Như vậy hiện tại, chúng ta lập tức đem cái này hắc ngục phong đến kín không kẽ hở, tuyệt không cần cho hắn đào tẩu cơ hội. Đây là muốn làm gì? Đồng Xuyên hơi hơi nghi hoặc. La Quân nói ra, đây là muốn đàm phán thẻ đánh bạc, chúng ta nếu không đem hắn đẩy vào tuyệt địa, nơi nào có cùng hắn bàn điều kiện thẻ đánh bạc. Chờ đem hắn vây lại về sau, ta lại đi vào cùng hắn đàm phán, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ bảo đảm Ninh Nhi tiểu thư thân người an toàn. Đồng Xuyên hơi nghi hoặc một chút, nói, làm như vậy thật có thể thực hiện sao? Sẽ không chọc giận yêu vật kia à? La Quân nói ra, vương gia yên tâm, ta sẽ đem nắm tốt bên trong độ. Đồng Xuyên liền vừa nhìn về phía Gia Cát Như Ngã, Gia Cát Như Ngã gật gật đầu, nói ra, Lâm công tử nói, chưa chắc không phải một cái có thể thực hiện biện pháp. Có thể thử một lần. Đồng Xuyên hít sâu một hơi, trầm giọng nói với La Quân, Thiên Sơn, Ninh Nhi tuyệt không thể có việc, đây là ta tuyến, hiểu chưa? La Quân nói ra, ta minh bạch, vương gia. Hắn hiểu Đồng Xuyên ý tứ, Đồng Xuyên có thể dễ dàng tha thứ cái này yêu vật tu luyện viên mãn đào tẩu, nhưng là hắn không thể chịu đựng Ninh Nhi bị yêu vật giết chết. La Quân thực hoàn toàn có thể không cần lội cái này vũng nước đục, bởi vì làm nhiều nhiều sai, bớt làm thiếu sai, không làm không tệ. Chuyện này, có quá gió to hiểm, cho nên Gia Cát Như Ngã cùng Lãnh Phong căn bản liền sẽ không chủ động đi ra bắt chuyện. Bọn họ có thể làm việc, nhưng nhất định phải là xây dựng ở Đồng Xuyên phân phó tình huống dưới. Dù sao Tống Ninh thân phận quá mẫn cảm. Có thể là La Quân một đến còn phải trông cậy vào dựa vào Tống Ninh qua Tống Đế Thành tới gần Nhạc Quang Thần, hắn hiện tại bái đến Đồng Xuyên môn hạ, nếu là Tống Ninh thân tử. Hắn thì lại không có cơ hội cùng lấy cớ tiến về Tống Đế Thành. Một khi tiến đến, Đồng Xuyên còn có thể không phát hiện La Quân vấn đề sao. Nhưng mà, La Quân xuất thủ cũng không phải là bởi vì phía trên vấn đề này. Hắn chủ yếu là không đành lòng nhìn Tống Ninh xảy ra chuyện, nữ hài nhi này, cũng không xấu. Riêng là đối La Quân cũng coi là có phần coi trọng. Như vậy thương định về sau, Đồng Xuyên lập tức bố phòng, hắn tự mình canh giữ ở hắc ngục trên nóc nhà. Tiền tiền hậu hậu, trên dưới trái phải đều bị vây lại. Có thể nói là chật như nêm cối. Tiếp lấy lúc này, La Quân liền thông qua cửa chính tiến hắc ngục. Hắc ngục trận pháp bây giờ bị yêu vật phá hư, mọi người muốn đi vào đã là không khó. Nhập bên trong hắc ngục, ở trong đó một đoàn hắc ám. Nhưng mà La Quân lập tức liền nhìn thấy phía trước 10 mét chỗ, Tống Ninh bị yêu vật kia chỗ cưỡng ép ở. Yêu vật kia buồn nôn khủng bố, nhưng lại ôm Tống Ninh vòng eo, hắn lẻ lưỡi láp Tống Ninh trắng như tuyết cái cổ.
Tống Ninh sắc mặt trắng bệch, dọa đến quả thực muốn khóc lên. Cũng chính là cái này một cái chớp mắt, La Quân sau khi đi vào, nàng mới cảm giác được không có như vậy sợ hãi. Lâm đại ca, cứu ta! Tống Ninh phàn nàn hô. La Quân cười ha ha, nói ra, Ninh Nhi tiểu thư, người xưa nay không phải lá gan rất lớn sao? Lúc này rốt cuộc biết sợ hãi nha. Tống Ninh không khỏi ngẩn ngơ, nàng xưa nay mặc kệ như thế nào, vậy cũng là bởi vì nàng tức giận, cho nên nàng mới có thể cường đại. Nhưng nói đến, nàng vẫn là cái cô bé, cho nên hiện tại, nàng làm sao có thể không sợ. La Quân như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, Tống Ninh không khỏi có chút không làm rõ ràng được tình huống. Yêu vật kia cười lạnh nhìn về phía La Quân, nói, ai cho phép ngươi cái này ti tiện nhân loại tiến đến. La Quân mỉm cười, lại là giật ra đề tài nói ra, ngày đó, ta ở bên ngoài thì phát giác cái này hắc ngục bên trong có vấn đề. Cho nên ta thì theo vương gia đề nghị, không cần hướng bên trong rót vào âm hồn lệ quỷ. Cho nên nói, ngươi có hôm nay, là ta một tay chỗ tạo thành. Ngươi muốn chết, yêu vật nhất thời giận tím mặt, hắn cả giận nói, quỳ xuống, lại không quỳ xuống, ta thì giết này nương môn. Hắn lộ ra có chút điên cuồng. Tống Ninh đau đến khóc ra thành tiếng. Ngươi giết nha, La Quân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hắn lại cười rộ lên, nói ra, vừa rồi ta thì theo vương gia đề nghị, muốn đem cái này hắc ngục thượng hạ toàn bộ bao vây lại, ngươi bây giờ hẳn là cảm thụ được đi ra, nơi này chung quanh đều bị vây lại. Ngươi căn bản là năm đường có thể trốn, ngươi cho rằng ta sẽ để ý này nương môn sinh tử sao? Vương gia xác thực rất lợi hại để ý, nhưng là ngươi nghĩ không ra là, này nương môn lại là trong lòng ta hận. Ngươi cứ việc giết nàng về sau, ta thì nói với vương gia, là ta vô năng. Bất quá, ta cũng có thể cùng ngươi cam đoan, ta nhất định sẽ giết ngươi, không cho ngươi có đi cùng vương gia mật báo cơ hội. Tống Ninh không khỏi ngây người, bất quá nàng cũng là cực kỳ thông minh hạng người. Lập tức liền minh bạch La Quân kế sách. Nhưng yêu vật kia lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi đơn giản như vậy thủ đoạn, cũng muốn lừa gạt đến ta. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? La Quân đột nhiên thì tế ra cái kia long văn kiếm trên không trung trôi nổi. Đồng thời, La Quân trong tay lại xuất hiện chói mắt châu. Ta cái này chói mắt châu, giết người ở vô hình. Ta cái này long văn kiếm càng có tạo hóa kiếm quyết, hai đại sát chiêu, toàn vì ngươi chuẩn bị. La Quân nói ra, mặc kệ ngươi tin hay không, như vậy đi, ta đếm 1, 2, 3, đếm tới 3 về sau, ngươi giết nàng, sau đó ta giết ngươi, chúng ta thì xem ai lá gan càng lớn. Có được hay không? Nếu ai không dám, người đó là cháu trai. 1, 2. La Quân trên thân sát khí đằng đằng, nhìn không có chút nào nương tay. Yêu vật kia là thông minh hạng người, nhưng giờ phút này cũng bị La Quân làm có chút phạm sợ, ngươi. Yêu vật không khỏi có chút gấp, hắn nói ra, ngươi thì thật không sợ ta giết nàng. La Quân nói ra, nàng chính là Tống Đế Vương nữ nhi, ta vốn nên trung tình nàng. Những năm gần đây, ta đối nàng ngoan ngoãn phục tùng. Vì cũng là cưới nàng, tốt tới gần Tống Đế Vương. Nàng chạy đến đâu bên trong, ta theo tới chỗ đó, nàng chạy đến bên này giải sầu, ta thì theo tới. Nhưng không nghĩ tới, nàng lại thích một cái hội làm thơ tiểu tử, thật sự là đáng hận. Ngươi như giết nàng, ngươi nhìn ta nhíu mày không nhíu mày. Dù sao chỉ cần nàng và ngươi cũng chết, hết thảy đều sẽ không có chứng cứ. Yêu vật khó thở, hắn gào thét lớn nói ra, Đồng Xuyên, để tên vương bát đản này lăn ra ngoài. Không phải vậy ta giết nữ nhân này. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta tiến trước khi đến, đã nói với vương gia qua. Không trong khu vực quản lý phát sinh cái gì, hắn đều không muốn nghe, không cần quản. Ngươi căn bản chính là đang cố ý lừa ta. Yêu vật bỗng nhiên giống như là minh bạch cái gì, hắn lại cười nói, bổn tọa kém chút bị ngươi lừa gạt. Ngươi nếu thật là có chủ tâm muốn nàng chết, hiện tại liền có thể động thủ, làm gì tốn nhiều miệng lưỡi. La Quân nói ra. Cho nên nói, ngươi căn bản cũng không thông minh, ngươi là đầu heo a. Nếu là nàng chết tại ta pháp bảo cùng kiếm quyết dưới, ta lại về Tống Đế Thành, cái kia nhưng như thế nào bàn giao? Còn có, ta xác thực không muốn nàng chết, nàng mà chết, mặc kệ như thế nào, Tống Đế Vương đều sẽ đối ta tâm có khúc mắc. Nhưng là, ta cho ngươi biết, ta cũng không sợ nàng chết. Nàng chết thật, đại không ta thì vừa đi chi, không quay lại Tống Đế Thành. Yêu vật nói ra. Cái kia con mẹ nó ngươi tiến đến là muốn làm gì? Ngươi đến muốn hay không cứu người? La Quân nói ra, người đương nhiên là phải cứu, có thể cứu tốt nhất. Không thể cứu, cũng không quan trọng. Hắn đón đến, nói ra,
như vậy đi, ta nói cho ngươi điều kiện, ngươi nhìn có được hay không, đây là chúng ta đều xong toàn đẹp biện pháp tốt. Nếu như có thể được, việc này thì tất cả mọi người dễ làm, đều có thể đạt tới mình muốn, đều có thể sống sót. Không thể được, vậy ngươi thì giết nàng, sau đó ta giết ngươi, có được hay không? Ngươi nói, yêu vật lập tức nói. Ách, ngươi có hay không tên? La Quân đột nhiên đậu bỉ hỏi. Yêu vật cũng là sững sờ, nói ra, ngươi hỏi cái này làm gì? La Quân nói ra, há, vạn nhất ta muốn giết ngươi, cũng phải biết tên ngươi a. Vì cái gì? Yêu vật nói. Bởi vì ta dưới kiếm không giết vô danh chi quỷ a. La Quân nói ra. Yêu vật nhất thời trừng mắt, đây là muốn bão nổi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, chỉ đùa một chút, không nên tức giận nha. Cái kia Tống Ninh lúc đầu rất khẩn trương, bị La Quân như thế một đậu bỉ, nàng đều có chút buông lỏng, cảm thấy cái này yêu vật cũng không có đáng sợ như vậy. La Quân liền nói ra, người đem Tống Ninh giao trả lại cho ta, sau đó ta thụ ngươi ba trưởng. Bất quá ngươi ba trưởng cũng không thể hạ tử thủ, nếu như ngươi đem ta chụp chết, vậy liền thật không có thành ý. Hiện tại vương gia chính là sợ thỏa mãn ngươi điều kiện, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là giết Tống Ninh. Cho nên, ngươi chỉ cần đánh cho ta mất đi chiến đấu lực, sau đó ta cùng hắn cũng không trốn đi, ngay ở chỗ này mặt bồi tiếp ngươi. La Quân tiếp tục nói, chỉ có dạng này, vương gia mới có thể yên tâm cho ngươi, ngươi mong muốn. Mà đợi ngươi tu luyện không sai biệt lắm thời điểm, ta công lực cũng có thể khôi phục một chút, đến lúc đó cũng có sức chống cự. Khi đó, ngươi thì theo đuôi tại chúng ta đằng sau, đi theo chúng ta ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, ngươi liền có thể bay lên không trung, đến lúc đó, ai có thể ngăn đón ngươi. Yêu vật không khỏi nháy một chút mắt, hắn sau đó cười lạnh nói, xem ra ngươi thật đúng là lời mở đầu không đáp sau ngữ, miệng đầy hoang ngôn. Ngươi đã nói hận không thể cái nữ oa này tử đi chết. Hiện tại tội gì lại nên vì nàng đến bốc lên sinh tử chi hiểm. La Quân nói ra, ngươi phải biết, ta dù sao cũng là mang theo nhiệm vụ tiến đến. Có thể cứu nàng, vậy ta sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng nếu cứu không để cho, ta sau khi ra ngoài, thời gian cũng sẽ không rất dễ chịu. Người ta đều là người biết chuyện, người nào cũng sẽ không làm một lúc thống khoái mà nỗ lực nặng nề đại giới. Hắn đón đến, nói ra, ngươi cứ nói đi, ngươi có làm hay không? Ta luôn luôn muốn hết sức tới cứu nàng, nhưng nếu là ngươi khó chơi, đến lúc đó, nàng chết, đó cũng là không trách ta. Ngươi đề nghị này chưa chắc không thể, yêu vật nói ra, bất quá ta muốn trước đánh ngươi ba trưởng, sau đó mới có thể đem nàng giao trả lại cho ngươi. La Quân nói ra, cũng được, hắn đón đến, nói ra, thứ nhất, ngươi không thể hạ tử thủ. Thứ hai, ngươi như nói không giữ lời, vậy đã nói rõ ngươi căn bản chính là không hề có thành ý. Đến lúc đó. Ngươi sẽ chết rất lợi hại thảm, ta hy vọng ngươi có thể thận trọng. Yêu vật nhân tiện nói, bớt nói nhiều lời, ngươi tiếp trưởng đi. Hắn sau khi nói xong, bỗng nhiên lăng không nhất trưởng hướng La Quân ngực bụng bổ tới. Cái này yêu vật trực tiếp ngưng tụ cái này bên trong hắc ngục âm vật lệ quỷ, trong nháy mắt đó, một đoàn hắc khí ẩm vang nổ bắn ra tiến La Quân lồng ngực. La Quân thân thể đã là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng một trưởng này đánh tới, hắn lập tức rút lui ba bước ra ngoài. Một ngụm máu tươi cũng nhịn không được nữa phun ra. La Quân tại yêu vật phát trưởng trong nháy mắt, liền lấy ý niệm quan bế vô lượng phù ấn. Cho nên lúc này, vô lượng phù ấn cũng không có phát huy ra hiệu dụng đến. Mãnh liệt âm sát hàn khí tại La Quân kinh mạch ở giữa chui loạn tán loạn, đồng thời xâm nhập hướng La Quân ngũ tạng lục phủ. Lâm đại ca, Tống Ninh trong một chớp mắt thì đỏ mắt vành mắt, nước mắt nhịn không được đến rơi xuống. La Quân lập tức nói, hô cái gì hô? Hiện tại áy náy a. Ngươi không là thích cái kia mặt trắng nhỏ sao? Ta chính là muốn để ngươi áy náy, ha ha. Hắn nói xong cũng xông yêu vật quát, lại đến a. Yêu vật kia trong mắt lóe lên thần sắc, hắn không có nghĩ tới tên này thân thể mạnh như vậy. Thụ chính mình như thế nhất trưởng, thế mà còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Lấy yêu vật tu vi, một trưởng này đánh đi ra, không có mấy cái tôn thân thể có thể thừa nhận được. Đáng tiếc là quân pháp lực hóa thành chiến đấu lực. Thân thể cường hãn vô cùng. Lại thêm huyết yêu huyết mạch, còn có linh nhi giao phó hắn cường đại khôi phục năng lực. Một trường này bổ xuống, những âm sát đó hàn khí trong nháy mắt liền bị La Quân huyết mạch luyện hóa. Yêu vật lập tức thêm đại pháp lực, lại một trường vỗ tới. La Quân cái này bay ra ngoài, sau cùng ngã trên mặt đất, mãnh liệt nôn một ngụm máu đen. Ta dựa vào, người tên vương bát đản này, ra tay ác như vậy, có phải hay không muốn ta chết?
La Quân nhìn không được mắng. Hắn thực không có thụ quá trọng thương, nhưng là hắn biết mình lại biểu hiện mạnh mẽ như vậy, cái này yêu vật liền nên không yên lòng. Cho nên La Quân thì tận lực biểu hiện rất yếu, sắc mặt hắn trắng bệch tới cực điểm, cả người đều không đứng dậy được. Không được, lại thụ ngươi nhất trưởng, ta liền trực tiếp treo. La Quân khoát khoát tay, suy yếu nói ra, ngươi cái tên này không giữ lời hứa. Ta nhìn ngươi không chết, yêu vật lập tức bổ ra nhất trưởng. Lần này, La Quân trực tiếp ngất đi. Đương nhiên, hắn cũng không phải là thật ngất đi, mà là giả vờ ngất đi. Lâm đại ca, Tống Ninh thấy thế, nàng nước mắt cũng nhìn không được nữa lan tràn mà ra. Nàng tê tâm liệt phế hô một tiếng, cái kia trong lòng đau buồn khó mà diễn tả bằng lời. Trừ cảm động, chính là đau lòng. Tống Ninh đối La Quân vẫn luôn có hảo cảm, hiện tại La Quân tại nàng nguy nan lúc lại là không chút do dự đứng ra, hơn nữa còn vì cứu nàng, cam nguyện thụ yêu vật cái này nặng như vậy ba trưởng. Đây là cầm tánh mạng tới cứu nàng nha. Không có một cái nào nữ nhân hội không vì này cảm động a. Lâm đại ca, người thế nào, người nói nhanh lên nha. Tống Ninh kịch liệt giằng co. Yêu vật kia lại là chụp lấy Tống Ninh không thả, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, hắn thụ ta cái này u minh ba trưởng, chết chắc. Liền cũng tại lúc này, La Quân suy yếu ngồi xuống, hắn tức miệng mắng to, mẹ ngươi, ngươi còn có hay không tín dụng. Đây là hướng trong chết đánh a. Hắn vừa nói xong, lập tức liền lại phun một ngụm máu. Yêu vật nhìn lấy La Quân thế mà còn chưa có chết, hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi cái tên này, mệnh thật là lớn a. Yêu vật nói ra. La Quân nói ra, hiện tại ngươi có thể thả nàng a. Yêu vật hồ nghi. La Quân lần nữa kịch liệt ho khan, hắn liên tục thổ huyết. Nhà Tống Ninh đau lòng muốn tuyệt. Nàng thút tha thút thít nói, thật xin lỗi, Lâm đại ca, là ta hại ngươi. La Quân không để ý tới Tống Ninh, hắn đứt quãng nói ra, ta như vậy cùng ngươi biểu thị thành ý, ngươi cũng không chịu. Xem ra ngươi là thật muốn tu luyện có thành tựu, sau đó còn giết chúng ta. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là thiên hạ thông minh nhất người, người khác là kẻ ngu hay sao? Ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ còn dựa vào ngươi sao? Yêu vật trầm ngâm một cái chớp mắt, hắn đại khái cũng cảm thấy mình tựa như là qua chia một ít. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, ngươi cái tên này, thân thể rất lợi hại cổ quái. Ta còn muốn nhìn xem ngươi có phải hay không thật thụ nặng như vậy thương tổn. Hắn nói xong liền dẫn Tống Ninh hướng La Quân đi tới. Sau đó, yêu vật đem ở La Quân mạch đập. La Quân thân thể thật là có chút không tốt, ngũ tạng lục phủ bị hao tổn nghiêm trọng, âm hàn chi khí cũng vô pháp lập tức khu trừ. Yêu vật cảm giác được La Quân đã là hơi thở mong manh, mạng sống như treo trên sợi tóc. Kể từ đó, yêu vật cũng mới thả lỏng trong lòng, hắn đem Tống Ninh buông ra. Tống Ninh được từ từ, lập tức ngồi xuống, ôm chặt lấy suy yếu La Quân, khóc nói, Lâm đại ca, ngươi thế nào? Ngươi còn có được hay không? La Quân suy yếu nói ra, ngươi cái này không nói nhảm à, ngươi nhìn ta bộ dáng này có được hay không? Tống Ninh lập tức khóc nói ra, thật xin lỗi, đều là ta hại ngươi. Lúc này, yêu vật kia nói ra, ta đã thả nàng, ngươi tốt nhất để cái kia Đồng Xuyên lập tức đem ta muốn đồ, vật đưa tới. Không phải vậy lời nói, ngươi cùng hắn đều phải chết. Các ngươi cũng đừng tưởng rằng điểm ấy vây quanh thì thật có thể làm cho ta vào chỗ chết. La Quân liền nói ra, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi nhu cầu. Yêu vật liền không tiếp tục để ý La Quân cùng Tống Ninh, hắn bắt đầu yên tâm tu luyện. Hắn tự thân biến thành sương mù màu đen, bắt đầu bao phủ bốn phía phủ du sinh vật. Tống Ninh hung hăng tự trách, hung hăng rơi lệ. La Quân liền nhẹ nói, đừng khóc, yên tâm, ta không chết. Tống Ninh sững sờ. La Quân hướng Tống Ninh đánh cái ánh mắt. Tống Ninh chỉ kém không có hỏi chơi ý tứ. La Quân cũng liền mặc kệ Tống Ninh, hắn cố ý nói ra, ta mệt mỏi quá, ta muốn ngủ một hồi. Nói xong nghẹo đầu, thì đổ vào Tống Ninh trong ngực. Cái này là La Quân tại tận lực khôi phục thân thể. Thương thế hắn thả tại người bình thường trên thân, tuyệt đối một con đường chết. Nhưng là La Quân thân thể quá cường đại, bực này thương thế, nửa canh giờ liền có thể khỏi hẳn. Nửa canh giờ rất nhanh liền quá khứ. Yêu vật kia còn tại tu luyện, La Quân đột nhiên mở mắt, hắn một thanh nhảy dựng lên, thuận tiện lôi kéo Tống Ninh cũng đứng lên. Gia hỏa này lúc này tuyệt đối sinh tinh hổ mãnh a. Tống Ninh không khỏi giật mình, sau đó vui vẻ nói, Lâm đại ca, ngươi không có việc gì a? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, không sai. Yêu vật kia lập tức đình chỉ tu luyện,
khôi phục nguyên hình, cũng rơi trên mặt đất. Làm sao có thể, yêu vật hãi nhiên muốn tuyệt. La Quân nói ra, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ. Người đều có thể theo thời thế mà sinh, mà ta lại vì cái gì không có khả năng nhanh như vậy khôi phục thương thế đâu. Yêu vật nói ra, không có khả năng, ta rõ ràng đã điều tra ngươi huyền mạch, ngươi bản thân bị trọng thương, không còn sống lâu nữa, sao có thể nhanh như vậy thì khôi phục. Ha ha ha, La Quân đại cười nói, thiên địa tứ phương gọi là vũ, từ xưa đến nay gọi là trụ, chỉ cần chúng ta người còn tại trong vũ trụ, liền không có chuyện không có khả năng. Ngược lại là ngươi cái này yêu vật, ngươi vốn là không nên xuất hiện, như vậy hiện tại, ta liền đại biểu thiên đạo diệt sát ngươi. Tống Ninh lại là trong đôi mắt đẹp lóe ra dị dạng thần thái, nàng thì thào thì thầm, thiên địa tứ phương gọi là vũ, từ xưa đến nay gọi là trụ, Lâm đại ca thật sự là tốt tài hoa a. Người nào sẽ nghĩ tới, cô nương này lúc này vẫn là tại hồ lấy La Quân thi tài. Yêu vật lúc này cũng là giận tím mặt, hắn cảm giác được mình đã bị lừa gạt. Thế là yêu vật lập tức hướng La Quân bổ ra nhất trường. Lúc này, yêu vật sẽ không muốn lấy đào tẩu, bởi vì hắn biết tứ phía có vây quanh. Hắn chỉ có giết La Quân, mới có thể một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Yêu vật một trường này nén giận bổ ra, lực đạo mãnh liệt tới cực điểm. Oanh! La Quân trên thân bỗng nhiên doanh ra một tầng kim quang, vô lượng phù ấn chính thức phát động. Tầng này kim quang lập tức đem yêu vật công kích bắn ra. Cùng lúc đó, La Quân không nói hai lời, nhất chỉ Long Văn Kiếm, trong tay pháp ấn liên kết. Tạo hóa kiếm quyết trong nháy mắt phát động. Cái kia tạo hóa kiếm quyết tinh vi phương trình, còn có ngàn đạo kiếm quang đem yêu vật bao phủ lại. Đây là cường đại vô cùng tuyệt sát chi chiêu. Tống Ninh không khỏi nhìn ngốc, nàng cảm nhận được kiếm này quyết bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Kiếm quyết bên trong còn có La Quân dũng mãnh cương nghị tinh thần, còn có nóng rực võ đạo dương cương chi lực. Yêu vật kia cũng là lợi hại hơn nữa, giờ khắc này ở cái này tạo hóa kiếm quyết rảo sát dưới, cũng là bất lực dẫy giụa. Chỉ chốc lát về sau, yêu vật kia liền bị rảo thành phấn vụn. Liền cũng tại lúc này, La Quân thu Long Văn Kiếm đến giới tu di bên trong. Mà hiện trường bên trong, liền lại không yêu vật. Chúng ta đi thôi, La Quân kéo Tống Ninh tay, nhất trưởng bổ ra hắc ngục đại môn. Sắc trời vẫn là đen kịt một màu. Khi La Quân cùng Tống Ninh đi ra thời điểm, Tiểu Lan cùng Kim Văn Thành lập tức liền chạy tới. Hai người gặp Tống Ninh bình yên vô sự, đều là thở phào một hơi. Đồng thời, Tiểu Lan ôm lấy Tống Ninh, hai nữ khóc giống nghẹn ngào. Mà Đồng Xuyên cũng từ nóc nhà nhảy xuống, hắn vỗ vỗ La Quân bả vai, cảm khái nói, Thiên Sơn, lần này thật sự là nhờ có người a. Gia Cát như ngã, Lãnh Phong cả đám người nhất thời có chút thất lạc, bọn họ gục đầu xuống. Ninh Nhi, Đồng Xuyên xông Tống Ninh hô một tiếng. Tống Ninh cùng Tiểu Lan tách ra, nàng hướng Đồng Xuyên hô một tiếng, Đồng thúc thúc. Đồng Xuyên vỗ vỗ Tống Ninh vai, nói ra, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Lần này đều quái thúc thúc sơ sẩy, không có bảo vệ tốt ngươi. Tống Ninh nước mắt vừa nói, không quái thúc thúc. Chuyện này, cũng cứ như vậy quá khứ. Sau đó, Đồng Xuyên cùng Gia Cát như ngã lần nữa tiến vào bên trong hắc ngục, hai người bọn họ đem chọn cái trận pháp lần nữa nâng lên. Mà La Quân làm theo phụ trách đưa Tống Ninh bọn người hồi phủ. Hồi phủ về sau, thời gian cũng không còn sớm. La Quân cùng Tống Ninh cáo biệt, hắn làm theo trở lại chính mình trong lầu các. Về phần Tống Ninh tự nhiên vẫn là cùng Tiểu Lan cùng một chỗ. Tại Tống Ninh trong khuê phòng, Tiểu Lan vẫn còn có chút hưng phấn, tiểu thư, người không biết hôm nay Lâm công tử có bao nhiêu uy phong. Vương gia bên người có Gia Cát như ngã, Lãnh Phong mạnh như vậy tướng. Nhưng là vương gia sốt ruột cứu ngươi, bọn họ lại không có biện pháp nào. Chỉ có Lâm công tử tỉnh táo nhất, hắn rất nhanh liền định ra kế sách đi cứu ngươi. Mà lại, khí thế của hắn tuyệt không yếu tại Gia Cát như ngã tiên sinh, cũng không yếu tại Lãnh Phong công tử. Ta nhìn Lâm công tử mới thật sự là đại tài, hắn tức giống như Lãnh Phong công tử đồng dạng vũ lực, lại có Gia Cát như ngã tiên sinh trí tuệ, thật sự là khó được nha. Tống Ninh nhưng trong lòng thì phức tạp mà kỳ diệu. Nàng đương nhiên biết La Quân uy phong. Trong đầu của nàng luôn luôn thoáng hiện La Quân cứ thế mà tiếp nhận yêu vật ba trưởng hình ảnh. Một đêm này, Tống Ninh làm một cái mỹ lệ mộng. Ở trong mơ, nàng và La Quân bái đường thành thân, các nàng cùng một chỗ tiếp nhận rất nhiều chúc phúc, các nàng hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Cái này mộng quá mức mỹ diệu, đến mức sáng ngày thứ hai, Tống Ninh cũng không nguyện ý tỉnh lại. Sáng ngày thứ hai, Đồng Xuyên lại triệu kiến La Quân.
La Quân đến tiêu vườn trong sảnh, hắn hướng Đổng Xuyên thi lễ hô, vương gia. Đổng Xuyên mỉm cười, nói ra, Thiên Sơn, ngồi. La Quân liền cũng liền ngồi xuống. Đổng Xuyên nói ra, Thiên Sơn, hôm qua nhờ có ngươi. La Quân mỉm cười, nói ra, ta là làm việc nằm trong phận sự. Ta là vương gia ngài thần tử, tự nhiên muốn vì ngài bài yêu giải nan. Đổng Xuyên cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt, tốt, tốt. Hắn đón đến, còn nói thêm, đúng, Thiên Sơn, hôm qua ngươi cùng dược vật rằng co, ta lại là một mực nhìn lấy nghe. Dùng cái gì thân thể ngươi khôi phục được như vậy nhanh chóng? La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ta huyết mạch cùng người thường khác biệt, khôi phục năng lực rất mạnh. Đây là cá nhân ta một chút bí mật nhỏ, ta không xa ngàn dặm xin vào dựa vào vương gia, nếu là không có điểm đặc thù bản sự, an dám đến đây. Đổng Xuyên cũng không nghi ngờ gì, hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, nói là, nói là. Đổng Xuyên hiện tại rất lợi hại tín nhiệm La Quân, đây cũng là bởi vì hắn tự nhận nắm giữ La Quân mệnh mạch. La Quân sau đó cũng đừng Đổng Xuyên, tự động rời đi. Cách trước khi đi, Đổng Xuyên còn nói, Tống Ninh vốn là đối ngươi có hảo cảm, cái này ngươi cứu nàng, chuyện này vậy thì càng thêm làm ít công to. La Quân lập tức nói, đây đều là nắm vương gia phúc. Ăn điểm tâm thời điểm, La Quân bị Tiểu Lan hô qua qua. Ngay tại Tống Ninh chỗ trong trạch tử ăn. La Quân ngược lại là rất lợi hại thản nhiên, Tống Ninh làm theo nhìn La Quân ánh mắt có chút thẹn thùng. La Quân cười cười, bỗng nhiên thấp giọng nói ra, Ninh Nhi, vừa rồi vương gia có thể thúc giục ta, hắn muốn ta và ngươi sớm đi về Tống Đế Thành qua đây. Tống Ninh khuôn mặt nhất thời đỏ lên, nàng nói ra, hắn thật sự là không có an cái gì hảo tâm. La Quân nói ra, ta cũng cảm thấy ở chỗ này lãng phí thời gian không có ý nghĩa gì. Tống Ninh nói ra, vậy thì tốt, đợi chút nữa ta đi cùng Đổng Thúc Thúc nói rõ, chúng ta hôm nay thì về Tống Đế Thành đi. La Quân nói ra, tốt, hắn đón đến, nói, bất quá ta đi theo ngươi đi, cái này cần là cái thân phận gì. Tuy nhiên ngươi theo vương gia ở giữa đều tâm lý nắm chắc, nhưng bên ngoài, vẫn là muốn có cái thuyết pháp a. Và lại, ta cùng ngươi trở lại Tống Đế Thành, ngươi lại muốn làm sao cùng cha ngươi cha giới thiệu ta. Tống Ninh nói ra, cái này còn không đơn giản. Ta thì theo Đổng Thúc Thúc nói, ngươi cùng ta tình đầu ý hợp. Ta muốn dẫn ngươi trở về gặp cha ta. Đây có phải hay không là có chút quá nhanh? La Quân không khỏi cảm thấy xấu hổ. Tống Ninh nói ra, đó là ngươi thúc giục phải nhanh một chút mà. La Quân nói ra, nhanh như vậy nhanh, ngươi nói vương gia liệu sẽ đem lòng sinh nghi. Tống Ninh nói ra, ta làm việc từ trước đến nay cũng là hùng hùng hổ hổ, mới mặc kệ nhiều như vậy đây. Đổng Thúc Thúc biết ta cá tính, vả lại. Hắn tự cho là khống chế lại ngươi, tuyệt sẽ không hoài nghi ngươi. Vậy được rồi, việc này, La Quân nói ra. Tống Ninh nói ra, việc này đến hai chúng ta cùng đi, ta một người qua nói, cái kia nhiều thẹn thùng a. La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi cũng sẽ có thẹn thùng thời điểm. Tống Ninh nhất thời có chút buồn bực, nói ra, nói gì vậy, ta chẳng lẽ là da mặt dày người sao? La Quân cười ha ha đứng lên. Cười ngươi cái đại đầu quỷ. Tống Ninh càng là để ý, cầm một quyển sách thì hướng La Quân ném đi qua. Ném qua sớm một chút về sau, La Quân thì cùng Tống Ninh cùng đi gặp Đổng Xuyên. Vẫn là tại tiêu vườn trong sảnh, Đổng Xuyên đang cùng Gia Cát Như Ngã nói cái gì. La Quân cùng Tống Ninh vừa tiến đến, hai người thì đình chỉ nói chuyện. La Quân cùng Tống Ninh gặp qua Đổng Xuyên. Gia Cát Như Ngã làm theo nói với Đổng Xuyên, vương gia, vậy ta thì cáo lui trước. Đổng Xuyên gật gật đầu. Gia Cát Như Ngã liền hướng La Quân cùng Tống Ninh gật đầu bắt chuyện qua, sau đó liền rời đi. Tống Ninh cũng không có hứng thú cái này Gia Cát Như Ngã cùng Đổng Xuyên đang thương lượng cái gì, nàng nói thẳng, Đổng Thúc Thúc, ta tại ngươi chỗ này chơi chán, đợi chút nữa thì về Tống Đế Thành. Đột nhiên như vậy, Đổng Xuyên hơi hơi ngoài ý muốn, hắn theo rồi nói ra, còn nhiều chơi mấy ngày nha, gấp gáp như vậy trở về làm gì. Tống Ninh nói ra, không chơi, ta cũng nhớ ta phụ thân. Đổng Thúc Thúc, trong khoảng thời gian này, cháu gái rất lợi hại cảm tạ ngài tất lòng chiếu cố. Nói lời này há không liền khách khí. Đổng Xuyên thở dài, nói ra, tốt a, đã ngươi khăng khăng muốn trở về, vậy Thúc Thúc cũng liền không lưu ngươi. Bất quá ta cho ngươi cùng ngươi mấy vị ca ca tỷ tỷ, còn có ngươi phụ thân đều chuẩn bị một chút lễ vật. Ngươi giúp ta dẫn đi, cũng thuận tiện hỏi cha ngươi tốt. Tống Ninh hì hì cười một tiếng, nói ra, cảm ơn Đổng Thúc Thúc. Sau đó. Nàng chuyện lại nhất chuyển, nói ra, Đổng Thúc Thúc,
Lâm đại ca nói hắn chưa bao giờ đi qua Tống Đế Thành đâu, muốn cùng ta cùng nhau đi chơi đâu, ngươi để hắn qua không? La Quân không khỏi sững sờ, hắn sau đó cười khổ nói, Ninh Nhi tiểu thư, ta gì từng nói qua lời này nha. Tống Ninh chừng La Quân liếc một chút, nói ra, ngươi rõ ràng cũng đã nói, ngươi bây giờ không thừa nhận. La Quân nhất thời im lặng. Tống Ninh lập tức chuyển hướng Đồng Xuyên, hỏi, Đồng Thúc Thúc, ngài nhìn được hay không a? Đồng Xuyên đập đi miệng, sau đó ý vị thâm trường nói ra, cái này muốn nhìn Thiên Sơn chính mình ý tứ a, nếu như hắn thật nghĩ qua, ta cũng không thể ép ở lại. Vậy ngươi có nguyện ý hay không đi? Tống Ninh lập tức ép hỏi La Quân. La Quân nói ra, ta, hắn khó xử nhìn về phía Đồng Xuyên. Đồng Xuyên khe khẽ thở dài, nói ra, Thiên Sơn, xem ra ngươi vẫn là muốn đi. Cũng không trách ngươi, ngươi muốn đến thì đến đi. La Quân liền trầm mặc xuống dưới. Dù sao đều là đang diễn trò, cũng không biết người nào bộ phim càng rất thật. Nhưng mặc kệ như thế nào, việc này cũng cứ như vậy định ra tới. Sau 2 giờ, La Quân liền cùng Tống Ninh, Tiểu Lan thừa ngồi xe ngựa ra Hắc Ngục Thành. Một đoàn nhân mã, cũng coi như trùng trùng điệp điệp. Trên xe ngựa, Tống Ninh đột nhiên cười một tiếng, nói ra, Lâm đại ca, người muốn nói người thật không đi theo ta, vậy ngươi nói Đồng Thúc Thúc có phải hay không phải gấp chết a? La Quân cười ha ha, nói ra, vương gia có thể hay không gấp chết ta không biết, nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ tức hổn hển. Tống Ninh bạch La Quân liếc một chút, nói ra, mới sẽ không đây. La Quân theo rồi nói ra, vậy sao ngươi cùng cha ngươi nói, liền nói ngươi muốn gả cho ta sao? Tống Ninh nói ra, người đây mới là nghĩ hay lắm đâu, ta hội theo cha ta nói rõ người gián điệp thân phận, sau đó cha ta sẽ giúp ngươi giải trừ Đồng Thúc Thúc đối ngươi cấm chế. Như thế về sau, lại nhìn ngươi biểu hiện đây, ngươi biểu hiện được tốt bên ngoài, còn muốn cha ta tán thành ngươi mới được đây. Tiểu Lan ở một bên lập tức nói, Lâm công tử tài mạo song toàn, thành chủ nhất định sẽ ưa thích Lâm công tử. La Quân cười ha ha, nói ra, vẫn là Tiểu Lan biết nói chuyện. Bất quá cái này cũng là lời thật. Ngươi thật buồn nôn nha. Tống Ninh cùng Tiểu Lan lập tức cười cùng một chỗ. Tống Ninh theo rồi nói ra, ta mặc kệ, ngươi phải làm thơ cho ta nghe. Hiện tại liền đến một bài, lấy ta và ngươi ở giữa hiện tại quan hệ vi diệu tới làm một bài. La Quân còn chưa mở miệng, Tiểu Lan liền kiều vừa cười vừa nói, Lâm công tử nhất định sẽ nói, làm thơ cũng không phải ăn cơm uống nước, nơi nào có đơn giản như vậy, vẫn phải muốn linh cảm. La Quân đang chuẩn bị nói như vậy, Tiểu Lan lời này nhất thời ngăn chặn miệng hắn. Hắn cười khổ không thôi, nói ra, cái này thơ vốn là không tốt làm nha, muốn là tốt làm lời nói, các ngươi cũng tới một bài. Nhưng ngươi là Lâm công tử nha, Tiểu Lan nói ra, ngươi là văn võ song toàn, chúng ta làm không ra, người trong thiên hạ làm không ra, nhưng ngươi nhất định làm được đi ra nha. La Quân nhìn lấy Tiểu Lan cùng Tống Ninh cái này sùng bái ánh mắt, hắn nhất thời nội tâm bành trướng, con ngươi đảo một vòng, liền có một bài. Hắn nói ra, ta cũng là lung tung làm, nếu là không hợp với tình hình, làm không tốt, cũng đừng trách ta. Tống Ninh cùng Tiểu Lan nhất thời đại hỉ. La Quân liền bắt đầu chép thơ, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì gió thu buồn tranh quạt. Bình thường biến lại cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dịch biến. Thơ hay nha, Tiểu Lan lập tức nói. Tống Ninh lại là tinh tế phẩm vị, nàng càng phẩm vị, lại càng thấy đến cái này thơ thật sự là tốt. Nàng lập tức hỏi La Quân nói, thật là ngươi lúc này nghĩ ra được. La Quân bị Tống Ninh như thế xem xét, lập tức liền có chút không kềm được. Thật sự là ngượng ngùng nói là hiện làm thơ a, hắn nghĩ một lát, không được tự nhiên nói ra, trước kia làm. Tống Ninh liền cũng liền thoải mái, nàng thì thào thì thầm, chờ nhàn biến lại cố nhân tâm, lại nói cố nhân tâm dịch biến. Cái này một cái chớp mắt, Tống Ninh lại là có rất lớn cảm xúc. Nàng sau đó hỏi La Quân, nói, ngươi nói chúng ta hội mãi mãi cũng giống như là vừa gặp mặt một dạng mỹ hảo sao. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, đây là ngươi cũng hy vọng sao. La Quân trong lòng là xấu hổ, hắn bất quá là chép thơ a. Ngươi cái này cũng liền nghĩ quá nhiều. Bất quá La Quân vẫn là gật đầu, thâm tình chậm rãi nói ra, ta vĩnh viễn nhớ kỹ tại Nhã Lâu thời điểm, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi bộ dáng, khi đó, ngươi trong lòng ta, giống như thiên nhân. Ta hy vọng, nhiều năm về sau, ngươi trong lòng ta, vẫn là cái dạng kia, là tốt đẹp như vậy. Tống Ninh trong lòng nhất thời một trận ngọt ngào, nhưng trên mặt lại là có chút thẹn thùng. Tiểu Lan liền nói ra, Lâm công tử, ngươi nói đến tình thoại đến đều là đặc biệt như vậy a,
ta có phải hay không muốn xuống xe né tránh? Nàng yêu kiều cười không thôi. Tống Ninh lập tức đối Tiểu Lan không buông tha gãi ngứa, nàng nói ra, tốt lắm, người cái tiểu nha đầu phiến tử cũng dám tới lấy cười ta. Thế là liền cũng liền như vậy một mực cãi nhau ầm ĩ, vừa nói vừa cười tiến lên. Mục tiêu là Tống Đế Thành. Nhưng mà từ Hắc Ngục Thành đến Tống Đế Thành, trung gian còn phải đi qua Tần Nghiễm Vương Bạch Đế Thành, cùng Luân Chuyển Vương Thiên Luân Thành. Từ Hắc Ngục Thành đến Tống Đế Thành, trung gian có hơn 2.000 dặm lộ trình. Cho nên hôm nay dù cho đi đến màn đêm buông xuống, nhưng cũng còn chưa tới đạt Bạch Đế Thành. Lúc đầu Đồng Xuyên bên này cũng có nhanh chóng chạy quỷ xe buýt chờ một chút, nhưng là loại này tốc độ cao trang bị không đến vô cùng thời điểm, bình thường là không sử dụng. Cũng không thể như vậy rêu rao khắp nơi. Đây là đều Đại Diêm La Vương một cái ăn ý. Cho nên cho dù là Tống Ninh, vậy cũng là ngồi xe ngựa phần. Cũng may xe ngựa này vô cùng rộng rãi mà hào hoa, cũng rất thoải mái dễ chịu. Lập tức cũng là thượng đẳng ngựa tốt. Đến tối, khí trời lạnh lạnh xuống. Kim Văn Thành bọn người ở tại ven đường xây dựng cơ sở tạm thời. Đầu này trên quan đạo, hoàn toàn yên tĩnh. Bên trong thiên địa, đều là giống như chết yên tĩnh. Lều vải ngay tại ven đường an chát mấy cái, Tống Ninh lều vải tại ở giữa nhất, đây là chúng tinh cùng nguyệt tư thái, cũng là muốn bảo hộ nghiêm mật Tống Ninh ý tứ. La Quân làm theo cùng Kim Văn Thành một cái lều vải. Trong lều vải điều kiện cũng khá, cũng làm rất là ấm áp. La Quân rất nhanh liền khỏa trong chăn nằm ngủ. Kim Văn Thành nhưng không có tiến đến, hắn rất lợi hại chuyên nghiệp ở bên ngoài trực ban. Đoán chừng nửa đêm về sáng mới có thể ngủ, những mã thất đó cũng bị nuôi nấng tốt, ở một bên nghỉ ngơi. La Quân trong chăn rất là ấm áp, nhưng bên tai vẫn có thể nghe phía bên ngoài tiếng gió vun vút. La Quân đột nhiên cảm giác được thế sự quá kỳ diệu. Hắn lại tại dạng này một cái lạ lẫm địa phương yên ổn chìm vào giấc ngủ. Tại phía xa bất tử tộc băng hoàng trong cung, Lâm Băng đang ngày đêm khổ tu. Nàng khi biết La Quân đi một mình về sau, liền bắt đầu điên cuồng như vậy tu luyện. Nàng tiến triển vô cùng thần tốc, tại cái kia ngưng thủy quyết trợ giúp dưới, nàng hấp thu âm khí chi tinh hoa. Bây giờ đã đến trường sinh cảnh ngũ trọng cấp độ. Nhưng là đến nước này về sau, lại hướng lên tu luyện thì càng phát ra khó khăn. Bởi vì âm khí tinh hoa đã không đủ đến thỏa mãn đại tế bào não cần thiết. Lúc này, Lâm Băng đang nàng trong nhà đá tu luyện. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Lại là Lam Tử Y tới. Lâm Băng mở mắt ra, nàng đứng dậy tiến đến đem đại môn mở ra. Lam Tử Y một bộ áo lam, nàng mỉm cười, nói ra, sẽ không quấy rầy ngươi luyện công a. Lâm Băng nói ra, không biết, nàng đón đến, cười cười nói. Ngươi làm sao muộn như vậy sẽ tìm đến ta? Lam Tử Y nói ra, ngủ không được, cho nên mới tìm ngươi tâm sự. Ta giống như có thể tìm người cũng không nhiều. Lâm Băng liền cười một tiếng, nói, ngươi cũng sẽ có ngủ không được thời điểm, giống ngươi không phải là thanh tâm quả dục sao? Lam Tử Y ngồi tại Lâm Băng trên giường, nàng tư thế rất lợi hại tùy ý. Hai người tựa như là bạn thân một dạng. Lam Tử Y nói ra, ta trước kia nhất tâm tu luyện, không nghĩ tới đừng. Nhưng là bây giờ đang nhân gian đi một lần về sau, đột nhiên cảm thấy nhân gian có thật nhiều thú vị đồ, vật. Mà ta như vậy ngày qua ngày, năm qua năm tu luyện, giống như cũng rất không thú vị. Lâm Băng nói ra, ta bây giờ đang ở nghĩ, muốn như thế nào mới có thể tăng cao tu vi. Lam Tử Y cười một tiếng, nói ra, như vậy đi, ngươi cùng ta qua bên ngoài thế giới qua. Ở đâu, ta giúp ngươi tìm một chút linh khí tiện nghi phương, để ngươi lấy ngưng thủy quyết hấp thu linh khí. Lâm Băng vui mừng nói ra, có dạng này địa phương sao? Lam Tử Y nói ra, đương nhiên là có. Lâm Băng nói ra, vậy chúng ta lúc nào đi? Lam Tử Y nói ra, hiện tại liền có thể đi à? Lâm Băng ngốc ngẩn ngơ, nói ra, gấp gáp như vậy. Lam Tử Y mỉm cười, nói ra, dù sao cũng không có việc gì, ta là muốn đi ra ngoài đi đi. Lâm Băng nói ra, thế nhưng là ta còn muốn đi tìm La Quân đây. Một mình hắn qua làm chuyện này, ta thực sự không yên lòng. Lam Tử Y nói ra, người thì yên tâm 120% đi, hắn phúc lớn mạng lớn, không chết. Mà lại, hắn tự có hắn cơ duyên. Lâm Băng nói ra, chúng ta nếu không trước đi xem hắn một chút ha. Hoặc ngươi giúp chúng ta trực tiếp giết Nhạc Quang Thần, sau đó ba người chúng ta cùng một chỗ về bên ngoài thế giới. Lam Tử Y nói ra, vậy cũng không được, nàng đón đến. Nói ra, thế gian hết thảy đều có nhân quả liên quan, Nhạc Quang Thần cùng ta không oán không cừu,
ta giết hắn không ổn. Mà lại Nhạc Quang Thần cùng La Quân ở giữa có liên hệ nào đó, ta như phá hư thiên mệnh giả cơ duyên, cái kia là phi thường lớn sai lầm a. Lâm Băng nói ra, cái này. Lam Tử Y nói ra, người đừng nhìn ta giống như đã rất lợi hại, ta liền xem như tại bên ngoài thế giới bên trong, gặp được một chút không công bằng sự tình, ta cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Bởi vì ta là vượt qua thiên đạo bên ngoài tồn tại, ta mỗi một lần xuất thủ, đều có thể phá hư sự vật lúc đầu quỹ tích vận hành. Hội dẫn phát rất nhiều phản ứng dây chuyền, nhưng các ngươi còn tại thiên đạo bên trong, chỗ lấy các ngươi dù cho xuất thủ, đó cũng là quỹ tích bên trong vận chuyển, hiểu chưa? Lâm Băng bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, ta đại khái hiểu. Thế nào, chúng ta đi thôi. Lam Tử Y nói ra, ngươi thì về sau đi theo ta cùng một chỗ, hai chúng ta du sơn ngoạn thủy, đi khắp các nơi. Ta thuận tiện giúp ngươi tu luyện, cái này mua bán có lợi a. Lâm Băng tưởng tượng liền cũng cảm thấy không tệ, nàng chỉ là lại hỏi, La Quân lần này sẽ không xảy ra chuyện a? Lam Tử Y nói ra, ta không phải nói à, hắn phúc lớn mạng lớn, không chết. Lâm Băng nói ra, vậy thì tốt, đi. Ngay sau đó, hai người thì ra nhà đá. Ngươi không cần cùng Diệp Minh dặn dò một tiếng sao? Lâm Băng hỏi Lam Tử Y. Lam Tử Y nói ra, ta đã để lại một phong thư. Lâm Băng nói ra, làm nửa ngày, ngươi cũng dự mưu tốt. Lam Tử Y mỉm cười. Lâm Băng nói ra, bất quá chúng ta đi như thế nào? Lam Tử Y nói ra, nhìn ta, nàng sau khi nói xong, liền ngưng tụ ra một đạo Phượng Hoàng Nguyên Thần. Cái kia Phượng Hoàng vô cùng xinh đẹp, phần đuôi chính là ngũ sắc thần quang. Lam Tử Y mang theo Lâm Băng nhảy lên Phượng Hoàng cõng lên, Phượng Hoàng vỗ cánh vừa bay, lập tức hướng bầu trời mau chóng đuổi theo. Trong nháy mắt, Lâm Băng thì cùng Lam Tử Y đến trên 9 tầng trời. Đây mới thực là cưỡi mây đạp gió cảm giác. Lâm Băng không khỏi sợ hãi thán phục, nói, ngươi là làm sao làm được? Cổ nhân thảo luận thần tiên có thể cưỡi mây đạp gió, ngươi cái này há không phải liền là thần tiên thủ đoạn sao? Lam Tử Y cười lớn một tiếng, theo rồi nói ra, đây là ta bản mệnh nguyên thần, nó có thể thừa trọng 3 vạn cân đây. Mà lại bị ta tu luyện ra từ tại ý thức, cũng vượt qua lôi kiếp, không sợ dương cương lôi điện. Ta cái này nguyên thần, cùng ta tự tại một thể, tới lui tự nhiên, dạ hành vạn lý. Chỉ cần ta muốn đi địa phương, liền không có ta không thể đi. Cái này đều tiết kiệm tiền vé phi cơ, Lâm Băng không khỏi nói ra. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, Lam Tử Y cười lên ha hả. Rất lợi hại hiển nhiên, Đồng Xuyên, Tống Đế Vương những người này tuy nhiên đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng là cùng Lam Tử Y dạng này người so ra, cái kia nhưng vẫn là kém quá xa. Tối thiểu nhất, Lam Tử Y lấy nguyên thần, ngày đi vạn lý, trên trời dưới đất, không có bọn họ đi không được địa phương. Dạng này người, mới là chân thần tiên. Lam Tử Y một người liền có thể có được lật trời đảo hải chi lực, có thể trấn nhiếp quần ma. Mà Đồng Xuyên bọn họ, còn cần coi trọng quyền mưu, coi trọng quản thúc chờ chút. Bọn họ không có thể bay lên trời, không thể độn địa. Nhưng Lam Tử Y lại đều có thể. Giờ này khắc này, tại Hắc Ngục Thành cùng Bạch Đế Thành trung gian đầu kia quan đạo bên cạnh, La Quân đã tiến vào mộng đẹp. Ở trong mơ, hắn mộng thấy tại hư vô trong vũ trụ. Thần đế mang theo Linh Nhi ngồi một chiếc to lớn thuyền thép ở trong không gian du đãng. Cái kia thuyền thép có Titanic cỡ như vậy, cũng có như vậy nguy nga. Nó thì như thế tại trong vũ trụ tiến lên, không biết muốn đi hướng loại địa phương nào. La Quân chỉ có thể nhìn thấy thuyền kia tại tới trước, lại không nhìn thấy Linh Nhi, không nhìn thấy thần đế. Nhưng hắn biết, thần đế cùng Linh Nhi ngay tại cái kia trong thuyền. Ngày thứ hai, tiếp tục đi đường. Đến giữa trưa ngày thứ hai thời điểm. Mọi người đến Bạch Đế Thành. Bạch Đế Thành cũng là có chút phồn hoa. Tống Ninh hứng thú đến, liền dẫn La Quân cùng Tiểu Lan tại Bạch Đế Thành du hí chơi một ngày. Mãi cho đến ngày thứ ba buổi sáng, lúc này mới tiếp tục đi đường. Đoạn đường này qua, ngừng ngừng đi đi, cũng là khoái hoạt hài lòng. Một mực đến Đệ Lục Thiên, mọi người mới rốt cục đến Tống Đế Thành. Tống Đế Thành phồn hoa, lại không phải hắn thành chỉ có thể so sánh với. Rộng lớn 6 cưỡi song hành đường cái, bên trong tiếng người huyên náo, chính là một mảnh thịnh thế cảnh tượng. Hành cước thương nhân, người bình thường tràn ngập. Còn có không ít xe ngựa chạy qua, không thiếu quan to quyền quý chờ chút. Tống Ninh xe ngựa một đường tiến lên. Lại là hướng phía Tống Đế Thành phủ thành chủ mà đi. Nửa giờ sau, phủ thành chủ đến. Người thành chủ kia phủ có thể so với thịnh đại hoàng gia Lâm Viên,
bên trong tường đỏ bạch ngói, các loại mái vòm kiến trúc, cung điện san sát nối tiếp nhau. Cái này Tống Đế Vương phô trương là chân chính rất lớn a. Cũng khó trách, Địa Tàng Vương Bồ Tát đã biến mất mấy chục năm. Thời gian mấy chục năm, cái kia là có thể để triều đại thay đổi, cái kia là có thể sinh ra Thương Hải Tang Điền biến hóa. Tiến vào phủ thành chủ, đầu tiên là một đầu cung nói, hai bên là tường đỏ. Xe ngựa chạy qua cung nói, sau cùng có người chuyên trước tới tiếp quản xe ngựa. Mọi người dưới đến xe tới. Tống Ninh liền nói với La Quân, Lâm đại ca, người trước theo Kim Tiên Sinh đi nghỉ ngơi, ta đi trước gặp cha ta. Người không nên gấp gáp, ta cùng phụ thân nói xong về sau, liền sẽ để phụ thân chuyên môn tiếp kiến ngươi. La Quân mỉm cười, nói ra, tốt. Sau đó, Tống Ninh liền cùng Tiểu Lan lanh lợi đi. Đợi Tống Ninh cùng Tiểu Lan sau khi đi, Kim Văn Thành thì đối La Quân khách khí nói ra, Lâm công tử, xin mời đi theo ta. La Quân nói ra, làm phiền Kim Tiên Sinh. Kim Văn Thành mỉm cười, nói, khách khí. Trong phủ thành chủ, một phái hoàng gia lâm viên khí tượng. Hòn non bộ san sát, sắc màu rực rỡ. Gió mát chậm đến, ánh nắng tươi sáng. Bên trong vườn có không ít tỷ nữ đi qua, cũng có binh sĩ tuần tra phiên trực. Nghiễm nhiên chính là cổ đại hoàng cung khí phái. La Quân cùng Kim Văn Thành một đường đi qua, cũng là bình an trôi chảy. Sau cùng, Kim Văn Thành mang theo La Quân đi vào một cái trong tứ hợp viện chung. Tiến vào tứ hợp viện, bên trong cũng có tỷ nữ. Kim Văn Thành tìm một tên tỷ nữ, cái kia tỷ nữ đối Kim Văn Thành thi lễ, nói, Kim Tiên Sinh vạn phúc. Kim Văn Thành nói ra, vị này Lâm công tử là Ninh tiểu thư khách quý, người tạm thời thì phục thị Lâm công tử, hiểu chưa? Đúng, tỷ nữ cung kính trả lời. Về sau, Kim Văn Thành thì nói với La Quân, như có cần, liền có thể phân công cái này nô tỳ tới tìm ta. Tất cả thường ngày cần, Lâm công tử chỉ cần an bài nô tỳ đi làm đến là đủ. Hắn đón đến, nói ra, cái này trong phủ có rất nhiều cấm kỵ, công tử nếu có không hiểu chỗ, cũng có thể hỏi thăm cái này nô tỳ là đủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này chính là 3 giờ chiều. Buổi chiều ánh sáng mặt trời rất là long lanh. Kim Văn Thành sau khi đi, La Quân liền hỏi bên người nô tỳ, nói, người tên là gì? Cái kia nô tỳ lập tức nói, nô tỳ gọi là Tiểu Liên. La Quân mỉm cười, nói ra, Tiểu Liên, cái tên này không tệ. Đương nhiên, hắn cũng bất quá là thuận miệng nói một chút. Về sau, La Quân bị Tiểu Liên đưa vào một kiện phòng nhỏ, cái kia trong xương phòng rất là lịch sự tao nhã cổ điển. La Quân đối gian phòng rất là hài lòng. Công tử lộ trình mệt nhọc, nhất định có chút khát nước a. Nô tỳ qua cho ngài thừa một bát ướp lạnh liên tử canh được không? Tiểu Liên nói ra. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt, làm phiền. Tiểu Liên mỉm cười, quay người liền ra ngoài. Tiểu Liên sau khi ra ngoài, La Quân liền lại ra phòng nhỏ, hắn tại trong tứ hợp viện bốn phía nhìn xem. Đối với hắn mà nói, thành chủ này phủ khắp nơi đều là lạ lẫm mà mới mẻ. Bất quá La Quân cũng vẫn là nhớ kỹ Kim Văn Thành nói tới, nơi này khắp nơi đều là quy củ cùng cấm kỵ, cho nên hắn cũng không chạy loạn khắp nơi. Nhưng vào lúc này, lại có hai người từ bên ngoài tiến đến. Một người cầm đầu ngựa cao to, áo gấm, bên cạnh hắn theo một tên hầu hạ, cái kia hầu hạ cùng cái này đại công tử so ra, lại là lộ ra gầy yếu vô cùng. Đại công tử cao có chừng 2 mét, nặng đến 200 kg. Hắn toàn thân trên dưới lại đều không phải là thịt mỡ, mà chính là bắp thịt. Gia hỏa này, trên thân thai nghén vô cùng chi lực lượng. Hắn đi lại ở giữa, tựa hồ mặt đất đều muốn chấn động, thật giống là một tòa hình người cao đến A. La Quân nhìn nhìn mà than thở. Hai người này vừa tiến đến, cái kia đại công tử còn chưa nói cái gì. Cái kia hầu hạ lại là xông La Quân bên này quát, một tiểu tặc kia, đầu trâu mặt ngựa chằm chằm công tử nhà chúng ta ra không rời mắt. Là muốn tìm cây roi ăn à. La Quân không khỏi sững sờ, sau đó, hắn cười ha ha, nói ra, ngươi là nơi nào đến chó hoang, làm sao gặp người thì sủa à, có phải hay không hôm nay không có bắt được xương cốt ăn, cho nên toàn thân đều ngứa ra à. La Quân ngoài miệng mắng chửi người công phu đó là nhất lưu à. Cái này hầu hạ cùng hắn mắng nhau, đó là tự tìm khổ ăn. Cái kia hầu hạ cùng đại công tử đều là sững sờ. Đại khái là không nghĩ tới tại cái này trong thành chủ phủ, thế mà còn có làm càn làm bậy dám đập vào bọn họ. Hầu hạ càng là giận tím mặt, nói, tiểu tặc, ngươi thật là muốn chết. Hắn nói xong cũng từ bên hông lấy cây roi hướng La Quân trùng sát mà đến.
Cái kia đại công tử cũng không ngăn cản, chỉ là xem kịch vui nhìn lấy. Cái này hầu hạ thân thủ bất phàm, lại thân có pháp lực, thân hình lóe lên liền tới đến La Quân trước mặt. Trong tay hắn cây roi cũng không phải là phàm vật, lại là có linh tính, như linh xà du tẩu, trên không trung sắn một roi hoa, cấp tốc hướng phía La Quân khuôn mặt bổ tới. La Quân nhìn cũng không nhìn, đưa tay chộp một cái, đột nhiên liền đem cái kia cây roi nắm trong tay. Sau đó, La Quân trở tay một đoạt, liền đem cây roi đoạt trong tay. Hắn tiếp lấy một roi thì quất vào cái kia hầu hạ trên mặt, cũng cười tủm tỉm nói ra, ta là muốn chết, có bản lĩnh ngươi đến tiễn ta. Cái này hầu hạ khuôn mặt lập tức bị La Quân quất đến da chóc thịt bong, chật vật không thôi. Hầu hạ phẫn hận không thôi, lập tức phàn nàn hướng đại công tử nói, công tử ra, cẩu nô tài kia lại dám hoàn thủ. Đại công tử lạnh giọng nói ra, mất mặt xấu hổ đồ, vật, còn không cút sang một bên. Cái kia tùy tùng từ trên ngựa thì ngoan ngoãn qua một bên. Sau đó, đại công tử lạnh lùng nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi là người phương nào, lại dám tự tiện thương tổn ta thủ hạ, chẳng lẽ ngươi không biết ta là ai không? La Quân tâm lý liền biết ra hỏa này khẳng định là thân phận bất phàm, bất quá La Quân sợ cái chim này a. Hắn nhưng là dựa vào Tống Ninh, ngay sau đó, La Quân liền nói, ta không biết ngươi là ai, cũng không muốn biết ngươi là ai. Bất quá ngươi chó quá hung ác, ta không vừa mắt, thì thay ngươi quản giáo một phen. Thật to gan, đại công tử trong mắt phát ra hàn quang tới. La Quân cười ha ha, nói ra, ta luôn luôn thì lớn mật, ngươi muốn thế nào? Đại công tử cười lạnh một tiếng, nói ra, xem ra ngươi là cái này trong phủ mới tới dũng sĩ, ỷ có chút bản sự, liền không biết trời cao đất rộng. Hôm nay ta thì đánh chết ngươi, để ngươi biết, cái gì gọi là, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ha ha, La Quân cười lớn nói, ta nhìn ngươi mới là không biết trời cao đất rộng, ngươi ỷ vào chính mình có mấy phần khí lực, liền cho rằng người trong thiên hạ cũng không bằng ngươi a. Chỉ bằng ngươi cũng có thể đánh chết ta. Ta hôm nay liền để ngươi biết, cái gì mới gọi là tránh thức thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Khá lắm cuồng vọng thất phu, đại công tử cười lạnh liên tục. Ngươi mới là thất phu, cả nhà ngươi đều là thất phu. La Quân lập tức tới mắng. Cái kia đại công tử đột nhiên thì nhất quyền bạo sát hướng La Quân. Quyền phong bạo liệt. Cái này đại công tử thân thể lực lượng cường hãn đến cực hạn. So hóa thần đỉnh phong còn lợi hại hơn nhiều. Mà lại đột nhiên bạo phát, hung mãnh vô song. La Quân cũng cảm giác được trước mắt lông mày nhảy một cái, tiếp lấy hai mắt nhất hoa, như thái sơn áp đỉnh. Ngay vào lúc này, La Quân thân hình lóe lên, một cái di hình hoán ảnh lóe ra qua. La Quân xuất hiện tại đại công tử bên trái. Đại công tử biến hóa cực nhanh, tiếp theo, thân hình hắn nhất chuyển, xông La Quân một tiếng lệ hống. Trong tiếng hô thế mà thai nghén vô cùng chi sóng pháp lực, tựa như là vạn thiên lệ quỷ cùng nhau xuất hiện, làm cho lòng người trí đều là muốn đánh mất. Đồng thời, đại công tử lại nhất quyền bạo tới. Lúc này, La Quân đã có chuẩn bị. Tâm hắn chí hà kiên định, căn bản không nhận đại công tử gào thét ảnh hưởng. Hắn cũng tiến lên trước một bước, lực lượng toàn thân cổ động, nhất quyền tuôn ra tới. Nói đùa, La Quân chiến lực đó cũng là cực kỳ cường đại. Cùng cái kia huyết lang chiến đấu, La Quân là có chủ tâm so đấu đấu pháp, cho nên mới không có sử dụng chiến lực. Bây giờ gặp gỡ cái này đại công tử, hắn tự nhiên không tiếp tục ẩn giấu. Ầm ầm, La Quân cùng đại công tử quyền đầu đụng giết cùng một chỗ. Mặt đất nhất thời từng khúc rạn nứt, cả viện đều là chấn động, theo động đất đến giống như. Đại công tử bạch 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 lui ba bước, La Quân một bước không lùi, lại là nhất quyền bạo quá khứ. Cái kia đại công tử trong mắt kinh hãi thất sắc, hắn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy dám ở cự ly ngắn bên trong, cùng hắn đánh giáp lá cả người. Hơn nữa còn thế mà đem hắn đẩy lui. Cái này giống như là một con chó nhỏ đem một con trâu cho húc bay một dạng, cái này khiến đại công tử cảm thấy hoang đường a. Oanh! Lại nhất quyền tới, đại công tử cả người bị đánh bay ra ngoài, sau cùng ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân một thanh nhảy qua, cưỡi tại đại công tử trên thân, sau đó ba lưỡng nhĩ quang đánh vào đại công tử trên mặt. Đại công tử nhất thời bị đánh thành đầu heo. Có phục hay không? La Quân cười tà ép hỏi đại công tử. Đại công tử quanh thân khí huyết cuồng mãnh chấn động, hắn mắt nổi đom đóm, chỉ có thể phun ra mấy chữ phục, phục, phục. Ngươi nô tài kia, cái kia hầu hạ đã dọa sợ, nói, ngươi thế mà theo đánh nhau công tử nhà ta ra, ngươi chết chắc, ngươi chết chắc. Liền cũng tại lúc này,
từ trong tứ hợp viện còn lại trong sương phòng đi ra bốn tên đại hán. Cái kia bốn tên đại hán thấy một lần tình này hình, nhất thời thất sắc. Lớn mật, lại dám đối công tử ra vô lễ. Cái kia bốn tên đại hán lập tức đồng thời hướng La Quân xuất thủ. Bốn người này, vừa ra tay cũng là pháp khí. Nhưng gặp một ngụm hàn quang bốn phía hắc thủy kiếm bay ra, phát ra vô số hàn quang bao phủ hướng La Quân. Đồng thời còn có một ngụm ẩm huyết đao phát ra ba đạo ánh đao màu đỏ ngòm tập sát mà đến. Càng có nhất tôn linh lung tháp chân áp tới, còn có nhất đại hán pháp bảo chính là phiên thiên ấn. Cái kia phiên thiên ấn trực tiếp như một chiếc nghiên mực đột nhiên che đậy tới, khiến cho người vô pháp tránh né. Bốn người này mắt thấy công tử ra chịu nhục, đó là lập tức khoe thành tích, muốn đem La Quân giết đến hải cốt không còn a. La Quân thân hình lóe lên. Hắn cũng không vận dụng vô lượng phù ấn, đó là trung cực vũ khí. Không thể thời khắc lung tung dùng, riêng là dưới mắt đã đến cái này tống đế trong thành. Cho nên La Quân quan bế vô lượng phù ấn. La Quân lập tức lấy hư không xuyên toa đến 10 mét bên ngoài. Nhưng này một đám pháp bảo lập tức như bóng với hình giết tới. La Quân trong tay lập tức xuất hiện Long Văn Kiếm, hắn Long Văn Kiếm vừa ra, đối mặt cái này hung ác chiêu số, cũng chuyên nhất lời nói, trực tiếp chính là tạo hóa kiếm quyết. Liền gặp một trận đinh đinh đang đang âm thanh vang lên. Cái kia bốn món pháp bảo chi thần lực sau cùng toàn bộ đều bị tạo hóa kiếm quyết chỗ vỡ nát. Mọi người cũng không có cách nào thu hồi chính mình pháp bảo. Lúc này, cái kia đại công tử cũng phải tự do. Cái kia hầu hạ lập tức đi đỡ đại công tử. Giết cho ta hắn, giết hắn. Đại công tử như bị vô cùng nhục nhã, lập tức xông cái kia bốn tên đại hán quát lên. Cái kia bốn tên đại hán lập tức nói ra, vâng, công tử ra. Sau đó, bọn họ liền riêng phần mình lại lần nữa tế ra pháp bảo. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, đến bầy, nay thiên đại gia liền hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút đám này bọn chuột nhắt. La Quân giờ phút này tâm lý thật sự là thống khoái a. Hắn phát hiện Trần Phi Dung pháp lực tinh tiến về sau, hắn chính mình thực lực đã đến một loại không thể tưởng tượng cấp độ. Nhiều như vậy pháp lực cao thủ, nếu như không có Trần Phi Dung, hắn một cái đều ứng phó không. Nhưng có Trần Phi Dung, hắn lại có thể thành thạo. Lúc này, La Quân thật có một loại hắn cũng là tuyệt thế cao thủ cảm giác. Cái kia cầm hắc thủy kiếm đại hán gọi là Lăng Tiêu Tử một ngựa đi đầu xuất thủ, hắc thủy kiếm tế ra, lập tức thi triển ra hắc thủy thần kiếm thuật. Hắc thủy kiếm như giống như giải lụa tập giết tới. La Quân đem cái kia Long Văn kiếm cấp tốc cuốn ra tam trọng kiếm mạc. Đây là học cái kia vong linh pháp sư Phó Lăng một chiêu kiếm thuật. La Quân dưới tình huống bình thường thì dùng tam trọng kiếm mạc, chín tầng kiếm mạc cái kia là cực hạn, tùy tiện không sử dụng. Hiển nhiên, cái này tam trọng kiếm mạc cũng đầy đủ ứng phó cái này Lăng Tiêu Tử. Cái kia hắc thủy kiếm kiếm quang xoắn tới, trực tiếp bị tam trọng kiếm mạc ngăn trở. Đồng thời sau cùng trừ khử ở vô hình. Cái kia hắc thủy kiếm đang muốn bị Lăng Tiêu Tử thu hồi qua, La Quân đột nhiên xuất kiếm vẩy một cái, liền đem hắc thủy kiếm chọn bay ra ngoài, đi thẳng đến ngoài trăm thước không trung qua. Cái kia Lăng Tiêu Tử nhất thời sắc mặt khó coi, liên tục vận chuyển kiếm quyết, sau cùng mới đưa cái kia hắc thủy kiếm cho thu hồi lại. Mà lúc này, cái kia cầm Linh Lung Tháp đại hán cùng còn lại hai tên đại hán cũng xuất thủ. Linh Lung Tháp, ẩm huyết đao, phiên thiên ấn tiếp tục công giết tới. Linh Lung Tháp đột nhiên biến lớn, như lai bàn tay to hướng cái này La Quân áp xuống tới. Cái kia phiên thiên ấn lại tại Linh Lung Tháp bên trong hướng phía La Quân bổ giết tới. Song trọng công kích, biến hóa vô song. Ẩm huyết đao cuốn ra vô số đao màn, đem La Quân bốn phương tám hướng vây quanh, cũng làm cho La Quân không thể tiếp tục hư không xuyên toa. Bởi vì phần tử cùng từ trường bị rảo loạn, lấy La Quân tu vi, còn không thể đạt tới tại cuồng loạn phần tử từ trường bên trong, tìm tới chính xác xuyên toa phương thức. La Quân đứng trước tam trọng công kích, hắn ánh mắt bình tĩnh, không loạn chút nào. Cái kia phiên thiên ấn cái thứ nhất che đậy giết tới. Phiên thiên ấn bên trong còn có vô cùng biến hóa, như một tòa thần sơn ép hướng La Quân. Bất quá tại nó biến hóa vừa muốn lúc đi ra, La Quân đem cái kia chói mắt châu ném ra. Chói mắt châu vừa ra, lập tức liền đem cái kia phiên thiên ấn biến hóa bước về qua. La Quân thi triển pháp bảo nắm bắt thời cơ đến tương đương chi huyền diệu. Cái kia chói mắt châu đem phiên thiên ấn đánh lại, mà Linh Lung Tháp áp xuống tới, La Quân lập tức thi triển ra tạo hóa kiếm quyết. Nhất thời, hung mãnh kiếm quang rảo giết ra ngoài. Cái kia Linh Lung Tháp tuy nhiên đem La Quân bao lại, nhưng lại lập tức không chịu nổi kiếm quang,
mắt thấy liền bị La Quân kiếm quang vỡ ra. Cái kia cầm Linh Lung Tháp đại hán hãi nhiên thất sắc, lập tức thu Linh Lung Tháp. Về phần tầng kia ẩm huyết đao đao màn, La Quân chỉ là cười lạnh một tiếng, quát to, mở. Một kiếm bổ tới, lập tức chuẩn xác bổ trúng ẩm huyết đao thân đao. Cái kia ẩm huyết đao lập tức bị đẩy lùi ra ngoài, đến đại hán kia trong tay. Lăng Tiêu Tử bốn người lập tức ý thức được La Quân khủng bố. La Quân cũng là cười lạnh, nói ra, hôm nay ta vì thế chỗ khách khanh, tuy nhiên các ngươi vô lễ, nhưng cũng không muốn giết người. Các ngươi như lại dồn ép không tha, nhắm chúng bản đại gia phiền não, liền đem toàn bộ các ngươi cho giết. La Quân lời nói này nói đến sát khí đằng đằng, một mọi người nhất thời bị dọa sợ. Bọn họ lại là cũng không dám lại xuất thủ. Cái này cả đám cũng rốt cục ý thức được một vấn đề. Tu vi của người này độ cao, khó có thể tưởng tượng. Cao như thế người đã xuất hiện tại trong phủ thành chủ, cái kia cũng tuyệt không phải hạng người vô danh. Bọn họ cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Cũng tại lúc này, cái kia Tiểu Liên bưng liên tử canh tới. Tiểu Liên thấy cảnh này cũng là hoảng sợ ngốc, trong tay nàng liên tử canh thì rớt xuống đất. Bát sứ vỡ vụn thanh âm chói tai truyền đến. La Quân không khỏi thở dài, nói ra, Tiểu Liên, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, hảo hảo một bát liên tử canh cũng nát. Còn không hề qua thừa một bát tới. Vâng, công tử, Tiểu Liên lập tức liền chuẩn bị đi. Cái kia đại công tử lập tức quát, đứng lại. Tiểu Liên không dám vi phạm, nơm nớp lo sợ hô, công tử ra. Người kia là ai? Đại công tử nổi giận đùng đùng hỏi. Tiểu Liên nói ra, nô tỳ thực sự không biết, là Kim Văn Thành tiên sinh đem vị công tử này an bài tới. Ngươi không cần nhiều hỏi, đại gia ta nói thật cho ngươi biết đi. La Quân lập tức nói, ta là Tống Ninh bằng hữu. Hắn đón đến, lại hỏi Tiểu Liên, nói, gia hỏa này người nào nha? Ta là Tống Ninh tam ca. Đại công tử lửa giận bừng bừng phấn chấn xông La Quân quát. Ai nha? La Quân cười ha ha một tiếng, lập tức nói, đây không phải lũ lụt sông Long Vương miếu a, nguyên lai chúng ta vẫn là người trong nhà a. La Quân tâm lý thực sớm đoán được, bất quá hắn cũng không sợ, gia hỏa này, đánh thì đánh. Tống đế vương cũng không thể bởi vì cái này, liền đem chính mình người con rể tương lai này cho xử lý. Dù sao nơi này là vũ lực phi tôn, nói không chừng Tống đế vương một cao hứng, còn cảm thấy mình rất đối với hắn khẩu vị đây. La Quân dám làm ẩu, cái kia chính là tâm lý có tính kế, hắn cũng không phải đơn thuần trên ý nghĩa mãng phu. Đại công tử giận không được, toàn thân run rẩy, theo rồi nói ra, ngươi chờ đó cho ta. Hắn quay người thì phẩy tay áo bỏ đi. Cái kia bốn tên khách khanh, cũng chính là Lăng Tiêu Tử chờ người lập tức mặt mày xám xịt trở về phòng. Cái kia hầu hạ phát một hồi ngốc, có thể là có chút được vòng. La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi còn chưa cút ha. Có phải hay không muốn ta đưa ngươi đi? Cái kia tùy tùng từ trên ngựa hét lên một tiếng, xoay người chạy. Đám người này, xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. Cái kia Tiểu Liên tiến đến, liền theo La Quân tiến phòng nhỏ. Vừa vào phòng nhỏ, Tiểu Liên liền sầu mi khổ kiểm nói ra, công tử, ngài cái này gặp rắc rối sông lớn, nô tỳ nhìn ngài vẫn là đi mau đi. Không phải vậy công tử ra truy cứu xuống tới, vậy coi như. Coi như cái gì, La Quân không để bụng, hắn nói ra, hắn có thể làm gì. Ai, tính toán, cùng ngươi cũng nói không rõ ràng. Ngươi phải đi theo Kim Văn Thành tiên sinh nói một tiếng đi, liền nói ta đem Tống Ninh tam ca cho béo đánh một trận. Tiểu Liên liền cũng không dễ nói thêm gì nữa, nói, vâng, công tử. Tiểu Liên quay người thì ra ngoài. Sau nửa canh giờ, cái kia Kim Văn Thành liền cùng Tiểu Liên tới. La Quân đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Cái kia Kim Văn Thành sau khi đi vào không khỏi cười khổ nói, Lâm công tử, ta nghe nói lúc này mới một canh giờ không đến, ngươi thì náo ra đại sự kiện. Đem tam công tử Tống Bính Văn Đô cho đánh. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, không sai, cái kia tam công tử bên người hầu hạ thực sự đáng giận, nói năng lỗ mãng. Sau đó còn muốn động thủ, ta nhất thời nhịn không được, thì đánh cái kia hầu hạ. Nào biết tam công tử sau cùng cũng hướng ta xuất thủ, cho nên ta thì dứt khoát cùng nhau đánh. Hắn ngược lại là không chút nào đùn đẩy trách nhiệm, đánh cũng là đánh. Kim Văn Thành nói ra, nghe nói Lâm công tử còn đem tam công tử bốn tên khách khanh cũng đánh bại, Lâm công tử thật sự là thật bản lãnh a. La Quân nói ra, không sai. Hắn đón đến, nói, hiện tại Tống đế vương biết việc này sao? Đã biết, Kim Văn Thành nói ra, hiện tại chính là vương gia muốn gặp ngài. La Quân liền đứng dậy nói ra,
vậy chúng ta đi thôi. Kim Văn Thành không khỏi hiếu kỳ, nói ra, chẳng lẽ Lâm công tử không sợ Vương gia Lôi Đình tức giận sao? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, Tống Đế Vương chính là thập điện Diêm La đứng đầu, hắn ủng có như thế bá nghiệp, nếu là liền điểm ấy khí độ đều không có. Vậy liền xem như ta mắt mù đi. Kim Văn Thành nhìn nhiều La Quân liếc một chút, hắn cũng thì không lại nói cái gì, mang La Quân liền ra tứ hợp viện. Tàn dương như huyết, đem chân trời thải hà làm nổi bật đến còn như mây lửa. La Quân tại Kim Văn Thành chỉ huy dưới, đi vào một chỗ cung điện trước mặt. Cung điện kia gọi là Tống Đế Điện, này điện chính là Tống Đế Vương Tẩm Cung. Giờ phút này, trong Tẩm Cung đèn đuốc sáng trưng. Tuy nhiên trời còn chưa tối, nhưng bên trong ánh đèn đã sáng lên. Là ngọn nến đèn đuốc, cũng không mở điện. Tiến vào Tẩm Cung trước đó, trước cửa có thạch sư trấn thủ, còn có thủ vệ xâm nghiêm. Kim Văn Thành mang theo La Quân đến đây, ngược lại là vùng đất bằng phẳng đi vào. Nhập bên trong, lại là một cái đình viện, qua đình viện, mới là Tẩm Cung đại điện. Bên trong tòa đại điện kia trải kim ti tuyến thảm, có lò sưởi tồn tại, phía trên là thả lỏng vừa giường êm. Hai bên đều có ghế dựa. Nơi này vẫn còn có chút ấm áp mà nhà ở. Tống Đế Vương có thật nhiều chính vụ đều là ở chỗ này giải quyết. Giờ phút này, Tống Đế Vương an vị tại trên giường êm. Tống Ninh tại Tống Đế Vương bên người, Tống Đế Vương lại yêu thương vô cùng cái này tiểu nữ nhi. Về phần cái kia tam công tử Tống Bính Văn vẫn là một mặt đầu heo, rất lợi hại phiền muộn ngồi ở một bên. La Quân vừa tiến đến, Tống Bính Văn thì lạnh hừ một tiếng. La Quân cũng lờ đi Tống Bính Văn. Cái kia Kim Văn Thành sau khi đi vào, cung kính ôm quyền chắp tay, hô, vương gia, Lâm công tử tới. La Quân liền cũng liền hành lễ nói, tại hạ Lâm Thiên Sơn, gặp qua vương gia. Cũng là lúc này, La Quân mới chính thức thấy rõ vị này thập điện Diêm La đứng đầu. Tống Đế Vương một thân hoa phục, hắn nhìn mới hơn 30 tuổi. Không khỏi hiển nhiên, hắn tuổi thật không phải như thế, hắn nhìn thật sự là phong độ nhẹ nhàng văn sĩ một cái. Tao nhã nho nhã, không giận mà uy. Tống Đế Vương nhìn về phía La Quân, hắn là khôn khéo vô cùng người, âm thầm dò xét La Quân một phen về sau, lúc này mới lên tiếng nói ra, Lâm Thiên Sơn, là ngươi đánh ta đây. Cái này là một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. La Quân nao nao. Hắn trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ cái này Tống Đế Vương đến muốn làm cái gì. Cho nên hắn thành thành thật thật nói ra, đúng. Tống Đế Vương nói ra, con trai của bản vương, ngươi cũng dám đánh, xem ra ngươi rõ ràng là không có đem bản vương để vào mắt. Cái này lời nói đến phần sau có chút nghiêm khắc. Tống Ninh muốn mở miệng, Tống Đế Vương dùng ánh mắt ngăn lại hắn. Cái kia tam công tử Tống Bính Văn nói ra, phụ thân, gia hỏa này tội đáng chết vạn lần. Hắn liền hài nhi cũng dám đánh, rõ ràng cũng là cái ác nô. Như thế ác nô, có thể nào lưu lại? Im miệng, Tống Đế Vương quát lớn Tống Bính Văn một tiếng. Sau đó, hắn nói với La Quân, Lâm Thiên Sơn, người có cái gì tốt giải thích? La Quân từ tốn nói, đánh, cũng là đánh. Tại hạ không có cái gì tốt giải thích, vương gia ngài là tôn quý thân thể, ngài là trên vạn người, ta hiện tại như là đã ở chỗ này, cái kia chính là cái thất gỗ bên trên thịt cá. Ngài muốn chém giết muốn dóc thịt, tất theo tôn liền. Làm càn, Tống Đế Vương cả giận nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi có Ninh Nhi cái tầng quan hệ này, bản vương liền không thể đưa ngươi như thế nào. Cũng không phải, La Quân lập tức nói, ta từ trước tới giờ không dám hy vọng xa vời dựa vào Ninh Nhi liền có thể hoành hành không sợ. Chỉ là, tới nơi này, tới gặp vương gia, đến thành chủ này phủ đến, tuy nhiên có Ninh Nhi nguyên nhân. Nhưng ta là người trưởng thành, quyết định là chính ta làm. Như vương gia muốn giết ta, vậy chỉ có thể nói, là ta lựa chọn sai. Ta nguyện ý tiếp nhận cái này hậu quả cùng trách nhiệm. Tốt ngươi cái Lâm Thiên Sơn, Tống Đế Vương nói ra, ngươi đây là công khai tối lấy đến ép buộc bản vương, ngươi ý là, như bản vương muốn trừng phạt ngươi, giết ngươi, chính là bản vương không còn khí độ, chính là ngươi mắt mù đúng hay không? La Quân nói ra, vương gia ngài là trí tuệ vô song người, trong lòng đúng sai đều có cán thước đo tại. Tại hạ thật là nhiều nói vô ích. Tống Đế Vương trầm mặc xuống dưới. Hắn thoạt nhìn như là đang nổi lên lửa giận. Tống Ninh không khỏi gấp, nói, phụ thân, ngài. Tốt, Tống Đế Vương bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, nói ra, Lâm Thiên Sơn, ngươi quả nhiên không tầm thường, trách không được ta bảo bối Ninh Nhi đều đối ngươi tận mắt có thừa. Hắn cái này thái độ chuyển biến cực kỳ đột nhiên. Tống Ninh không khỏi sẵng giọng, hỏng phụ thân, ta bị ngươi hù chết. La Quân lại là bất động thanh sắc,
trong lòng của hắn sớm có phán đoán, cho nên căn bản sẽ không bị Tống Đế Vương lần này thần sắc nghiêm nghị dọa cho hù dọa. Tống Đế Vương đồng thời cũng đem La Quân thần sắc thu tại mắt, hắn cũng liền kết luận người này không phải mãng phu, mà chính là trong lồng ngực tự có giáp binh trăm vạn, là cái đại tướng chi tài. Thế nhưng là phụ thân, Tống Bính Văn lại là không làm, lập tức đứng lên. Tống Đế Vương lạnh lùng mắt nhìn Tống Bính Văn, nói ra, ngươi ra ngoài đi, không muốn ở trước mặt ta tiếp tục mất mặt xấu hổ. Tống Bính Văn khí gấp, nhưng là lại khiếp sợ Tống Đế Vương uy nghiêm, hắn sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ không cam lòng ra ngoài. Tống Bính Văn sau khi ra ngoài, Tống Đế Vương nói với La Quân, Lâm Thiên Sơn, Ninh Nhi đã đem liên quan tới ngươi hết thảy đều cho bản vương nói. La Quân cũng không nói lời nào. Tống Đế Vương tiếp tục nói, ngươi là thế nào muốn? Ta rất muốn nghe nghe ngươi ý nghĩ. La Quân nói ra, tại hạ ý nghĩ chính là, tương lai có thể thay thế một vị Diêm La Vương, trở thành thập điện Diêm La bên trong một vị. Tống Đế Vương sắc mặt hơi đổi một chút, nói, ngươi thật lớn mật. La Quân mặt không đổi sắc, nói ra, Ninh Nhi là thiên chi kiêu nữ, ta nếu muốn phối hợp nàng, coi như không có cái kia địa vị, cũng phải có cái kia một phần dã tâm. Tống Ninh không khỏi khuôn mặt đỏ lên, đồng thời cũng có chút cảm động. Tống Đế Vương lạnh lùng nói ra, ngươi có biết ngươi lời nói này tại bản vương trước mặt nói đến, quả thực cũng là đại nghịch bất đạo. La Quân trầm giọng nói ra, vương gia, tuy nhiên tại hạ lời nói nghe chói tai. Nhưng cái này cũng so ta tâm hoài quỷ thai, mặt ngoài một bộ, tâm lý một bộ muốn tốt hơn nhiều. Tống Đế Vương lãnh đạm nói ra, ngươi lai lịch bí hiểm, xuất hiện cũng là bí hiểm, mặc kệ ngươi nói cái gì, trong lúc nhất thời, bản vương đều không có cách nào tín nhiệm ngươi. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, tại hạ cũng là thật vất vả thủ tín tại Thái Sơn Vương, vì thế không tiếc đem mệnh môn đặt ở Thái Sơn Vương trên tay. Lúc đầu, tại hạ là phụng Thái Sơn Vương mệnh lệnh đến giả ý tiếp cận Ninh Tiểu Thư, đồng thời tại ngài nơi này làm nằm. Chỉ là đáng tiếc, Ninh Nhi thực sự thông tuệ, ta còn chưa mở miệng, nàng liền đã đoán được đúng sai. Ta bây giờ cũng là tiến thối lưỡng nan, duy nhất đường, chính là đi theo vương ra ngài. Người biến hóa này cũng chẳng lẽ không phải quá nhanh, quá mức thay đổi thất thường. Tống Đế Vương lãnh đạm nói ra. La Quân nói ra, tập được văn võ nghệ, bán tại đế vương ra. Lúc đầu tại hạ cũng là nghĩ tại Thái Sơn Vương chỗ nào dành ta mong muốn, nhưng bây giờ chỗ nào không thành, cũng đành phải thuận theo thời thế. Tống Đế Vương từ tốn nói, ngươi trước đi đầu quân Thái Sơn Vương, cái này nhưng có thú. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản vương không bằng cái kia Đồng Xuyên? La Quân lạnh nhạt tự nhiên, hắn nói ra, tại hạ sớm đã từng nghe nói vương gia ngài đại danh, vương gia tại hạ, chính là cao sơn ngưỡng chỉ tồn tại. Chỉ bất quá, tại hạ vốn nên cảm thấy vương gia bên này đã tự thành hệ thống, nhân tài đông đúc. Ta một tục sĩ, khó mà đăng đường nhập thất, nhưng bây giờ nhưng lại khác biệt, ngài đối Thái Sơn Vương có lưu nghi, mà ta đã lấy được Thái Sơn Vương tín nhiệm. Đây cũng là ta một phần thẻ đánh bạc. Tống Đế Vương nói ra, Lâm Thiên Sơn, ngươi ngược lại thật là một cái có thể nói xảo biện người. Bản vương còn nghe nói ngươi đem lão tam bốn vị khách khanh cho đánh ào ào. Cái kia bốn vị khách khanh bản vương cũng đã gặp, tuy nhiên không tính đặc biệt xuất sắc, nhưng bốn người hợp lực bản sự cũng là không nhỏ. Ngươi thế mà có thể đem bọn hắn tùy tiện đánh bại, như thế xem ra, ngươi tu vi cũng là không kém. Ngươi cái này xảo môn có thể chống đỡ ta một đám mưu sĩ, võ có thể hoành quét ngang trên trời dưới đất, dạng này nhân tài. Bản vương thế mà chưa từng nghe qua ngươi tên tuổi, quả nhiên là hiếm lạ. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, tại hạ nếu không có một chút bản sự, chỗ này dám có cái kia không được dã tâm. Và lại, tại hạ trước kia nhất tâm tu luyện, du lịch tứ phương, ma luyện bản sự. Bây giờ bảo đao đã thành, tự nhiên tìm kiếm minh chủ. Tống Đế Vương nói ra, sợ chỉ sợ, người dã tâm muốn đem bản vương đều muốn thay thế. La Quân nói ra, nhưng vương gia sẽ không sợ. Ngươi là sao dám nói bản vương sẽ không sợ, Tống Đế Vương nói ra. Lúc này, Tống Ninh ở một bên thấy say sưa ngon lành. Nàng gặp quá nhiều nhân tài đều tại phụ thân trước mặt nơm nớp lo sợ, khúm núm, nhưng bây giờ, nàng tâm dễ thương lại có thể tại phụ thân trước mặt nói cười cười, đồng thời đối chọi gay gắt. Cái này khiến Tống Ninh cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. La Quân không có để ý đến Tống Ninh suy nghĩ gì, hắn hiện tại ứng đối Tống Đế Vương là dùng 12 phần tinh thần. Tống Đế Vương tu vi là thâm bất khả chắc, chính là Thái Hư Bát Trọng Thiên. Hắn uy áp phi thường cường hoành, La Quân có thể làm đến nước này đã rất là không dễ. Bởi vì vương gia là Tống Đế Vương, là thập điện Diêm La đứng đầu,
Vương gia là muốn thành tựu đại đạo, đến suốt đời người. Vương gia trước mặt, có vô cùng thiên kiếp, có cuồn cuộn nhân kiếp. Vương gia có thể đi đến nước này, tiến tới là một khỏa đại vô ý chi tâm. Tại hạ mặc dù có chút hứa bản sự, nhưng ở vương gia trước mặt, bất quá là con kiến hôi. Một cái cường tráng nhân loại, sao lại e ngại một con run dế sẽ đối với tạo thành uy. La Quân chậm rãi mà nói ra. Tống đế vương cười ha ha một tiếng, hắn không thể không thừa nhận cái này Lâm Thiên Sơn thật là khẩu tài. Hắn sau đó ánh mắt mãnh liệt, nói ra, ngươi đem bản vương nói quá cao, đem tự ngươi nói quá thấp. Bất quá có một chút ngươi nói không sai, bản vương trong lòng xác thực không có sợ, bởi vì chữ sợ cả đời, tâm ma bất ngờ bộc phát, đây là tuyệt đối không được. La Quân nói ra, vô luận tại hạ là tài đức gồm nhiều mặt, vẫn là có tài vô đức, nhưng không thể phủ nhận là, tại hạ tóm lại là có lợi dụng chỗ. Vương gia chính là đại tài, tất nhiên có thể cho tại hạ một người ghế. Tống đế vương nói ra, bản vương dùng người, từ trước đến nay không bám vào một khuôn mẫu, lại bởi vì mới khu vị. Cái kia Nhạc Quang Thần phản bội sư môn, nhân phẩm bại hoại, nhưng bản vương một dạng dám ủy thác trọng dụng. Còn ngươi, bản vương có gì không dám dùng? Vương gia anh minh, tại hạ bội phục, La Quân lập tức nói. Tống đế vương tiếp tục nói, còn có, ngươi tại bên trong hắc ngục vì Ninh Nhi làm ra, bản vương cũng đã biết. Phần nhân tình này, bản vương cho ngươi ghi lại. La Quân nói ra, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ninh Nhi Mỹ lệ giống như thiên thượng tiên tử, tại hạ cứu Ninh Nhi, chính là phát hồ tình rừng hồ lễ, tuyệt không dám bởi vậy có bất kỳ tâm hắn nghĩ. Tống đế vương nói ra, ngươi cũng không cần quá khiêm tốn, hiện tại đến bản vương tới trước mặt, bản vương đem Đồng Xuyên lưu tại ngươi trong não vực dấu ấn tinh thần xử lý một phen. La Quân nói ra, đa tạ vương gia, hắn ngay sau đó liền đến Tống đế vương trước mặt. Tống đế vương vươn tay, vuốt ve ở La Quân đầu. Lần này, La Quân là tương đương đem chính mình sinh tử phóng tới Tống đế vương trên tay. Chỉ cần Tống đế vương ác niệm cả đời, La Quân nhất thời liền muốn thân tử tại chỗ. Bất quá, La Quân cũng không e ngại. Hắn biết, chính mình dù cho không đem đầu đặt ở Tống đế vương trong tay, Tống đế vương muốn giết mình cũng là dễ như trở bàn tay. Tống đế vương pháp lực, cái kia cũng không phải là Đồng Xuyên, còn có Đinh Tình những người kia có thể so sánh với. Đồng thời, La Quân cũng không sợ Tống đế vương sẽ biết Trần Phi Dung bí mật này. Bởi vì Trần Phi Dung hiện tại ở trong đầu mình, cái kia chính là thuần túy pháp lực. Mà lại, Trần Phi Dung đã triệt hồi đối Đồng Xuyên lưu lại cái kia đạo ấn ký bảo hộ. Cho nên lúc này, Tống đế vương cũng cảm giác không ra cái gì dị dạng tới. Tống đế vương sau đó thì thu tay lại, hắn nói với La Quân, bản vương đã đối Đồng Xuyên ấn ký áp dụng giam cầm, một khi hắn thật muốn dẫn bạo ấn ký, bản vương sẽ lập tức luyện hóa hắn ấn ký. La Quân nói ra, tạ tạ vương ra. Tống đế vương nói ra, tin tưởng ngươi cũng nên minh bạch, ngươi tuy nhiên không vì Đồng Xuyên chỗ dùng thế lực bắt ép, nhưng bản vương lưu tại ngươi trong não vực ấn ký lại là muốn càng thêm bá đạo. La Quân giật mình trong lòng, thầm nghĩ, quả là thế. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, nói ra, tại hạ minh bạch. Sau đó, Tống đế vương nói ra, Lâm Thiên Sơn, Ninh Nhi hộ vệ bên người không có một cái bị kịp được ngươi. Ngươi thì tạm thời hành tẩu tại Ninh Nhi bên người, làm nàng hộ vệ. Bản vương thủ hạ, bất luận cái gì ghế quan lại, đều lấy công tích tấn thăng. Ngươi ngày sau có thể đi tới một bước nào, đều xem chính ngươi. Tạm thời trước hết như thế đi. La Quân nói ra, tạ vương ra. Sau đó, La Quân liền cáo lui ra ngoài. La Quân tâm lý rất rõ ràng, Tống đế vương đối với mình hẳn là hài lòng. Cho nên hắn mới nguyện ý để cho mình thủ vệ Tống Ninh. Này bằng với là có chút ngầm thừa nhận chính mình cùng Tống Ninh ở giữa quan hệ. Và lại, Tống đế vương sở dĩ làm như thế, cũng là làm cho Đồng Xuyên nhìn. Đồng Xuyên tự nhận là trưởng khống La Quân, Tống đế vương đương nhiên muốn để Đồng Xuyên cảm thấy. La Quân bên này đã lấy được hắn Tống đế vương tín nhiệm. La Quân sau khi ra ngoài, Tống Ninh lập tức hỏi Tống đế vương, phụ thân, người cảm thấy Lâm đại ca thế nào? Tống đế vương mỉm cười, nói ra, là cái khó được nhân tài. Tống Ninh hì hì cười một tiếng, nói ra, vậy nếu là hắn muốn cưới ta, người đáp ứng không? Tống đế vương không khỏi cười khổ, nói ra, người cô gái nhỏ này, thực sự là. Cứ như vậy không kịp chờ đợi sao? Tống Ninh mới không sợ đâu, nàng nói ra, ta liền muốn ngài một cái thái độ đi. Tống đế vương nói ra, cái này Lâm Thiên Sơn, hiện tại ta xác thực có tác dụng lớn. Mà lại hắn năng lực xuất chúng,
chỉ cần hắn thật là chân tâm thực ý làm việc cho ta. Tương lai chưa chắc không thể để cho hắn địa vị cực cao. Hắn phối ngươi, cũng là xứng với. Dù sao nhà chúng ta cũng không cần người khác mang đến vinh hoa phú quý. Chỉ bất quá nha, ta hiện tại thật đúng là không thể quá tin tưởng hắn. Ngài đều nắm giữ hắn sinh tử, hắn đã có như thế dã tâm, cho là người sợ chết. Vậy thì có cái gì không yên lòng? Tống Ninh nói ra. Tống Đế Vương nói ra, ngốc nhà đầu, nhân tâm không có đơn giản như vậy. Tóm lại, chúng ta nhìn nhiều nhìn, cái này không có gì chỗ xấu. Phụ thân luôn cảm thấy, hắn tựa hồ không có mặt ngoài nói đơn thuần như vậy cùng đơn giản. Tống Ninh nói ra, nhưng ta cảm thấy, Lâm Đại Ca thật sự là cái chân thành người, hắn không là người xấu. Tống Đế Vương nói ra, bắt người nhà đầu này không có cách, mặc kệ như thế nào, người muốn cùng hắn hơi bảo trì điểm khoảng cách. Tuyệt đối không cho phép tại thành thân trước đó phát sinh không nên chuyện phát sinh. Phụ thân, người loạn nói cái gì nha? Tống Ninh nhất thời nổi giận, nói, nữ nhi là cái kia không biết xấu hổ người sao? Tống Đế Vương cười ha ha, nói, phụ thân cũng chính là kiểu nói này. La Quân trở lại tứ hợp viện về sau, hắn không có đợi bao lâu, cái kia Tiểu Liên liền nói Lăng Tiêu Tử bốn người đã chuyển ra tứ hợp viện, cũng bị Tam Công Tử trục xuất phủ thành chủ. La Quân không khỏi khẽ cười khổ, tâm đạo, xem ra chính mình là đem Lăng Tiêu Tử bốn người cho đắc tội thảm. Đồng thời, Tiểu Liên còn nhắc nhở La Quân nói, công tử, Tam Công Tử chính là có thù tất báo tính cách. Lần này hắn tại ngài nơi này ăn đại nghẹn, ngài có thể nhất thiết phải cẩn thận hắn trả thù a. La Quân mỉm cười, nói ra, ta ngược lại không sao. Hắn đón đến, nói ra, bất quá Tiểu Liên, ta đắc tội Tam Công Tử, người vẫn còn phục tùng tùy tùng tại ta. Ngươi không sợ Tam Công Tử giận lây sang ngươi sao? Tiểu Liên nói ra, công tử chính là nhân hậu người, Tiểu Liên bất quá là chỉ chút hạ nhân bản phận. La Quân cười nhạt một tiếng, hắn không có nhiều lời. Đêm nay, La Quân ngược lại là không có bị người quấy rầy, tiêu diêu tự tại. Ban đêm, lúc ở trên giường đợi, La Quân cũng không có chìm vào giấc ngủ. Hắn đầu tiên là theo Trần Phi Dung câu thông. Phi Dung, người có thể giải quyết Tống Đế Vương tại ta trong đầu lưu lại ấn ký sao? La Quân hỏi. Trần Phi Dung lập tức vẻ mặt đau khổ nói ra, Quân ca ca, cái này Tống Đế Vương ấn ký quá lợi hại, ta lấy cái này ấn ký tạm thời không có cách nào. La Quân không nguyên cớ lớn, vậy cái này còn làm cái giám a? Hắn tuy nhiên có giết Nhạc Quang Thần quyết tâm, nhưng hắn cũng không muốn làm mà chết a. Ngươi lại nghĩ một chút biện pháp, nếu như ngươi không có cách nào giải quyết, cái kia Quân ca ca thì xong đời. Trần Phi Dung nói ra, Quân ca ca, ta nhất định sẽ muốn ra biện pháp. La Quân đón đến, nói ra, dưới mắt ngươi còn muốn giúp ta làm một việc. Sự tình gì? Trần Phi Dung hỏi. La Quân nói ra, ta muốn ngươi giúp ta tìm ra Nhạc Quang Thần hạ lạc, Nhạc Quang Thần bộ dáng, ngươi hẳn là có thể vào tay ta trí nhớ a. Trần Phi Dung nói ra, có thể lấy đến, ta đêm nay thì đi tìm một chút nhìn. Trần Phi Dung sử dụng nguyên thần suy nghĩ phụ thân đến giả chuột trong thân thể, sau đó liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Nhạc Quang Thần tung tích. Nàng tìm suốt cả đêm, lại là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đến sáng ngày thứ hai, Trần Phi Dung lộ ra có chút uể oải, nàng nói với La Quân, Quân ca ca, khắp nơi đều tìm lượt, nhưng chính là không tìm được Nhạc Quang Thần ở nơi nào. La Quân cũng cảm thấy đau đầu, bất quá hắn không có ở Trần Phi Dung trước mặt biểu hiện ra ngoài, nhếch miệng mỉm cười, nói ra. Không có việc gì, chúng ta còn nhiều thời gian. Sau đó, La Quân để Trần Phi Dung tiến vào hắn trong não vực. La Quân để Trần Phi Dung mau chóng đem cái kia Tống Đế Vương dấu ấn tinh thần nguy cơ giải trừ rơi, không phải vậy cái này theo tùy thời tùy chỗ đều tại trong đầu an trang một quả bom hẹn giờ một dạng, thật là làm cho người ta cảm thấy bất an. Sau đó, La Quân rời giường. Cái kia Tiểu Liên chuẩn bị cho La Quân nước nóng rửa mặt. La Quân rửa mặt hoàn tất về sau. Rất nhanh liền nghênh đón đến vị khách nhân thứ nhất. Lại là An Tử Hiên. An Tử Hiên toàn thân áo trắng, đầu đội khăn vuông, mười phần nhẹ nhàng giai nhân quý công tử. Lâm huynh, An Tử Hiên vừa tiến đến về sau, liền hoan hỉ hô một tiếng. La Quân nhìn thấy An Tử Hiên lại có chút đau đầu, bởi vì hắn hiện tại cùng Tống Ninh quan hệ tốt giống như là có chút mập mờ. Cái này ra vẻ mình hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ti tiện. Bất quá La Quân rất nhanh liền che giấu đi tâm tình mình. Hắn cũng cười một tiếng, nói ra, Tử Hiên, làm sao ngươi tới? An Tử Hiên cười cười, nói ra, ngươi hôm qua cùng Tam Công Tử dậy xung đột, việc này huyên náo không nhỏ đây. Toàn bộ Tống Đế trong thành,
rất nhiều người đều biết ngươi nhân vật như vậy. Lúc đầu tối hôm qua ta liền muốn đến nhìn xem ngươi, nhưng nhìn thời gian không còn sớm, cho nên sáng sớm hôm nay liền đến. Đón đến, An Tử Hiên còn nói thêm, nơi này có rất nhiều không tệ sớm một chút quà vặt, đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn. Ngươi tới nơi này, ta tốt xấu muốn chỉ tận tình địa chủ hữu nghị. La Quân liền nói ra, tốt. Rất nhanh, La Quân liền cùng An Tử Hiên ra phủ thành chủ. An Tử Hiên có chính hắn xe ngựa. Ánh nắng tươi sáng. Lên xe ngựa về sau, La Quân cùng An Tử Hiên trò chuyện giết thì giờ. La Quân thẳng thắn nói ra, ta lần này trở về, là cùng Tống Ninh đồng thời trở về. Tử Hiên, tin tưởng ta không cần nhiều lời, ngươi cũng phải biết, ta cùng Tống Ninh ở giữa hiện tại. Lâm huynh ngươi là nhân trung long phượng. An Tử Hiên mỉm cười, nói ra, ta cùng Tống Ninh sớm đã không có liên quan, các ngươi nếu có thể cùng một chỗ, ta chỉ có cao hứng phần. La Quân phức tạp nhìn An Tử Hiên liếc một chút, hắn nói ra, khác không nói nhiều, ta chỉ là muốn biết, Tử Hiên ngươi là nhìn ta như thế nào. Liệu sẽ cảm thấy ta là tiểu nhân hèn hạ, liệu sẽ cảm thấy ta là cố ý đưa ngươi cùng Tống Ninh chia rẽ. Vậy làm sao lại, An Tử Hiên nói ra, Tống Ninh cùng ta chưa bao giờ cùng một chỗ qua, sao là chia rẽ. Bất quá là Lâm huynh ngươi mắng tỉnh ta mà thôi. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta ngược lại cũng rất giống không có mắng ngươi. An Tử Hiên cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, ta trung thực cùng Lâm huynh ngươi nói đi, muốn nói tâm lý thật không có như vậy một chút khó chịu, đó là giả. Nhưng là, ta càng muốn tin tưởng Lâm huynh nhân phẩm ngươi. Ta càng trân quý ngươi phần của ta hữu tình. La Quân nhất thời cảm thấy cảm động, hắn nói ra, Tử Hiên, là ta có lỗi với ngươi. Lời này, về sau cũng không cần nói. An Tử Hiên mỉm cười. An Tử Hiên mang theo La Quân đến một nhà điểm tâm sáng trong tửu lâu. Quán rượu kia phía dưới là cái đại khán đài, buổi sáng có thể một bên uống trà ăn điểm tâm, một bên nghe người ta nói sách, còn có thiên kiều nghệ nhân biểu diễn. La Quân cùng An Tử Hiên thì dưới tàng cây một cái bàn trước ngồi xuống. Một bên An Tử Hiên tùy tùng an vị tại một bên khác. Sớm một chút rất nhanh bưng lên. Người kể chuyện kia đang nói địa tàng vương Bồ Tát một chút truyền kỳ sự tích. An Tử Hiên đột nhiên nói với La Quân, tam công tử người này, tuy nhiên hình dáng cao lớn thô kệch, phóng khoáng cực kỳ. Nhưng là cái có thù tất báo người, người lần này đắc tội hắn, hắn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm huynh ngươi tuy nhiên có Tống Ninh che chở, nhưng ngươi nếu thật bị giết chết, Tống Đế Vương cũng không có khả năng đem tam công tử cho giết. La Quân cười ha ha, nói ra, nếu ta thật sự là bị giết. Cái kia coi như người trong thiên hạ cho ta chôn cùng, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Hắn đón đến, nói ra, bất quá Tử Hiên ngươi yên tâm, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, phòng thân bản sự vẫn còn có chút. An Tử Hiên nói ra, cái này ta tự nhiên là tin tưởng, bất quá là nhắc nhở Lâm huynh ngươi một phen. Liền cũng tại lúc này, trước đó phương một chiếc xe ngựa lái tới. Đây cũng là Tống Ninh xe ngựa. Sau đó, Tống Ninh liền một bộ hồng sam váy. Tư thế hiên ngang mà đến. Nàng ở ngoài sáng mị dưới ánh mặt trời chiếu sáng, vẫn là xinh đẹp như vậy rung động lòng người, thanh xuân sức sống mười phần. Kim Văn Thành mấy người cũng ở phía sau đi theo, Tiểu Lan cũng ở một bên. Tống Ninh tiến lên mà đến, sắc mặt nàng không vui nhìn về phía An Tử Hiên, nói ra, Tử Hiên, ngươi vừa sáng sớm ước Lâm đại ca tới làm cái gì? An Tử Hiên hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó hắn cũng có chút nổi nóng nói ra, ta cùng Lâm huynh chính là bạn tốt, ta hẹn hắn đi ra ăn điểm tâm, làm sao cũng phải hướng người báo cáo sao. Tống Ninh liền vừa nhìn về phía La Quân, nàng nói ra, Lâm đại ca, hắn không có làm khó ngươi chứ. La Quân mồ hôi một chút, đồng thời trong lòng cũng có chút cảm động. Biết Tống Ninh là sợ An Tử Hiên khó xử chính mình, cho nên mới vội vã chạy đến. Đương nhiên không có, La Quân cười ha ha, nói ra, Tử Hiên cùng ta là bạn tốt. Lại nói, tam ca của ngươi đều bị ta đánh, ai còn có thể làm khó dễ ta. Tống Ninh lúc này mới buông lỏng một hơi, nàng nói ra, vậy ta cũng phải cùng các ngươi cùng một chỗ ăn điểm tâm. An Tử Hiên hít sâu một hơi, nói với La Quân, Lâm huynh, chúng ta lần sau lại tụ họp, trước cáo từ. Hắn nói xong liền muốn đi. Tống Ninh hừ một tiếng, nói, quỷ hẹp hòi. An Tử Hiên cũng lờ đi Tống Ninh, hắn ngay sau đó thì cùng tùy tùng rời đi. Tống Ninh đợi An Tử Hiên sau khi đi, liền vui sướng xông La Quân nói ra, quỷ hẹp hòi rời đi cũng tốt, hắn ở chỗ này còn quấy rầy hai chúng ta nói chuyện phiếm đây. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, ngươi sao có thể nói như vậy Tử Hiên đâu.
Tống Ninh hì hì cười một tiếng, nói, ngươi không thích ta nói như vậy hắn sao? Đương nhiên, La Quân nói ra, nói đến, ta từng gặp Hiên có rất nhiều hổ thẹn. Nhưng là Tử Hiên rộng lượng, lại không trách ta, ta đã rất lợi hại cảm động. Tống Ninh ánh mắt nhất thời nhu xuống dưới, nàng nói ra, ta biết ngươi ý tứ. Bất quá ta cùng Tử Hiên ở giữa, vẫn luôn là như thế ở chung, ta từ trước đến nay đối với hắn tùy hứng, hắn cũng một mực bao dung. Nhưng bây giờ, hiện tại đến lượt ngươi bao dung hắn, coi như ngươi cùng hắn không làm được phu thê, cái kia cũng có thể làm bằng hữu nha. La Quân nói ra, ngươi nói có phải thế không? Tống Ninh trọng trọng gật đầu, nói ra, Lâm đại ca, ta nghe ngươi. La Quân hơi hơi thở phào, sau đó hai người liền thì nhập tọa. Tống Ninh trông thấy La Quân, khóe mắt đuôi lông mày đều là vui vẻ cùng vui sướng. Nàng còn nói thêm, Lâm đại ca, ta rất lâu không nghe ngươi làm thơ, ngươi lại làm một bài thơ cho ta có được hay không? Không tốt, La Quân lập tức nói. Tại sao vậy? Tống Ninh lập tức không hiểu. La Quân nói ra, bởi vì ta hiện tại không quá ưa thích làm thơ. Sao lại đột nhiên không thích? Tống Ninh kỳ quái nói. La Quân nói ra, ngâm thơ tác đối là phong nhã sự tình, nếu là cưỡng ép đến làm, quá không đau nhanh. Ta hy vọng ngươi về sau chớ có vốn là như vậy cưỡng cầu ta, được không? Hắn là yêu đương cao thủ, chỗ nào không biết căng chặt có độ. Một mực thuận theo, căn bản không phải chuyện gì tốt. Quả nhiên, Tống Ninh lập tức liền nói ra, thật xin lỗi, Lâm đại ca, ta về sau cũng không đề cập tới nữa dạng này yêu cầu vô lý. La Quân mỉm cười, nói ra, dạng này mới ngoan mà. Hắn nói xong cũng cầm một khối bánh ngọt đưa tới Tống Ninh trước miệng. Tống Ninh mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn cắn một cái, nàng lại là hoan hỉ vô hạn. Bất quá, cái này bỗng nhiên sớm một chút thủy chung ăn không có thuận lợi như vậy. Bởi vì sau đó, Tam công tử Tống Bính Văn mang theo hai tên áo đen kiếm khách xuất hiện. Bọn họ khí thế hung hung mà đến, người chưa đến, sát khí đã tới. Tiểu tử, người thế mà còn dám đánh ta muội muội chủ ý, ta nhìn ngươi là muốn chết. Tống Bính Văn tiến lên, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tam ca, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tống Ninh lập tức đứng dậy, bảo hộ ở La Quân trước mặt, phụ thân để Lâm đại ca bảo hộ ta, ngươi còn dám đến hổ nháo, ta phải đi tìm phụ thân cáo trạng qua. Ngươi đi nha, hiện tại phải đi. Tống Bính Văn nổi nóng nói ra, ăn cây táo rào cây sung tiểu nha đầu, lão tử hôm nay không phải phải thật tốt giáo huấn ra hỏa này. La Quân liền cũng liền đứng dậy, hắn một tay lấy Tống Ninh kéo ra phía sau, cười cười nói, Ninh nhi, ta cũng không phải tay trói gà không chặt, chỗ nào cần ngươi bảo hộ. Về sau mặc kệ là tình huống như thế nào, ở nơi nào, đều chỉ có thể là ta đến bảo hộ ngươi. Tống Ninh sau lưng La Quân, nhất thời cảm thấy an toàn vô cùng. Lúc này, Kim Văn Thành mấy người cũng ở một bên không tiện nói gì. Ta nhổ vào, Tống Bính Văn lập khắc buồn nôn nói ra, ngươi cái tên này, có buồn nôn hay không a? La Quân cười mỉm nói ra, Tam công tử, làm sao, ngươi là ngại hôm qua bị đánh còn chưa đủ a? Hôm nay qua tìm như thế hai cái tiểu ma cà bông tới, liền muốn dương mi thổ khí. Tống Bính Văn cái này khí a, hắn nổi nóng vô cùng xông sau lưng hai tên áo đen kiếm khách nói ra, giết cho ta hắn. Có hậu quả gì không, bổn công tử toàn cho các ngươi ôm lấy. Cái này hai tên áo đen kiếm khách chính là Tống Bính Văn tại Tứ Phương Dịch Quán bên trong dùng tiền mời đến cao thủ. Cái kia Tứ Phương Dịch Quán là tốt xấu lẫn lộn địa phương, cũng là rất nhiều hành tẩu tại âm diện thế giới cao thủ đặt chân chi địa. Tứ Phương Dịch Quán bên trong, hết thảy đều là bằng thực lực nói chuyện. Bọn họ cũng là tiếp tiền làm việc. Cái này hai tên áo đen kiếm khách tại âm diện thế giới bị gọi là vì đoạt mệnh song sát. Trong tay hai người một ngụm thanh long kiếm, một ngụm thiên khuyết kiếm. Hai người liên thủ thi triển thanh long thiên khuyết kiếm thuật giết người vô số. Tống Bính Văn mời cái này hai tên cao thủ đến, thật đúng là muốn gây nên La Quân vào chỗ chết. Nếu như La Quân không có pháp lực, gặp gỡ hai người này, vậy thì thật là vài phút chết oan chết uổng. Cái kia thanh long thiên khuyết kiếm thuật song kiếm hợp bích, thật sự là uy lực vô song. Lâm công tử. Hai người này thanh long thiên khuyết kiếm thuật lợi hại phi phàm, ngàn vạn không thể chủ quan. Cái kia Kim Văn Thành nhỏ giọng nhắc nhở La Quân. La Quân lại là không xem ra gì, hắn cũng không có nói chuyện với Kim Văn Thành, mà chính là hướng Tống Bính Văn nói ra, ta hôm nay chỉ muốn nói cho ngươi một sự kiện, ngươi mời cái gọi là cao thủ, căn bản không đáng chú ý. Không cần uổng phí sức lực. Lúc này, Tống Ninh bọn người đã lui sau. Điểm tâm sáng chỗ,
rất nhiều khách nhân đều đã né tránh. Cái kia đoạt mệnh song sát trực tiếp hướng La Quân thi triển ra Thanh Long Thiên Khuyết kiếm thuật. Trong nháy mắt, kiếm quang đầy trời, Thanh Long gào thét. Vô cùng hàn quang kiếm ảnh thẳng hướng La Quân. Cái kia hàn quang kiếm ảnh mang theo vô cùng sát khí cùng ăn mòn tinh thần ý niệm. Cái này Thanh Long Thiên Khuyết kiếm thuật quả nhiên lợi hại phi phàm. Bất quá La Quân nếu muốn giết hai người này lại là đơn giản vô cùng, hắn tự nhận hắn chói mắt châu nếu là thốt nhiên thi triển đi ra, hai người này tuyệt đối phải chết tại đoạt mục đích châu phía dưới. Bất quá La Quân cũng không muốn giết người, hắn cùng hai người này cũng không thâm cừu đại hận, hắn không đáng đoạt tính mạng người. Cũng không phải là La Quân nhân từ nương tay, mà là La Quân e ngại nhân quả, không muốn tạo xuống giết nhiều nghiệt. La Quân đột nhiên thì thi triển ra 9 tầng kiếm mạc. Cái kia Long Văn kiếm cấp tốc cuốn ra 9 tầng kiếm mạc. Thanh Long Thiên Khuyết kiếm thuật hàn quang cứng rắn cấp tốc đánh tan La Quân tam trọng kiếm mạc, tiếp lấy tứ trọng, ngũ trọng, liên tiếp phá đến đệ bát trọng. Còn tốt, sau cùng nhất trọng kiếm mạc cũng không có bị phá rơi. Mà Thanh Long kiếm cùng trời khuyết kiếm đã trở lại cái kia đoạt mệnh song sát trong tay. Sau đó, Trần Lăng kiếm trong tay nhất chỉ, nói, ta kiếm thuật này, các ngươi ngăn cản được sao? Hắn sau khi nói xong, liền thi triển ra tạo hóa kiếm quyết. Nhất thời, ngàn đạo kiếm quang, thiên đạo kiếm ảnh biến hóa thần diệu. Cái kia đoạt mệnh song sát thấy thế không khỏi hãi nhiên thất sắc. La Quân sau đó thì thu tạo hóa kiếm quyết, hắn nếu là chân chính hướng hai người này thi triển đi ra, cái kia hai người này chính là chết chắc. Đoạt mệnh song sát ngay lập tức đem trên thân vàng lấy ra, bọn họ hướng Tống Bính Văn nói ra, người sinh ý, chúng ta làm không. Sau đó, hai người quay người cấp tốc rời đi. Tống Bính Văn không khỏi đại hận, hắn quay người muốn đi. Đứng lại, La Quân quát lạnh một tiếng. Tống Bính Văn quay đầu cười lạnh một tiếng, nói, làm sao? Tiểu tặc, người dám giết ta hay sao? La Quân lạnh giọng nói ra, xem ở Ninh Nhi trên mặt mũi, ta không nghĩ tới làm khó thêm ngươi. Nhưng là, người lớn nhất nhớ kỹ, ta nhẫn nại là có hạn độ. Nếu như ngươi nhiều lần khiêu chiến ta nhẫn nại, ta sẽ đích thân đi hướng vương gia diện bẩm, ta sẽ nói cho hắn biết, ta sẽ giết ngươi. Tống Bính Văn cảm nhận được La Quân lời nói bên trong hàn ý, hắn đánh run một cái. Vốn định cậy mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống qua. Lâm đại ca, ngươi tuyệt đối đừng thật. Tống Ninh đi lên phía trước, nàng lại là có chút sợ hãi, nàng là thật sợ La Quân cùng mình tam ca đi đến không thể vãn hồi cấp độ. La Quân hít sâu một hơi, hắn quay đầu cười cười, nói ra, yên tâm đi, ta cũng chính là dọa một chút hắn. Không phải vậy hắn hội thật không về không, ta tuy nhiên tự tin có thể ứng phó, nhưng luôn luôn bị đánh, không thể hoàn thủ, cái này bên trong vẫn còn có chút mạo hiểm. Tống Ninh nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi yên tâm, ta trở về hội hướng phụ thân hảo hảo nói một chút. La Quân gật gật đầu. Sau đó, La Quân cùng Tống Ninh cũng liền dẹp đường hồi phủ. Hồi phủ về sau, Tống Ninh lôi kéo La Quân qua tìm Tống Đế Vương. Tống Đế Vương đang trong tẩm cung. La Quân cùng Tống Ninh đến đây thời điểm, ngoài ý muốn nhìn thấy Tống Ninh nhị ca còn có nàng tứ tỷ. Tống Ninh nhị ca gọi là Tống Kinh Luân, là cái tiêu sái công tử văn nhã. Nhìn 27-28 tuổi bộ dáng. Về phần Tống Ninh tứ tỷ làm theo gọi là Tống Sương Tuyết, theo Tống Ninh một dạng xinh đẹp, nhìn 24-25 tuổi bộ dáng. Nàng so Tống Ninh muốn lộ ra ổn trọng thành thục rất nhiều, mà lại tu vi thâm bất khả chắc. Đại khái chỉ có Tống Ninh mới là được sủng ái nhất, cũng không cần tu luyện cái gì, một mực cứ như vậy không buồn không lo. Tống Sương Tuyết một thân trường sam màu trắng, nhìn, theo cổ đại nữ hiệp một dạng. Tống Kinh Luân cùng Tống Sương Tuyết cùng Tống Đế Vương tựa hồ đang thương lượng cái gì. Tống Ninh lại là thẳng đâm đâm xông tới. La Quân theo ở phía sau. Phụ thân, Tống Ninh sau khi đi vào hô một tiếng, sau đó lại nói, nhị ca, tứ tỷ, các ngươi cũng tại nha. Tống Kinh Luân cùng Tống Sương Tuyết đều là cười một tiếng, hai người đối cái này lớn nhất tiểu muội tử cũng rất là cưng chiều. Tống Đế Vương không khỏi nhíu mày, nói ra, ngươi nhà đầu này thật sự là càng ngày càng không có quy không có củ, lỗ mãng như vậy tiến đến. Tống Ninh nói ra, phụ thân, hôm nay tam ca qua bên ngoài mời cái gì loạn thất bát tao cao thủ đến, muốn giết Lâm đại ca đây. Tống Kinh Luân cùng Tống Sương Tuyết đều là bị kinh ngạc, hai người dò xét hướng La Quân. Hiển nhiên, bọn họ cũng là biết hôm qua thiên trong thành chủ phủ chuyện phát sinh đây. Lại có dạng này sự tình, Tống Đế Vương cũng là chấn kinh một chút. Sau đó,
Tống đế vương nhìn về phía La Quân, nói, Thiên Sơn, ngươi không sao chứ? Tại hạ không có việc gì. La Quân không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Hắn đón đến, nói, bất quá, Tam công tử đối tại hạ hiểu lầm rất sâu. Tại hạ chỉ sợ Tam công tử tiếp tục dây dưa, đến lúc đó tại hạ nếu là ngộ thương Tam công tử, thực sự không tốt hướng vương ra ngài bàn giao. Cái này nghịch tử, Tống đế vương có chút nổi nóng. Hắn đón đến, nói ra, Thiên Sơn, người yên tâm, loại chuyện này tuyệt sẽ không lại phát sinh. La Quân lập tức nói, đa tạ vương ra. Tống Ninh cũng liền vừa lòng thỏa ý. Nàng sau đó liền nói, nhị ca, tứ tỷ, khó được nhìn thấy các ngươi cùng đi tìm phụ thân a, có phải hay không có cái gì tốt chơi sự tình. Chơi vui sự tình, Tống đế vương nói ra, người nhà đầu này, chỉ là nghĩ đến chơi vui sự tình. Nơi nào có nhiều như vậy chơi vui sự tình. Tống Ninh hì hì cười một tiếng, nói ra, cái kia là bởi vì cái gì nha? Tống đế vương liền nói ra, chuyện này, vừa vặn Thiên Sơn cũng tại. Kinh Luân, ngươi liền hảo hảo hãy nói một chút, có lẽ Thiên Sơn có thể giúp đỡ bận bịu đâu. Tống Kinh Luân ngay sau đó liền nói ra, vâng, phụ thân. Cái này Tống Kinh Luân cùng Tống Bính Văn lại là hoàn toàn khác biệt, người này tao nhã hữu lễ, xem xét cũng là nhân trung long phượng. Cái này quả nhiên là long sinh cửu tử, đều có khác biệt a. Tống Kinh Luân ngay sau đó nói ra, Lâm huynh, sự tình là như thế này. Cho tới nay, tại chúng ta thập điện Diêm La trong thế giới đều có một ngoại nhân không biết được bí mật. Cái kia chính là tại địa tàng vương Bồ Tát chỗ Bồ Tát thành bên ngoài có một mảng lớn vô biên vô hạn biên hoang chi địa. Trước kia, có địa tàng vương Bồ Tát trấn thủ biên hoang, vừa hoang vẫn luôn rất lợi hại an ổn. Nhưng là từ khi địa tàng vương Bồ Tát biến mất sau, vừa hoang chắc chắn sẽ có chút đột nhiên xuất hiện yêu thú hướng Bồ Tát thành bên này tàn phá bừa bãi. Chúng ta đã từng phái qua mấy cái tiểu đội qua biên hoang bên trong tìm tòi hư thực, nhưng là qua người, đều lại không có trở lại qua. Gần nhất, vừa hoang bên trong lại không bình tĩnh, càng ngày càng nhiều yêu thú tại triều Bồ Tát thành bên này chạy trốn. Chúng nó tự như là tại e ngại cái gì. Chúng ta bây giờ nhất định phải tìm tới cái này ngọn nguồn, giải quyết cái này ngọn nguồn. Không phải vậy lời nói. Bồ Tát thành đến lúc đó sẽ bị càng ngày càng nhiều yêu thú chiếm cứ. Những này yêu thú là sinh hoạt tại biên hoang bên trong, chúng nó cũng thói quen sinh hoạt tại biên hoang bên trong. Tống Xương Tuyết bổ sung nói ra, nàng đón đến, nói ra, chỉ phải giải quyết ngọn nguồn, vừa hoang liền có thể bình tĩnh lại. Bất quá, biên hoang bên trong đến có cái gì, đến là tình huống như thế nào, mọi người chúng ta đều không rõ ràng. Cho nên biên hoang cũng vô cùng nguy hiểm. La Quân không khỏi nghe đau đầu. Mẹ nó, nói cho ta nghe làm gì nha? Muốn cho ta qua biên hoang sao? Ta cái này cũng không phải muốn thật cho các ngươi bán mạng. Nhưng trước mắt loại tình huống này, một khi Tống đế vương hạ lệnh, La Quân thật đúng là không tiện cự tuyệt a. Ta nguyện ý qua biên hoang bên trong vì vương gia giải quyết cái vấn đề khó khăn này. La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn cảm thấy cùng để Tống đế vương chính miệng nói ra. Còn không bằng chính mình chủ động nói ra. Này lại để Tống đế vương cảm thấy mình thực là không tồi. Quả nhiên, La Quân vừa mở miệng, Tống đế vương con mắt đều là sáng lên. Biên hoang vô cùng nguy hiểm, Thiên Sơn, người cần phải hiểu rõ. Tống đế vương theo rồi nói ra. La Quân nói ra, tại hạ nguyện vì vương ra sông pha khói lửa, không chối từ. Lúc này, Tống Kinh Luân cũng nói, phụ thân, vừa hoang sự tình, cấp bách. Bằng vào Lâm huynh dẫn người tiến đến, chỉ sợ nguy hiểm trùng điệp. Hải Nhi cũng muốn cùng đi một chuyến, vì phụ thân phân ưu. Tống Xương Tuyết lập tức nói, phụ thân, ta cũng muốn cùng một chỗ tiến đến. Tống Ninh nhìn ngay lập tức bộ phim Không Sợ Đài Cao, nói ra, phụ thân, ta cũng muốn đi. Tống Đế Vương nhìn một chút Tống Ninh, lập tức buồn bực nói, hồ nháo, ngươi cho rằng cái này qua biên hoang là chơi vui sao. Tống Ninh gặp phụ thân thế mà thật nổi giận, nàng không khỏi giật mình. Sau đó, nàng còn nói thêm. Đã nguy hiểm như vậy, cái kia nhị ca, tứ tỷ, Lâm đại ca, các ngươi đều không muốn qua. Nàng lại nói với Tống đế vương, phụ thân ngươi an bài người khác đi thôi. Tiểu muội, sự tình không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Tống Xương Tuyết nói ra, chúng ta đã tuần tự hàng qua mấy cái nhóm nhân mã đi vào, nhưng là đều chưa có trở về. Nọ biên hoang bên trong hung hiểm không thể tưởng tượng, nhưng cũng chính bởi vì vậy, chúng ta Tống gia nhi lang mới càng cần hơn nghĩa vô phản cố. Thế nhưng là, Tống Ninh hốc mắt đỏ lên, nói ra, ta sợ các ngươi hội gặp nguy hiểm. Tống đế vương lâm vào trầm tư. La Quân làm theo nói ra, vương gia, việc này,
ngài cắt cử mấy tên cao thủ cho ta đến liền tốt. Liền không cần làm phiền nhị công tử cùng tứ tiểu thư đi mạo hiểm. Cái gọi là thiên kim chi tử, cẩn thận, chuyện thế này, sao dám để nhị công tử cùng tứ tiểu thư bực này tôn quý thân thể tiến đến mạo hiểm đâu. Phụ thân, Tống Xương Tuyết nói ra, Lâm huynh phía đối diện hoang quá không rõ, mà ta cùng nhị ca phía đối diện hoang nghiên cứu nhiều năm, chúng ta đi vào, nắm chắc hội rất nhiều. Tống Kinh Luân làm theo nói ra, không bằng dạng này, phụ thân, ta hòa Lâm huynh tiến đến, tứ muội vẫn là đừng đi. Tống Đế Vương nói ra, các ngươi trước không muốn tranh, chuyện này là cha còn phải suy nghĩ thật kỹ, trước tất cả đi xuống đi. Mọi người gặp Tống Đế Vương nói như vậy, bọn họ cũng liền không tốt lại nói cái gì. La Quân một đoàn người xin được cáo lui trước. Vừa ra Tống Đế Vương tẩm cung, Tống Kinh Luân liền nói với La Quân, Lâm huynh có không biết sợ chi tinh thần, Tống mỗ bội phục. Tống Xương Tuyết cũng là cười một tiếng, nói ra, ta cái này tiểu muội luôn luôn tâm cao khí ngạo, lúc đầu ta còn kỳ quái tiểu muội tại sao lại đối Lâm huynh tình hữu độc chung. Hiện tại xem ra, lại là minh bạch rất nhiều. La Quân mỉm cười, nói ra, nhị công tử, tứ tiểu thư, các ngươi quá khiêm tốn. Các ngươi là thiên kim chi khu, còn chủ động yêu cầu qua bốc lên như thế đại hiểm. Đây là biết rõ không thể làm mà vì đó, tại hạ càng là bội phục. Tống Ninh lại là lo lắng vô cùng, nói ra, muốn là Lâm đại ca ngươi đi không trở lại, ta cũng không cần sống. Ngốc nha đầu, La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, yên tâm đi, ta trải qua quá nhiều sinh tử hiểm quan, nhưng ta đến bây giờ còn sống. Điều này nói rõ ta phúc lớn mạng lớn. Tống Ninh nhưng vẫn là lo âu. Tống Kinh Luân nói ra, không bằng Lâm huynh, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống hảo hảo tâm sự, như thế nào? La Quân nói ra, vậy tại hạ thì cung kính không bằng tuân mệnh. Tống Kinh Luân cười ha ha một tiếng. Thế là ngay sau đó, cả đám liền đến cái kia thanh tâm trong đình. Bọn hạ nhân chuẩn bị trà ngon điểm. Tống Kinh Luân làm theo nói ra, tứ muội vừa hoang bên trong, yêu thú hoành hành, ngươi trung quy là nữ nhi gia, nghe nhị ca lời nói, vẫn là không muốn lội cái này vũng nước đục. Tống Xương Tuyết lập tức nói, nhị ca, lời này của ngươi ta coi như không thích nghe. Giống như luận đến tu vi, ta còn tại ngươi phía trên. Tống Kinh Luân không khỏi cười khổ, hắn nói ra, ngươi nha, luôn luôn muốn như thế tranh cường háo thắng sao. Tống Xương Tuyết cười một tiếng, nói ra, đây không phải tranh cường háo thắng, mà chính là biên hoang sự tình, ta xác thực cũng phi thường tò mò. Ta cũng muốn vì phụ thân phân ưu. La Quân thì là nói ra, thực chúng ta ở chỗ này tranh những này đều không có tác dụng gì, nhưng ta tin tưởng vương gia trong lòng tự sẽ có tính hắn đánh. Tống Kinh Luân cười cười, nói ra, Lâm huynh nói không tệ. Tống Xương Tuyết nói ra, dù sao bất kể như thế nào, lần này biên hoang, ta muốn đi định. Tống Kinh Luân cười khổ, nói ra, ngươi nha, thật là một cái kỳ quái người. Người khác đều đối nọ biên hoang tránh không kịp, e sợ cho qua về không được. Ngươi ngược lại tốt, đuổi tới muốn đi. Một đoàn người chính đang tán gẫu. Bên kia toa, Tống Bính Văn lại mang hai tên tùy tùng đến đây. Tống Bính Văn khí thế hung hung đi lên phía trước, hắn đi vào trước bàn đá, sau đó mạnh mẽ đập bàn đá, cái kia bàn đá lập tức vỡ nát. Tên này hướng về phía La Quân cả giận nói, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, thế mà qua theo cha ta cha cáo trạng. Tam ca, ngươi có muốn hay không mặt, ngươi đừng ở phụ thân chỗ nào bị khinh bỉ, thì tới nơi này dương oai. Tống Ninh lập tức cả giận nói, là ta theo phụ thân cáo trạng, thế nào? Tống Bính Văn khí muốn chết, hắn lại nói với La Quân, ngươi cũng sẽ tránh sau lưng nữ nhân, tính là gì đàn ông? La Quân lập tức cười ha ha, nói ra, ta có phải hay không tránh sau lưng nữ nhân, cái này còn không có kết luận. Nhưng ta biết, ngươi nhất định là chỉ có thể tránh sau lưng vương gia, bởi vì ngươi nếu không phải con trai của vương gia, Tống Ninh ca ca, ta có thể cùng ngươi cam đoan, ta đã giết ngươi 3 lần. Còn có, ngươi nói ta không phải đàn ông, vậy thì tốt, chúng ta đến quyết đấu như thế nào? Ai thua người nào thì nhận sợ, nói mình là bọc mủ. La Quân căn bản là lười nhác dễ dàng tha thứ Tống Bính Văn cái này bọc mủ, hắn cũng không cần nịnh nọt ra hỏa này. Mà lại, La Quân sinh ra thì không nguyện ý nén giận. Trừ phi là sống chết trước mắt, không phải vậy nơi nào sẽ có nửa phần khách khí. Người nào cũng đừng hòng cùng hắn tranh cãi, gia hỏa này lời lẽ sắc bén muốn chết. Quả nhiên, La Quân những lời này nói ra, Tống Bính Văn lập kiếm khí đến một câu đều nói không nên lời. Tống Xương Tuyết cùng Tống Kinh Luân cũng là nhíu mày. Tống Kinh Luân lạnh lùng nói ra, tam đệ,
ngươi như lại như thế, cũng đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Lâm huynh chính là ta phủ thành chủ khách quý, ngươi sao nhưng như thế lãnh đạm. Tống Bính Văn lạnh hừ một tiếng, không nói một lời, xoay người rời đi. Tống Bính Văn sau khi đi, Tống Kinh Luân lập tức nói, Lâm huynh, ta cái này tam đệ lỗ mãng vô lễ, ta thay hắn hướng người bồi cái không phải. La Quân mỉm cười, nói ra, nhị công tử khách khí. Tống Sương Tuyết nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nàng cơ hồ là nhìn thấy La Quân ba cái cực đoan. Gia hỏa này, tại cha nàng trước mặt, đó là ứng đối vừa vặn, trầm ổn cùng cực. Tại chính mình cùng nhị ca trước mặt, lại là ôn nhuận hữu lễ, như một khối vô cùng tốt ngọc thô. Nhưng hắn tại tam ca trước mặt, nhưng lại lời lẽ sắc bén, tranh phong tương đối, không nhường chút nào. Gia hỏa này trên thân, thật đúng là như mê a. Sau đó trò chuyện không bao lâu, La Quân liền cùng Tống Kinh Luân cùng Tống Sương Tuyết cáo từ. Tống Ninh lại tự nhiên là đi theo La Quân. Tống Ninh mời La Quân qua nàng trong tẩm cung ngồi một chút, La Quân từ chối nhã nhặn. Tống Ninh lập tức có chút bận tâm hỏi La Quân, nói ra, Lâm đại ca, người có phải hay không tức giận? La Quân kinh ngạc, nói ra, êm đẹp, ta tức cái gì? Tống Ninh nói ra, ta tam ca hắn đối người quá không tốt. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, hắn đối ta không tốt, cùng ngươi cũng không có liên quan. Lại nói, chỉ có ta đem hắn chọc giận gần chết phần, hắn cái kia IQ cũng muốn để cho ta vì hắn tức giận. Tống Ninh hì hì cười một tiếng, còn nói thêm, vậy ngươi vì cái gì không chịu đi ta tẩm cung ngồi một chút ha? La Quân vội ho một tiếng, nói ra, vẫn là muốn tránh dưới ngại a, hai chúng ta lại còn không kết hôn. Tống Ninh nói ra, vậy cũng đúng, vậy ta qua ngươi nơi đó ngồi một chút. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? La Quân cười ha ha. Tống Ninh nhất thời có chút không muốn, nói ra, nhưng ta không nỡ bỏ ngươi qua biên hoang. La Quân nói ra, thực ta cũng không quá muốn đi. Tống Ninh lập tức nói, thật sao? Cái kia ta lập tức qua nói rõ với phụ thân. Ngốc nha đầu, nhưng ta phải đi a. La Quân lập tức còn nói thêm. Vì cái gì? Tống Ninh có chút không hiểu. La Quân nói ra, ta đến các ngươi nơi này. Ta nhất định phải làm một chút công tích đi ra, như thế cha ngươi mới có thể thật để mắt ta, mới có thể để ngươi gả cho ta nha. Đần độn, thảo a. Tống Ninh nhất thời cảm động không thôi, nàng mắt hiện nước mắt, nói ra, nhưng ta sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện nha. La Quân nói ra, yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ an toàn trở về. Sau đó cưới ta, Tống Ninh thoảng qua bá đạo nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi cũng không mắc cỡ nha. Tống Ninh hì hì cười một tiếng, nói ra, thì không sợ xấu hổ. La Quân cùng Tống Ninh phân biệt về sau, hắn thì về chính mình trong tứ hợp viện. Trở về thời điểm, Trần Phi Dung tại trong não vực theo La Quân giao lưu. Nàng nói ra, Quân ca ca, người thật đúng là dự định cưới Tống Ninh a. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, đi một bước, nhìn một bước. Hiện tại chúng ta tìm không thấy Nhạc Quang Thần đến ở nơi nào, nhưng là Tống Ninh nói qua. Nhạc Quang Thần là tại vì Tống Đế Vương luyện đan. Ta ngẫm lại, Tống Đế Vương tất nhiên là đem cái này luyện đan xem như cao đẳng bí mật sự tình, Nhạc Quang Thần hiện tại khẳng định nhận bảo hộ nghiêm mật. Ta muốn biết Nhạc Quang Thần ở nơi nào, nhất định phải lấy được càng nhiều tín nhiệm. Hắn đón đến, nói ra, vả lại, ta hiện tại cũng không có gì khác việc cần hoàn thành. Có lẽ ở chỗ này, có thể được một chút khác cơ duyên đâu. Ngươi nói có đúng hay không? Trần Phi Dung nói ra, thế nhưng là Quân ca ca, Tống Ninh là thật thích ngươi nha, ngươi dạng này sử dụng nàng, được không? La Quân nói ra, đây là ta cảm thấy nhất không nhẫn sự tình, ta chỉ có thể tận lực đem đối nàng thương tổn giảm đến thấp nhất. Trần Phi Dung sau đó hì hì cười một tiếng, nói ra, Quân ca ca, ta tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt. La Quân chỉ là cười một tiếng. Xế chiều hôm đó ba điểm. Tống Đế Vương rốt cục có quyết đoán. Hắn quyết định để La Quân cùng Tống Kinh Luân mang một đội cao thủ tiến biên hoang điều tra loạn tượng ngọn nguồn. La Quân cùng Tống Kinh Luân lĩnh mệnh, tại xế chiều hôm đó 5 điểm liền xuất phát. Trước khi lên đường, Tống Đế Vương cho La Quân cùng Tống Kinh Luân tự mình thực tiễn. Về sau, La Quân cùng Tống Kinh Luân một đoàn người ngồi xe ngựa rời đi. Đáng nhắc tới là, cái kia chính là Tống Ninh cùng Tống Sương Tuyết chủ động yêu cầu đưa hai người đến Bồ Tát Thành. Đây là Tống Ninh mãnh liệt yêu cầu. Tống Đế Vương cũng liền không có nói thêm cái gì, đồng ý. Từ Tống Đế Thành đến Bồ Tát Thành có 300 dặm đường trình. Đoạn đường này qua, bốn người đều là ngồi ở trong xe ngựa.
sắc trời rất nhanh liền ngầm hạ qua. Trong xe ngựa Điểm Tùng Hương thiêu đốt đèn đuốc, cái kia đèn đuốc theo xe ngựa chập trùng toát ra. Tống Ninh rúc vào La Quân đầu vai, hai người tựa như là phổ thông tình yêu cuồng nhiệt người yêu một dạng. Tống Kinh Luân cùng Tống Sương Tuyết cũng đã ngầm thừa nhận La Quân cùng Tống Ninh quan hệ, cho nên hai người cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là Tống Kinh Luân nhìn lấy Tống Sương Tuyết, hắn đột nhiên cười một tiếng, nói ra, tứ muội, ta làm sao nhìn ngươi thật giống như là muốn vụng trộm cùng chúng ta cùng đi biên hoang a. Tống Sương Tuyết trợn mắt chừng một cái, nói ra, phụ thân đã cho ta tại Bồ Tát Thành an bài hắn sự tình, ngươi suy nghĩ nhiều. La Quân cũng cười một tiếng, nói ra, thực phương gia không cho tứ tiểu thư ngài qua là có đạo lý, chúng ta nhất bang đại lão gia quá khứ, tứ tiểu thư ngươi đi, chung quy là không tiện lắm. Tống Sương Tuyết nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi có thể đổi giọng gọi ta tứ tỷ. Tống Ninh cũng hì hì cười một tiếng, nói ra, đúng vậy a. La Quân cười ha hả, nói ra, hiện tại đổi giọng, sẽ cho người nói vớ vẩn. Tống Sương Tuyết nói ra, trong âm thầm, ta cho phép ngươi hô. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta cảm thấy lấy ngươi so với ta nhỏ hơn đây. Tống Sương Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, ta chính là nhỏ hơn ngươi, vậy ngươi cũng phải gọi ta tỷ, biết không? Không hô, La Quân rất thẳng thắn nói ra. Tống Kinh Luân cười ha ha một tiếng. Đoạn đường này qua, liền cũng cứ như vậy cười cười nói nói. Tống Kinh Luân cùng Tống Sương Tuyết đều muốn La Quân xem như người một nhà, mọi người cùng một chỗ không có gì câu thúc, cũng có thể thích hợp nói đùa. Trong lúc nhất thời, lại là thân thiết cực kỳ đây. Đang tán gẫu quá trình bên trong, La Quân hiểu được Tống Ninh đại ca Tống Ngọc tại Bồ Tát Thành đảm nhiệm thay thành chủ. Mặt khác, Tống Ninh còn có một vị tỷ tỷ gọi là Tống Thiên Các Đại Thiên Kiêu, Tống Thiên Các Đại Thiên Kiêu tại mặt khác một tòa thành trì Đêm Thương Thành gánh đảm nhiệm thành chủ. Tống Thiên Các Đại Thiên Kiêu cùng Tống Ngọc đều là phi thường nhân vật ưu tú. Tống Kinh Luân cùng Tống Sương Tuyết đều vô cùng tôn kính bọn họ. Huynh đệ bọn họ tỉ muội ở giữa, đều là phi thường hòa thuận thân thiết, tuyệt sẽ không có cái gì tranh quyền đoạt lợi tình huống xuất hiện. Tại giữa trưa ngày thứ hai, mọi người cũng rốt cục đến Bồ Tát Thành. Khí trời có biến hóa, Bồ Tát Thành nơi này không hề ánh nắng tươi sáng, ngược lại là bắt đầu phiêu khởi tí tách tuyết hoa tới. La Quân không khỏi hỏi Tống Kinh Luân, nói, chúng ta tại Tống Đế Thành lúc vẫn là bầu trời trong trẻo, nơi đây cùng Tống Đế Thành bất quá 300 dặm đường, là sao khí trời hội có to lớn như thế biến hóa? Tống Kinh Luân mỉm cười, nói ra, cái này Lâm huynh ngươi thì có chỗ không biết, Bồ Tát Thành tới gần biên hoang, khí trời cực độ lạnh lẽo. Như không phải là bởi vì bây giờ âm diện thế giới có nhật quang phổ chiếu, nơi này đã sớm băng tuyết ngập trời. Bất quá mặc dù là như thế, hiện ở chỗ này thỉnh thoảng cũng sẽ tuyết rơi. Nọ biên hoang bên trong, càng là lạnh lẽo. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Tiến vào Bồ Tát Thành về sau, đại ca Tống Ngọc phái người tới đón tiếp. Tới đón tiếp là một cái tên là Kim Khôn người. Kim Khôn dẫn đội mà đến, Tống Kinh Luân trực tiếp hỏi, ta đại ca đâu? Kim Khôn nói ra, hồi nhị công tử lời nói, đại công tử đang biên hoang môn chỗ chống cự yêu thú. Tống Kinh Luân ngay sau đó không nói hai lời, nói, nhanh, dẫn chúng ta qua qua. Kim Khôn có vẻ khó xử, đại công tử bàn giao, nói nhị công tử các ngài lộ trình mệt nhọc, phân phó ti chức mang các ngài tiến đến phủ đệ nghỉ ngơi a. Tống Sương Tuyết nói ra, Kim Khôn, ngươi thì đừng nói nhiều. Chúng ta đã đến, đương nhiên muốn giúp đại ca bận bịu. Tống Ninh cũng thoảng qua hưng phấn, nói ra, đúng vậy a. Cái kia Kim Khôn liền cũng là bất đắc dĩ, nói ra, đúng. Sau đó, Kim Khôn dẫn đường. Cả đám liền ngồi ở trên xe ngựa tiến về nọ biên hoang môn mà đi. Bồ Tát Thành có hai cánh cửa, cửa chính vì Bồ Tát Môn, cửa sau vì biên hoang môn. Biên hoang môn dĩ nhiên chính là liên tiếp biên hoang chi địa. Sau gần nửa canh giờ, cả đám rốt cục đến biên hoang môn chỗ. Lúc này, mọi người cũng liền xuống xe ngựa. Biên hoang môn trước cửa thành đã che kín đao sơn trận pháp. Cái kia chỗ cửa thành, chỉ gặp một mảnh lăn lộn mang, bên trong đao quang vạn thiên, tản mát ra vô cùng hàn ý. Yêu thú cũng không phải hạng người bình thường, cho nên ở chỗ này, là từ mấy tên pháp sư bố trí đao sơn trận pháp. Mà Tống Ngọc bọn người làm theo mang mấy trăm dũng sĩ tại ngoài cửa thành chém giết. Những này yêu thú muốn xông tới, nhưng Tống Ngọc bọn họ lại là tuyệt không thể khiến cái này yêu thú tiến đến. Yêu thú tính tình hung hãn, nếu là xông tới, đó là dân chúng bình thường tai nạn.
mọi người thì ở cửa thành bên trong liền nghe bên ngoài gào thét thanh âm, còn có đọ sức giết thanh âm. Một cỗ sát khí đằng đằng mà đến. Tống Kinh Luân liền đối với cái kia mấy tên pháp sư nói ra, tạm thời rút lui đao trận, ta muốn đi ra ngoài. Cái kia mấy tên pháp sư do dự muốn hay không rút lui, Kim Khôn tiến lên nói ra, đều nghe nhị công tử. Cái kia mấy tên pháp sư lập tức rút lui đao trận. Đao trận vừa rút lui, đối diện thế mà thì có hai con yêu thú đập vào tiến đến. Những này yêu thú đều là như hổ, lang, gấu, báo, chó chờ một chút biến dị mà đến. Bọn họ so phổ thông mãnh thú lại không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Đối diện xông tới hai con yêu thú là máu me đầy đầu sói, một đầu hắc chảo gấu. Cái này hai đầu xúc sinh gầm thét xông tới, đằng sau yêu thú càng là cuồn cuộn không dứt. Tống Kinh Luân không có nhíu một cái, nói, không biết tự lượng sức mình, muốn chết. Hắn tiếp lấy một chỉ điểm ra. Mọi người liền gặp một đạo hào quang bay ra, lại là một ngụm sắc bén thông linh kiếm. Cái này thông linh kiếm kiếm quang dị thường hung hãn, chợt lóe lên, chính là trực tiếp xuyên qua cái này hai con yêu thú chán. Cái kia hai con yêu thú lung la lung lay, lập tức theo giống như uống say ngã xuống. Sau đó, Tống Kinh Luân liền một chút xông ra qua, đến phía ngoài cửa thành. Tống Sương Tuyết lập tức thiểm điện theo sau. La Quân liền nói với Tống Ninh, ở chỗ này đợi. Tống Ninh hì hì cười một tiếng, nói ra, ta muốn đi theo ngươi. La Quân nói ra, hồ nháo, hắn lập tức liền lóe ra qua. Nào biết, Tống Ninh lập tức liền theo ở phía sau. Cái kia Kim Văn Thành cùng Tiểu Lan cũng lập tức theo tới. La Quân ra khỏi cửa thành, liền thấy bên kia hoang bên trong, dưới đất là trắng lóa như tuyết. Nhưng trắng như tuyết đại địa bên trên, lại là ước chừng có chừng trăm con yêu thú tại tàn phá bừa bãi. Mà lại mặt đất còn nằm rất nhiều yêu thú thi thể. Bạch tuyết đều nhanh muốn bị nhuộm dần thành màu đỏ. Tống Kinh Luân cùng Tống Sương Tuyết cùng Tống Ngọc tụ hợp, hai người cao hứng hô hào đại ca. Cái kia Tống Ngọc trường thân ngọc lập, đứng ngay tại chỗ, hắn một tay cõng ở phía sau, một tay thúc đẩy phi kiếm giết địch. Kia kiếm quang tại chung quanh hắn múa đến mưa gió không lọt. Các ngươi chạy thế nào cái này đến? Tống Ngọc thoảng qua trách cứ nói ra. Tống Kinh Luân cùng Tống Sương Tuyết hưng phấn nói ra, chúng ta tới chợ đại ca giết địch nha. Tống Ngọc lúc này quay đầu lại trông thấy Tống Ninh. Hắn không khỏi biến sắc, thân hình lóe lên, lập tức đến Tống Ninh trước mặt. Tiểu muội, người đây không phải hồ nháo sao? Nơi này là người có thể tới địa phương. Tống Ngọc trách cứ Tống Ninh, đồng thời đem La Quân cùng Kim Văn Thành cũng làm Tống Ninh hầu hạ. Hắn nhíu mày nói ra, các ngươi những nô tài này, làm sao liền chủ tử đều nhìn không tốt. Nếu là Ninh Nhi xảy ra chuyện, ta đào các ngươi ra. Lời này nghe La Quân thế nhưng là vạn phần khó chịu. Hắn nhạt lạnh cười một tiếng, lại không ra tiếng. Cũng không tiện nói gì, cái này Tống Ngọc thân phận khác biệt, chính mình cũng không thể cũng mắng hắn vài câu. Cái kia liền dứt khoát không để ý tới tốt. Cũng là lúc này, có mấy cái con yêu thú vây công mà đến, La Quân đang định xuất thủ, cái kia Tống Ngọc đã thúc đẩy phi kiếm đem giải quyết. Tống Ninh cũng lập tức nói với Tống Ngọc, đại ca, đây là Lâm Thiên Sơn, Lâm đại ca. Nàng ý đồ muốn giới thiệu La Quân cho Tống Ngọc. Bất quá Tống Ngọc lúc này lại là không có để ý. Cái này một nhóm yêu thú cũng không có đặc biệt lợi hại tồn tại, rất nhanh, chiến trường liền bị vững chắc xuống. Sau cùng mấy cái con yêu thú cảm nhận được hoảng sợ, nhao nhao thối lui. Tống Ngọc lúc này mới dẫn người thu đội, trở lại Bồ Tát Thành bên trong. Cả đám tiếp lấy thì trở lại Bồ Tát Thành trong phủ thành chủ. Bồ Tát Thành trong thành chủ phủ, cũng không có cỡ nào xa hoa. Chủ yếu là Lâm Viên làm chủ. Mà lại kiến trúc đều thiên hướng về miếu thờ phong cách. Khắp nơi đều dựng dục ra một loại Phật Pháp cuồn cuộn cảm giác. Lúc này, toàn bộ Bồ Tát Thành đã bị tuyết lớn nơi bao bọc. La Quân một đoàn người tại Bồ Tát Thành Phật Ấn trong sảnh ngồi xuống. Bọn hạ nhân chuẩn bị kỹ càng lửa than, nước trà, trà bánh các loại. Toàn bộ trong phòng khách, ấm áp như xuân. Kim Văn Thành bọn người chính là đứng ở một bên, nhưng La Quân lại là theo chân Tống Ninh ngồi xuống. Nô tài kia làm sao còn tọa hạ, Tống Ngọc gặp La Quân như thế, nhướng mày. La Quân lại là có chút nổi nóng, gia hỏa này mở miệng một tiếng nô tài, cái này khiến La Quân tâm lý vô cùng khó chịu. Đại ca, Tống Kinh Luân lập tức đứng dậy nói ra, Lâm huynh chính là chúng ta khách quý, ngươi ngàn vạn lần đừng muốn lãnh đạm a. Lần này qua biên hoang, phụ thân cố ý cắt cử ta cùng Lâm huynh cùng một chỗ tiến đến. Ồ, Tống Ngọc nói ra, thật lại có chuyện như vậy. Tống Sương Tuyết cười một tiếng,
nói ra, nào chỉ là như thế, chúng ta tiểu muội cũng trung ý Lâm huynh đây. Nói không chính xác lần này bọn họ từ biên hoang trở về, phụ thân sẽ vì tiểu muội chuẩn bị hôn sự đây. Tống Ngọc lập tức nhìn về phía La Quân, sắc mặt hắn khó coi, nói ra, chẳng lẽ ngươi chính là nhục nhã tam đệ người kia. Trong mắt của hắn tách ra hàn ý. La Quân không kiêu ngạo không tự ti, nói ra, chưa nói tới nhục nhã, bất quá là đánh hắn một trận mà thôi. Tốt, Tống Ngọc nhất thời cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi thật lớn mật, liền huynh đệ của ta cũng dám đánh. Đại ca, Tống Kinh Luân đang muốn nói chuyện, Tống Ngọc nói ra, nhị đệ, ngươi không muốn xen vào. Người này đánh huynh đệ của ta, còn muốn cưới ta tiểu muội, ta ngược lại muốn xem hắn đến có bản lãnh gì, đến có tài đức gì. Tống Xương Tuyết liền cũng liền có chút hăng hái nhìn lấy. Về phần Tống Ninh, nàng muốn nói cái gì lúc, La Quân đưa nàng ngăn lại. Sau đó, La Quân đứng lên, nhàn nhạt nói với Tống Kinh Luân, đại công tử, xin chỉ giáo. Thật can đảm, Tống Ngọc đột nhiên lăng không hướng La Quân đánh ra nhất trưởng. Tống Ngọc chính là Tống Đế Vương trưởng tử, luôn luôn đều là bị ký thác kỳ vọng. Hắn tu vi thâm bất khả chắc, một trưởng này đánh ra, rất nhiều kết quả. Chính là hỗn nguyên trưởng. Cái kia trong không khí một trận sóng pháp lực, tiếp lấy một đạo hung mãnh trưởng ấn đánh giết trong chớp mắt đến La Quân ngực bụng. Cái này hỗn nguyên trưởng lực bên trong ẩn chứa hỗn nguyên nhất thể ảo nghĩa, không gì không phá, hết sức lợi hại. La Quân lông mày nhướng lên, hắn tại Tống Ngọc trưởng lực phát ra trong nháy mắt, thì cảm nhận được hỗn nguyên trưởng lợi hại. Liền cũng tại lúc này, hắn quyền lực phun ra nuốt vào, một chiêu thiên lôi quyền ấn đánh giết ra ngoài. Oanh một tiếng, nhất thời sóng âm chấn động, từ trường cuồng loạn. Hai người trưởng lực cùng quyền lực đều bị hóa giải đi tới. Tống Ngọc sau đó lại hướng La Quân nhất chỉ, hắn pháp bảo thánh lôi kiếm lập tức bay ra ngoài. Thánh lôi kiếm mang theo một màn hàn quang, đồng thời mang gỡ mìn điện từ trường chi lực, nhất thời chỉ gặp cái kia hàn quang bên trong điện lưu nhấp nhô, mười phần dọa người. Chỉ cần kiếm quang này tiếp xúc đến binh khí, lập tức hội đạo đến vạn vôn điện lưu. Liền xem như La Quân thúc đẩy pháp lực đối chiến thánh lôi kiếm, nhưng thánh lôi kiếm điện lưu vẫn có thể thông qua pháp lực lời đồn đến hắn trong não vực. Cái này thánh lôi kiếm vô cùng đáng sợ. Thánh lôi kiếm mang theo trăm đạo kiếm quang chém tới La Quân. Tống Ngọc có chủ tâm là muốn nhìn La Quân đến có bao nhiêu lợi hại, hắn đã cảm giác ra La Quân không phải tốt dễ dàng, cho nên cái này xuất thủ, cũng không khoan dung. La Quân lông mày lần nữa vẩy một cái, hắn long văn kiếm cấp tốc bay ra ngoài. Trong nháy mắt, tạo hóa kiếm quyết liền thi triển đi ra. Đồng thời, cái kia cổ thánh lôi kiếm điện lưu cũng tập giết tới. La Quân cấp tốc lấy bộ phận pháp lực ngăn cản, những điện lưu đó sau cùng bị La Quân pháp lực hoàn toàn hóa giải. Đồng thời, tạo hóa kiếm quyết vừa ra, lập tức đem thánh lôi kiếm trăm đạo kiếm quang chém hôi phi yên diệt. Cùng lúc đó, La Quân giơ tay lên, đem long văn kiếm thu hồi đến giới tu di bên trong. Mặt ngoài xem ra, hai người vẫn là tương xứng. Bất quá liền xem như trên thực tế, cái kia cũng vẫn là xác thực chưa phân ra thắng bại. Hai người thật đúng là không tới muốn đánh nhau chết sống cấp độ. Đại công tử còn hài lòng, La Quân nhàn nhạt hỏi. Tống Ngọc thái độ bỗng nhiên chuyển biến, hắn cười ha ha một tiếng, nói ra, Lâm huynh bản sự phi phàm, khó trách ta cha hội coi trọng như thế ngươi. Vừa rồi nhiều có đắc tội, mong rằng xin đừng trách. La Quân liền cũng liền thoải mái, nói ra, đại công tử khách khí. Phen này thăm dò, cũng coi như là qua. Trên thực tế, giờ phút này liền xem như Tống Kinh Luân cùng Tống Xương Tuyết cũng là có chút giật mình. Bọn họ biết La Quân có chút bản sự. Lại không nghĩ rằng La Quân liền xem như đối mặt đại ca, cũng có thể không hề yếu hạ phong. Người này bản sự, đã không kém gì thập điện Diêm La bên trong bất luận một vị nào Diêm La. Đương nhiên, cái này không thể tính cả bọn họ phụ thân Tống Đế Vương. Tống Ninh càng là vui mừng không thôi. Sau đó, Tống Ngọc để hạ nhân chuẩn bị bữa trưa. Mọi người lúc này cũng liền nhàn trò chuyện, Tống Kinh Luân nói ra, đại ca, yêu thú này hoang triều gần nhất thế nào? Tống Ngọc sắc mặt nhất thời nặng nề xuống tới, hắn nói ra, càng ngày càng tấp nập, hôm nay các ngươi bản thân nhìn thấy, bất quá là phổ thông. Có đôi khi sẽ có cao cấp yêu thú xuất hiện, cao cấp yêu thú thân pháp rất nhanh, mà lại cũng vô cùng tòng mệnh, bọn họ phòng ngự cũng rất mạnh. Hiện tại vẫn là một nhóm xuất hiện, nếu là tương lai, bọn họ tập hợp, quy mô chạy trốn tới, cho đến lúc đó, ta thật sợ hội ngăn cản không nổi. Tống Kinh Luân nói ra, đại ca không cần lo lắng quá mức. Ta lần này tiến biên hoang,
nhất định đem sự tình ngọn nguồn biết rõ ràng. Tống Ngọc nói ra, nhị đệ, vừa hoang bên trong có quá nhiều bí ẩn cùng nguy hiểm. Các ngươi lần này qua, ta cũng không yên lòng, như không phải là bởi vì ta muốn trấn thủ Bồ Tát Thành, việc này ta như thế nào cũng không thể để ngươi đi mạo hiểm. Tống Kinh Luân mỉm cười, nói ra, chúng ta đều là Tống gia nhi lang, ta lại có cái gì đi không được. Ta qua cùng ngươi qua, lại có gì khác biệt. Tống Ngọc liền lại chuyển hướng La Quân, nói ra, Lâm huynh, lần này tiến đến, mong rằng ngươi có thể nhiều chiếu ứng một phen ta nhị đệ. La Quân liền cũng ôm quyền nói ra, đại công tử yên tâm, chỉ cần tại hạ có thể còn sống trở về, thì nhất định cam đoan nhị công tử có thể trở về. Tống Ngọc gật đầu, nói ra, vậy làm phiền. Lâm đại ca, ngươi cũng nhất định muốn trở về. Tống Ninh lập tức nói, nàng thực là lo lắng nhất La Quân. Đối với Tống Ngọc bọn họ tới nói, thực La Quân cuối cùng đều xem như cái ngoại nhân a. La Quân trong lòng cảm động, hắn xông Tống Ninh cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, ta hội trở về. Tống Ninh trọng trọng gật đầu, nói ra, ta hội một mực chờ lấy ngươi. Một ngày này, La Quân bọn người ngay tại trong thành vượt qua. Sáng ngày thứ hai, La Quân bọn người liền thu thập xong hành trang, sau đó đi đến biên hoang. Tại qua thời điểm, Tống Ninh cùng Tống Ngọc đều muốn đưa tiễn. Làm cho người kỳ quái là, hiện trường bên trong nhưng không thấy Tống Xương Tuyết thân ảnh. Tứ muội từ trước đến nay không phải tham ngủ người, hôm nay như thế nào quên đứng lên. Tống Ngọc không khỏi hiếu kỳ. Tống Kinh Luân không khỏi biến sắc, nói ra, hỏng bét, cái này xú nha đầu, phụ thân không cho nàng qua biên hoang. Nàng nhất định là đã một người lặng lẽ đi vào. Tống Ngọc cũng là bị kinh ngạc. Thế là, cả đám lập tức qua hướng Tống Xương Tuyết chỗ phòng ngủ. Tống Ninh vào xem, kết quả chính là, Tống Xương Tuyết quả nhiên không tại. Đây cũng là bất đắc dĩ, Tống Ngọc lập tức để Tống Kinh Luân cùng La Quân một đoàn người cấp tốc lên đường. Tống Ngọc bàn giao Tống Kinh Luân, vô luận như thế nào cũng phải đem Tống Xương Tuyết trả lại cho. Tống Kinh Luân tự nhiên là nghe theo Tống Ngọc. Sau nửa canh giờ, vừa hoang bên trong tuyết lớn đầy trời. Không khí lạnh lẽo đến có chút không tưởng nổi. La Quân cùng Tống Kinh Luân hết thảy mang 5 tên cao thủ lên đường. Tống Kinh Luân bọn người có giới tu di, đây cũng không phải giới tu di tràn lan. Mà chính là Tống Đế Vương lớn như vậy gia nghiệp, những bảo bối này nhiều ít vẫn là có. Mà lại, lần này ra ngoài, Tống Đế Vương cố ý phát không ít giới tu di cho mọi người. Đây cũng là biết biên hoang bên trong quá mức nguy hiểm, mọi người cầm giới tu di, mang tốt trang bị, cũng có thể gia tăng mọi người tỷ lệ sống sót không phải. Biên hoang môn chỗ, La Quân cả đám cùng Tống Ninh, Tống Ngọc cáo biệt. Tống Ninh hai mắt đẫm lệ, La Quân lại là cười một tiếng, nói ra, Ninh Nhi, ta nhất định sẽ đem chính mình cùng ngươi nhị ca an toàn mang trở về, yên tâm đi. Tống Kinh Luân cười ha ha một tiếng, nói ra, người nào mang người nào trở về còn chưa nhất định đây. Tống Ngọc làm theo bàn giao nói, các ngươi nhất định muốn đem tứ muội cho phái trở lại. Tống Kinh Luân nói ra, ta sẽ, đại ca. Như thế về sau, La Quân một đoàn người tiêu sái quay người, xoay người rời đi. Đi theo La Quân một đoàn người trong cao thủ, cầm đầu gọi là Thanh Hư đạo trưởng. Thanh Hư đạo trưởng tiên phong đạo cốt, người rất gầy, không nói nhiều. Cái thứ hai gọi là Từ Mậu, Từ Mậu là cái trung niên người, hắn lời nói cũng rất ít, chỉ là yên lặng đi theo. Những người này, hiển nhiên đều là muốn hoàn toàn nghe theo Tống Kinh Luân. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Không là La Quân cùng Tống Kinh Luân mang 5 tên cao thủ, mà chính là Tống Kinh Luân một người mang 6 tên cao thủ tiến biên hoang. Tuyết lớn đầy trời, hướng phía trước nhìn lại, chính là trắng lóa như tuyết chi địa. Cái này khiến La Quân có loại trở lại mê thất đại lục cái kia phiến vô biên tuyết vực cảm giác. Nhưng La Quân biết, nơi này, hiển nhiên là không giống với mê thất đại lục. Cũng không biết tứ muội hướng chỗ nào chạy tới, nhà đầu này, quá không hiểu sự tình. Chúng ta nhiều như thế người đều cảm thấy nguy hiểm vô cùng, nàng một người, chẳng phải là càng thêm nguy hiểm. Tống Kinh Luân đi một đoạn, nhưng không thấy Tống Xương Tuyết, không khỏi lo lắng. Cái kia tuyết lớn một mực ở dưới, cho nên liền Tống Xương Tuyết giấu chân cũng là tìm không thấy. La Quân lại là cười một tiếng, nói ra, nhị công tử không cần lo lắng, ta dám đánh cược, tứ tiểu thư thì ở phụ cận đây. Nàng một mực đang đi theo chúng ta, chỉ bất quá, nàng biết chúng ta nếu là tìm tới nàng. Người liền muốn đưa nàng đưa trở về. Cho nên nàng vẫn không xuất hiện. Tống Kinh Luân nói ra, thật chứ? La Quân nói ra, không bằng nhị công tử ngươi nhìn trời hô vài câu, liền nói chỉ cần tứ tiểu thư đi ra,
nhưng ngươi cũng tuyệt không đưa nàng đưa trở về. Nàng như không xuất hiện, ngươi liền nói ta không phải. Tống Kinh Luân nửa tin nửa ngờ, hắn lập tức ngửa mặt lên trời hô lớn, tứ muội, đừng có lại tùy hứng, nhanh mau ra đây. Ta không tiễn ngươi trở về là được. Hắn lời nói hô xong sau, chờ đợi một lát, nhưng bốn phía lại không có trả lời. Tống Kinh Luân liền nhìn về phía La Quân. La Quân cười một tiếng, nói ra, nhị công tử, ngươi tốt xấu đến phát cái thề, không phải vậy tứ tiểu thư sẽ không tin tưởng ngươi. Tống Kinh Luân nửa tin nửa ngờ, hắn cuối cùng vẫn là hô, tứ muội, vi huynh hướng ngươi thề, tuyệt không đưa ngươi trở về. Như tuần này thề, nhị ca ổn thỏa trời chu đất diệt, tu vi vĩnh viễn không bao giờ tiến bộ. Tống Kinh Luân cũng biết tứ muội Tống Xương Tuyết không dễ lừa gạt, cho nên thì phát thề độc. Hắn cảm thấy mình đại khái là vô pháp đưa nàng phái quay trở lại, đã như vậy, cái kia cũng không bằng để cho nàng đến theo đoàn người cùng một chỗ, dạng này cũng an toàn rất nhiều. Tống Kinh Luân vừa dứt lời âm, xa như vậy chỗ liền truyền đến thanh âm. Là Tống Xương Tuyết thanh âm, Tống Xương Tuyết kèn kẹt cười rộ lên, nàng thanh âm giống như ngân linh đồng dạng phiêu đãng tới. Nhị ca, đây chính là tự ngươi nói a. Sau đó, xa như vậy chỗ một đường cái bóng màu đỏ cấp tốc tới. Sau đó, Tống Xương Tuyết liền tới đến trước mặt mọi người. Nàng khoác một kiện màu đỏ áo choàng, trên tóc còn có không ít tuyết hoa. Tứ muội, ngươi cũng quá hổ nháo. Tống Kinh Luân không khỏi tức giận, nói ra, người xưa nay không phải như vậy không biết phân tất người nha. Tống Xương Tuyết cười ha ha, nói ra, ta đã sớm nói, bên này hoang ta là tới định. Người cùng phụ thân không cho, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tự nghĩ biện pháp rồi. Thanh hư đạo trưởng còn có gọi là từ mậu cao thủ đều là bất đắc dĩ cười khổ. La Quân lại là nói ra, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, là sao tứ tiểu thư ngươi nhất định phải tới bên này hoang đâu. Cái này cũng không phải cái gì nơi tốt, hoàn cảnh gian khổ, nguy hiểm trùng điệp. Tống Xương Tuyết nói ra, chính là bởi vì biên hoang tràn ngập thần bí cùng không biết, cho nên ta mới muốn tới. Ta nghiên cứu biên hoang thời gian quá dài, có đầy đủ kinh nghiệm. Có ta ở đây, các ngươi cũng có thể thuận lợi an toàn một chút. Biên hoang tràn ngập thần bí cùng không biết, điểm ấy ta thừa nhận. La Quân nói ra, bất quá tứ tiểu thư, ngươi nói ngươi rất có kinh nghiệm, điểm này ta lại không cách nào gật bừa. Ngươi dựa vào cái gì vô pháp gật bừa? Tống Xương Tuyết nhất thời có chút không phục. La Quân cười ha ha, nói ra, cái này bên trong thiên địa, trắng thuần một mảnh. Tứ tiểu thư trên người ngươi màu đỏ áo choàng chính là diễm lệ nhất nhan sắc, dạng này hội hấp dẫn rất nhiều yêu thú đến đây a. Tống Xương Tuyết sững sờ, sau đó liền đem màu đỏ áo choàng ném ra bên ngoài, nói, ngươi nói có đạo lý. Nàng đón đến, nói, bất quá ta đối với hắn phương diện kinh nghiệm cũng không phải giả, yêu thú nào, cái gì tập tính, dễ dàng lúc nào ra không vân vân. La Quân cười một tiếng, hắn cũng liền không nói tiếp. Nếu là như thế, vậy chúng ta liền tiếp tục đi đường đi. Tống Kinh Luân nói ra. La Quân nói ra, đường tự nhiên là muốn đuổi, bất quá ta muốn biết, nhị công tử tâm lý có cái gì kế hoạch. Tống Kinh Luân sững sờ, nói ra, chúng ta lần này tiến đến là thăm dò ngọn nguồn, nhưng là trong này, chúng ta xác thực không sao cả tới qua, cho nên là dự định đi một bước nhìn một bước, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút dấu vết để lại. La Quân nói ra, cho nên nói, trên cơ bản chẳng khác nào không có có kế hoạch gì đúng hay không. Tống Kinh Luân nói, có thể nói như vậy. Hắn đón đến, hỏi, Lâm Huynh, người muốn nói cái gì? La Quân trước đó cũng không có nói kế hoạch cái gì, bởi vì cũng không ai tìm hắn thương lượng. Mà lại, hắn cảm thấy Tống Kinh Luân bọn họ sẽ có chi tiết kế hoạch. Bởi vì cái này Tống Kinh Luân cùng Tống Xương Tuyết một mực tự xưng là phía đối diện hoang rất có kinh nghiệm. La Quân đi dài như vậy một đoạn thời gian đường, hắn liền phát hiện Tống Kinh Luân giống như cũng là tại bằng cảm giác đi a. La Quân nói ra, bên này hoang đến lớn bao nhiêu, chúng ta cũng không biết. Ngọn nguồn có lẽ cũng là rất nhỏ một chỗ, nếu là chẳng có mục đích tìm kiếm, chẳng khác gì là mò kim đáy biển. Tống Xương Tuyết nói ra, vậy ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào? Chẳng lẽ ngươi biết ngọn nguồn ở đâu? La Quân nói ra, ta là không biết ngọn nguồn ở nơi nào, nhưng là yêu thú biết. Chúng ta thứ nhất có thể từ yêu thú chạy trốn phương hướng, phản đuổi theo. Thứ hai có thể tìm cao cấp yêu thú, có được nhanh nhạy yêu thú, lấy pháp lực dò xét lấy bọn họ trí nhớ, kể từ đó, thì thuận tiện nhiều. Tống Xương Tuyết cùng Tống Kinh Luân nhãn tình sáng lên. Tống Kinh Luân nói ra, ta vốn nên cũng nghĩ như vậy, ấn lấy yêu thú chạy trốn phương hướng ngược đuổi theo.
bất quá ta lại không nghĩ rằng muốn tìm cao cấp yêu thú dò xét lấy trí nhớ. Cái kia Từ Mậu lại là nói ra, nhưng chúng ta hiện trường bên trong, người nào có dò xét lấy yêu thú trí nhớ bản sự đâu. Mọi người nhất thời sững sờ. Đó là cái huyền diệu pháp thuật, lại không phải là cái gì người đều biết. Trí nhớ kia chính là sóng điện theo phức tạp phương trình một dạng, muốn phá giải, gì chi nạn. Đây không phải nói người pháp lực cao là được rồi. Bất quá, Trần Phi Dung lại là trời sinh liền sẽ lấy người khác trí nhớ. La Quân nếu là mình hội pháp lực, hắn khẳng định cũng là sẽ. Cho nên lúc này, La Quân thì việc nhân đức không nhường ai nói ra, ta hội. Tống Kinh Luân cùng Tống Xương Tuyết cả đám không khỏi đại hỉ. Kể từ đó, chuyện này thì đơn giản nhiều, Tống Kinh Luân vui vẻ nói. Như thế thương định về sau, mọi người liền tiếp theo đi đường. Đi ra không bao lâu, đi qua một mảnh rừng cây, phía trước bỗng nhiên truyền tới một cỗ khủng hoảng tâm tình. Sau đó mặt đất rung chuyển. Trên cây tuyết đọng nhao nhao quét xuống tới. Tống Kinh Luân quyết định thật nhanh, nói ra, mọi người đến trên cây tránh né hoang triều, chúng ta bây giờ nhiệm vụ cũng không phải cùng yêu thú dây dưa. Hắn nói xong dẫn đầu leo đến trên cây. La Quân cũng không khỏi tán thưởng một tiếng, Tống Kinh Luân vẫn là rất lợi hại thông minh mà. Mọi người tuy nhiên không phải leo cây cao thủ, nhưng đối với bọn hắn dạng này cao thủ tới nói, leo cây nhưng cũng là lại cực kỳ đơn giản. Cả đám lên cây về sau, liền cũng liền ánh mắt khoáng đạt rất nhiều. Bọn họ nhìn thấy từ trái, phải, bên trong ba phương hướng đều có yêu thú chạy trốn tới, từng cái hoảng hốt chạy bừa. Yêu thú hết thảy có hơn 300 đầu, toàn bộ hướng biên hoang môn phương hướng bỏ chạy. Bầy yêu thú này đều là khuyết thiếu nhanh nhạy, cho nên bắt cũng không nhiều lắm dùng. Chờ bầy yêu thú này trốn qua qua, mặt đất kia tựa như là thế mạnh như trẻ tre đồng dạng tàn phá không chịu nổi. Nhưng làm người đau đầu là, y nguyên vô pháp xác định, khủng hoảng ngọn nguồn cụ thể là cái kia một cái phương hướng. Bất quá lúc này mới vừa mới bắt đầu, mọi người cũng không nóng nảy. Sau đó, cả đám liền dưới cây, tiếp tục tiến lên. Một ngày này đi xuống, mọi người cước trình cũng không tính chậm, đã xâm nhập hơn 100 dặm đường. Bên này hoang bên trong hoàn cảnh cực ác kém, khắp nơi đều là tuyết lớn bao trùm, mặt đất còn có thật nhiều đầm lầy bẫy dập. Rừng cây cực ít, đại bộ phận chính là như vậy hoang địa. Mà lại, có đôi khi nhìn thấy rừng cây, cây kia cũng đều là héo úa gỗ mục, không có có sinh cơ. Lại là thật không biết, những này yêu thú đến dựa vào ăn cái đó mà sống lấy. Sau khi trời tối, bầu trời là đen nhánh, nhưng đất tuyết lại có thể khiến người ta cảm thấy có chút ánh mắt. Mọi người đuổi một ngày đường, cũng đều là mệt mỏi mệt. Ngay sau đó, Tống Kinh Luân liền để mọi người dừng lại xây dựng cơ sở tạm thời, cũng chuẩn bị ăn bữa tối. Mọi người giới tu di bên trong đều có lều vải, bất quá dưới mắt khẳng định không thể an châm quá nhiều lều vải. Hết thảy thì châm 3 cái lều vải, Tống Xương Tuyết một người một cái lều vải. Còn lại 2 cái lều vải, mọi người liền phân ra ngủ. Giới tu di bên trong có lương khô, mọi người ăn lương khô, uống tuyết thủy. Như thế cũng coi là thỏa mãn cái bụng cần. Sau cùng chính là phải thả người giá trị cương vị. Đối với giá trị cương vị, La Quân chủ động nói ra, ta đến giá trị cương vị đi, nửa đêm về sáng khiến người ta đổi ta là được. Tống Kinh Luân liền nói ra, vậy liền phiền phức Lâm huynh ngươi. La Quân cười một tiếng, nói ra, nhị công tử khách khí. Sau đó, La Quân thì canh giữ ở phía ngoài lều. Thiên địa một mảnh thương mang. Đến tối. Tuyết cũng ngừng, bốn phía liền chỉ còn lại có cái kia gió bắc tiếng rít âm. La Quân khỏa một kiện áo choàng giống như mao cừu, cái này mao cừu rất là ấm áp. Bên trái là một rừng cây, trong rừng cây cây cối rất thưa thớt, thân cây tử đô là khô, phía trên tuyết đọng đều rất ít. La Quân cũng không nghĩ nhiều, hắn đi xa một chút, đứng tại một cái tầm mắt so sánh gò đất phương. Hắn cứ như vậy đứng đấy, không nhúc nhích. Thân thể giống như một cây cọc tiêu một dạng. La Quân huyết dịch cường hãn, dù cho như vậy lạnh lẽo khí trời, hắn máu trong cơ thể nóng hổi lưu động, hắn thân thể không có chút nào lạnh. Nửa đêm trước rất nhanh liền quá khứ. Cũng vẫn luôn là ở vào một loại bình tĩnh trạng thái, không có bất kỳ cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Cũng là tại lúc này, trong lều vải có người đi ra thay thế La Quân. Khiến La Quân ngoài ý muốn là, đi ra lại là Tống Xương Tuyết. Tống Xương Tuyết đi một đoạn đường mới đi đến La Quân trước mặt. Hai người cách lều vải có chút khoảng cách. Cái này là La Quân muốn tầm mắt khoáng đạt bố trí. Thế nào lại là ngươi? La Quân mỉm cười.
làm sao lại không phải là ta? Tống Xương Tuyết nói ra, người theo cha ta cha một dạng, thì xem thường ta là nữ, đúng hay không? La Quân nhẹ giọng cười cười, nói ra, thiên địa sinh âm dương, dương chính là dương cương, âm chính là âm nhu. Cương nhu hòa hợp, nhân gian lẽ phải. Nam nhân là dương cương, nhiều để cho nữ nhân, chiếu cố nữ nhân, vốn là thiên địa chí lý, nơi nào sẽ có nửa phần xem thường câu chuyện đâu. Tống Xương Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, ta đã lĩnh giáo qua miệng ngươi lưỡi chi lợi hại, quả nhiên là biết ăn nói. Cha ta thủ hạ tuy nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng là tại văn nhân bên trong, không có mấy người có ngươi như vậy võ đạo tu vi. Tại quân nhân bên trong, lại không mấy cái như ngươi như vậy biết ăn nói. La Quân nói ra, tứ tiểu thư quá khen. Tống Xương Tuyết nói ra, ngươi cũng vất vả một ngày, nhanh đi ngủ đi. La Quân gật gật đầu. Bước chân hắn vừa nhúc nhích, linh đài chỗ bỗng nhiên phát giác được không ổn. Tống Xương Tuyết cũng lập tức phát giác được. Hai người đồng thời hướng phía đông nam nhìn lại, bên kia sau cây giấu một con yêu thú. Hai người cũng không nhìn thấy, nhưng lại cảm giác được. La Quân lập tức nói với Tống Xương Tuyết, người ở chỗ này trông coi, ta đi bắt nó tới. Tống Xương Tuyết gật đầu, nói ra, cẩn thận. La Quân thân hình lóe lên, như điện như ánh sáng lướt qua qua. Yêu thú kia tựa hồ có phát giác, lập tức quay người đào tẩu. La Quân chỗ nào có thể chứa yêu thú này đào tẩu, hắn lập tức đuổi theo. Rất nhanh, La Quân thì thấy rõ ràng phía trước chạy trốn yêu thú, cái kia lại là một cái loại vượn người. Nó chạy trốn thời điểm, vẫn là tứ chi chạm đất đào tẩu, tốc độ thật nhanh. La Quân tốc độ càng nhanh, chợt lách người, di hình hoán ảnh thân pháp liền tới đến yêu thú chính diện. Lúc này, La Quân cũng rốt cục thấy rõ loại người này vượn hình dạng. Nó ngũ quan rất giống nhân loại, cái mũi, con mắt, chờ một chút. Bất quá là dáng dấp thô ráp một chút, xấu xí. Trên người nó có tràn đầy bộ lông màu vàng óng, trên mặt cũng có thật nhiều lông. Có thể trực tiếp tìm nó qua diễn hoa quả sơn bên trong những hầu tử hầu tôn đó. Loại người này vượn rất là táo bạo, gặp La Quân ngăn lại đường đi. Nó hú lên quái dị, trong mắt lộ ra hung tàn chi ý. Sau đó, nó liền vồ giết về phía La Quân. Loại người này vượn lực lượng vô cùng lớn, động tác nhanh nhẹn tới cực điểm. Đoán chừng cũng là đến cái hóa kính đỉnh phong cao thủ, không cẩn thận tình huống dưới, cũng phải bị loại người này vượn vội vàng không kịp chuẩn bị cho thương tổn. Bất quá đáng tiếc, vượn người gặp được là La Quân. La Quân tìm tòi tay liền bóp lấy vượn người vị trí hiểm yếu. Vượn người điên cuồng giãy giụa, tay cùng móng vuốt đều đạp hướng La Quân. La Quân tay run một cái, một cỗ điện lưu đánh giết tới, vượn người lập tức bị tê liệt đến ngất đi. Sau đó, La Quân thì xách ra hỏa này sau xương cột sống hướng Tống Xương Tuyết đi đến. Nơi này động tĩnh, chung quy là bừng tỉnh mọi người. La Quân đem vượn người phóng tới trên mặt tuyết, Tống Kinh Luân hòa Thanh Phong đạo trưởng bọn người đứng lên. Mọi người thấy loại người này vượn lúc đều là bị kinh ngạc. Tống Xương Tuyết nói ra, đây là yêu thú bên trong vượn người. Vượn người vô cùng thông minh. Chúng ta có thể tới thu lấy nó trí nhớ. La Quân gật gật đầu, hắn theo rồi nói ra, nó hẳn là sẽ không nói ngôn ngữ nhân loại a. Đương nhiên sẽ không, Tống Xương Tuyết nói ra. Người vượn kia một mực là lâm vào trạng thái hôn mê. Tống Kinh Luân liền nói với La Quân, Lâm huynh, người nhanh thu lấy nó trí nhớ đi. Có người vượn này, chúng ta phương hướng cũng không cần như vậy mơ hồ. La Quân gật gật đầu. Sau đó hắn liền để Trần Phi Dung hành sự. Mọi người nhìn, thì là La Quân tại vận chuyển pháp lực. Trần Phi Dung rất nhanh liền lấy vượn người trí nhớ, người vượn này trí nhớ còn thật không ít. Chờ Trần Phi Dung lấy xong, lại để cho La Quân biết, trung gian hao phí không thiếu thời gian. Trọn vẹn sau một canh giờ, La Quân mới thu hồi pháp lực. Tất cả mọi người chờ đợi nhìn về phía La Quân, La Quân nói ra, các ngươi trước không nên hỏi ta, người vượn này trí nhớ quá nhiều, quá hỗn loạn. Ta phải thật tốt tiêu hóa một chút, sửa sang một chút mới được. Mọi người có thể minh bạch La Quân tình huống, cho nên khi dưới cũng liền nhìn xuống hiếu kỳ, không hỏi thêm nữa. La Quân hoa nửa giờ, chỉnh lý trong đầu thuộc về vượn người trí nhớ. Rất nhiều không trọng yếu trí nhớ, La Quân đều vứt bỏ. Sau đó, La Quân đem mọi người triệu tập tới. Mọi người hẳn là buông lỏng một hơi. La Quân đột nhiên cười một tiếng, nói ra. Tống Kinh Luân lập tức nói. Lâm huynh chỉ giáo cho. La Quân nói ra, ta thực vẫn luôn là đang lo lắng biên hoang bên trong có thể là khí hậu biến hóa, đại hoàn cảnh chịu ảnh hưởng,
cho nên mới dẫn đến yêu thú thoát đi, chạy trốn. Một khi thật sự là đại hoàn cảnh nguyên nhân, như vậy bất kể là ai đến, vậy cũng là hết cách xoay chuyển. Đây là ta không nguyện ý nhất trông thấy, mà bây giờ, chúng ta có thể yên tâm, vừa hoang đại hoàn cảnh chưa từng xuất hiện vấn đề. Cái kia là bởi vì cái gì, những này yêu thú phải thoát đi đâu? Tống Xương Tuyết lập tức hỏi. La Quân nói ra, biên hoang bên trong, yêu thú bên trong có hai loại cường đại giống loài tồn tại. Một loại là vượn người, một loại là ma nhân. Ma nhân là từ một loại kỳ quái băng khỉ diễn hóa mà thành. Bây giờ biên hoang, đã bị ma nhân chúa tể. Những này ma nhân ngay tại cực bắc chi địa, bọn họ số lượng không nhiều, chỉ có chừng 1.000 người. Nhưng là bọn họ ma nhân thủ lĩnh đang tụ tập sở hữu ma nhân, tạo nên một cái thiên ma nhiếp hồn trận pháp. Trận pháp này, có thể đem sinh linh hồn phách sóng điện thu đi. Ma nhân thủ lĩnh thông qua thu lấy hồn phách sóng điện đến cường đại hắn tự thân pháp lực. Cái này bên trong, lại lấy vượn người bị thương tổn lớn nhất, bởi vì vượn người hồn phách thông tuệ nhất, có thể vì ma nhân thủ lĩnh cung cấp càng cường đại pháp lực dinh dưỡng chèo chống. La Quân đón đến, nói ra, vượn người lúc đầu cùng sở hữu hơn 3 vạn đầu, bây giờ tại ma nhân giết hại dưới, chỉ còn lại có hơn 1 vạn đầu, hơn nữa còn là 4 phía phân tán chạy trốn. Biên hoang bên trong các loại yêu thú bây giờ đều cảm nhận được ma nhân thủ lĩnh thiên ma nhiếp hồn trận pháp lợi hại. Ma nhân thủ lĩnh có thể tụ hợp vô thường, thông qua nguyên thần hiển hình. Hắn có thể tại biên hoang bên trong bất kỳ địa phương nào tùy ý xuất hiện. Chỉ có chạy ra biên hoang, mới có sinh lộ, đây là sở hữu yêu thú tâm lý ý nghĩ. La Quân sau khi nói xong, Tống Kinh Luân bọn người vô cớ đau đầu. Cái này ma nhân thủ lĩnh cư nhiên như thế chi lợi hại. Chỉ sợ chúng ta liền xem như tìm tới hắn, cũng không phải đối thủ của hắn. Tống Kinh Luân nói ra, ta xem chuyện này, chúng ta vẫn là phải đi tìm phụ thân tới. Phụ thân tăng thêm chúng ta, hẳn là có thể ứng phó ma nhân thủ lĩnh. La Quân nói ra, lấy cái kia ma nhân thủ lĩnh tu vi, chúng ta chỉ sợ vẫn là rất khó mà ứng phó. Cho nên ta tán thành trở về tìm vương gia đến giúp đỡ. Cái kia ma nhân thủ lĩnh trước kia bởi vì có địa tàng vương Bồ Tát tại, không dám làm sằng làm bậy. Hiện tại địa tàng vương Bồ Tát không tại, cho nên hắn mới có như vậy dũng khí đến hành hung. Thế nhưng là, Tống Xương Tuyết có chút không cam tâm, nói ra, chúng ta mới tiến vào, chẳng lẽ liền muốn như vậy ra ngoài. Tống Kinh Luân nói ra, chúng ta tới mặc dù là muốn giải quyết vấn đề, nhưng cũng làm tiếc mệnh. Không thể một mực cậy mạnh, việc này cứ như vậy định. Tống Xương Tuyết gặp Tống Kinh Luân hạ quyết tâm, nàng tuy nhiên không cam tâm, nhưng cũng liền không tốt nói thêm cái gì. Sau đó, người vượn kia cũng chậm rãi tỉnh lại tới. La Quân Tử không làm khó dễ nó, phất phất tay, nói ra, đi thôi. Người vượn kia tuy nhiên nghe không hiểu La Quân đang nói cái gì, nhưng thủ thế này vẫn là hiểu. Ngay lập tức xoay người bỏ chạy đi. Hừng đông về sau, mọi người nhổ trại trướng, dẹp đường hồi phủ. Ma nhân thủ lĩnh đã có thể tụ tán vô thường, nhị ca, người nói hắn có thể hay không đột nhiên xuất hiện tại chúng ta nơi này, sau đó đem chúng ta bắt đi đâu. Tống Xương Tuyết một bên hành tẩu, một bên hiếu kỳ nói ra. Mọi người vốn đang là không có quá sợ hãi, nhưng Tống Xương Tuyết đột nhiên kiểu nói này, trong lòng mọi người đều hơi hồi hộp một chút. Cái kia Từ Mậu nói ra, chúng ta nơi này khoảng cách ma nhân thủ lĩnh thiên ma nhiếp hồn đại trận như thế xa, hắn làm sao cũng sẽ không bỏ gần tìm xa đến làm phiền chúng ta a. Đúng rồi, một tên gọi là cao đến cao thủ cũng như thế phụ họa nói ra. Tống Kinh Luân liền cười một tiếng. Nói ra, đến lại như thế nào, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Sở dĩ không đi tìm ma nhân thủ lĩnh, đó là bởi vì dưới tay hắn đông đảo. Bây giờ, chúng ta ở chỗ này chẳng lẽ còn hội đừng sợ hắn? Tống Kinh Luân là lòng tin tràn đầy. Bất quá, trên đời này sự tình, thường thường cũng là càng sợ cái gì, liền càng ngày cái gì. Tống Kinh Luân vừa dứt lời âm, cái kia hư giữa không trung bỗng nhiên truyền đến cười ha ha âm thanh. Không trung một mực đang tung bay tuyết. Cái kia tuyết hoa bỗng nhiên tụ tập tại nhất chỉ, hình thành một cỗ bão tuyết vòi rồng. Cái này bão tuyết vòi rồng càng ngày càng nhỏ, sau cùng thế mà thì hình thành một cái cao lớn người tuyết. Người tuyết kia rơi tại trước mặt mọi người. Ha ha, thật sự là trời giúp bản tôn a. Người tuyết kia có cái mũi có mắt, hắn ha ha cười lớn nói, thế mà để bản tôn cái này biên hoang chi địa xuất hiện 8 tên nhân loại người tu hành. Các ngươi linh hồn sóng điện cùng não vực sóng điện là bản tôn tốt nhất thuốc bổ, bản tôn muốn, ha ha ha. Nhiệt xúc, Tống Kinh Luân ánh mắt phát lạnh, hắn lại là không nói nhiều nói,
đột nhiên vẫy tay một cái liền tế ra hắn thông linh kiếm. Cái kia thông linh kiếm xuất, trong nháy mắt giống như là một tia chớp chém tới tuyết đầu người. Răng rắc một tiếng, tuyết đầu người lập tức bị chảm bay ra ngoài. Tống Kinh Luân đồng thời ngự kiếm đem tuyết thân thể người một trận loạn chảm, trong một chớp mắt, tuyết thân thể người cũng đã phân mảnh. Tống Kinh Luân đem người tuyết chém vỡ, hắn sau đó liền thu hồi thông linh kiếm. Bất quá mọi người còn chưa thở phào, cái kia tuyết hoa cấp tốc ngưng tụ, lại lần nữa trở thành nhất tôn mới người tuyết. Người tuyết kia ha ha lệ cười nói, bản tôn chính là vô lậu nguyên thần, các người phàm nhân chi kiếm cũng muốn có thể tổn thương bản tôn. Mọi người thấy thế không khỏi thất sắc. Cả đám cũng không nhiều lời, lập tức toàn bộ tế ra pháp bảo đánh về phía người tuyết kia. Trong nháy mắt, pháp bảo cùng bay, cường hãn sát ý kiếm quang rảo sát hướng người tuyết kia. Người tuyết kia đột nhiên lạnh hừ một tiếng, nói, liền để cho các ngươi kiến thức một chút bản tôn lợi hại. Hắn vừa dứt lời âm, lập tức toàn bộ thân hình hóa thành một cơn bão táp. Cái kia trong gió lốc hạt tuyết bị từ trường phần tử chỗ thối luyện, hạt hạt đều trở nên kiên cố vô cùng, mà lại tràn ngập người tuyết pháp lực. Cổ gió lốc này đem sở hữu pháp bảo cuốn vào bên trong, liền muốn một mạch đem xoắn nát. La Quân Long Văn Kiếm cũng ở chính giữa. Cùng lúc đó, La Quân cảm nhận được cái kia cổ gió lốc bên trong ẩn chứa thiên địa hồng lô tinh thần. Lấy thiên địa làm hồng lô, thiêu vạn vật. La Quân cảm nhận được những cái kia hạt tuyết điên cuồng đập nện hướng Long Văn Kiếm thân kiếm. Hạt tuyết ức vạn nhiều, theo phong quần bạo kích tới một dạng. La Quân hãi nhiên, tiếp tục như vậy, Long Văn Kiếm thật đúng là không chịu nổi như vậy công kích. La Quân muốn thu hồi Long Văn Kiếm, nhưng đã thu không trở lại. Hắn lập tức thi triển tạo hóa kiếm quyết, cường đại pháp lực truyền đưa tới. Cái kia Long Văn Kiếm cấp tốc thi triển ra tạo hóa kiếm quyết chém tới phong bạo hạt tuyết. Phong bạo hạt tuyết cùng tạo hóa kiếm quyết rảo sát cùng một chỗ. Cả hai rằng co, tạo hóa kiếm quyết cũng liền giống như là một cỗ kiếm quang phong bạo, chém giết hết thảy. Tuy nhiên La Quân tạo hóa kiếm quyết cùng phong bạo hạt tuyết chiến tại một chỗ, nhưng hắn nhân pháp bảo bối y nguyên bị mặt khác phong bạo hạt tuyết vây khốn, vô pháp thoát thân. Mà lại, phong bạo hạt tuyết đang nhanh chóng từng bước xâm chiếm mọi người pháp bảo. Răng rắc một tiếng, La Quân Long Văn Kiếm rốt cục giết ra một đường máu, hắn cấp tốc đem Long Văn Kiếm thu hồi lại. Cái kia một phần nhỏ phong bạo hạt tuyết lúc đầu bị La Quân tạo hóa kiếm quyết phá vỡ, bây giờ La Quân thu tạo hóa kiếm quyết, thế là cái kia phong bạo hạt tuyết lại lần nữa ngưng tụ, đồng thời ngưng tụ thành một cái cự móng vuốt lớn hướng cái này La Quân bắt tới. La Quân âm thầm nhíu mày, người tuyết này quá khó đối phó. Chủ yếu là nó không có thân thể, không biết ứng nên như thế nào mới có thể thương tổn nó. Cái kia móng vuốt chộp tới, La Quân thân hình lóe lên, lập tức tránh đi. Nào biết, cái kia móng vuốt lập tức biến thành phong bạo, cấp tốc quấn quanh hướng La Quân. La Quân bên này tại xê dịch né tránh, bọn người người lại tại cùng cái kia nhất đại cổ gió lốc đau khổ dẫy giụa. La Quân liên tục mấy lần trốn tránh, cái kia phong bạo lại là dần dần ngưng tụ càng nhiều hạt tuyết. Long quyển phong bạo đem La Quân bao vây vào giữa. La Quân cũng không muốn dùng chói mắt châu, người tuyết này không có thân thể, cho dù là đánh trúng hắn, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Bất quá, La Quân trong nháy mắt thi triển ra tinh thần ngưng hoa thuật. Lấy đại pháp lực kiến tạo ảo tưởng thế giới, trong một chớp mắt, tại người tuyết kia trong mắt chính là ngôi sao đầy trời, ngôi sao rơi xuống mặt đất, tạo thành một loại thị giác kỳ quan. Cái này là La Quân lấy pháp lực khu động từ trường phần tử, sau đó căn cứ tiểu thế giới quy tắc đến chế định, sau cùng đạt tới lấy giả làm giả cấp độ. Tinh thần ngưng hoa thuật, nếu là pháp lực đầy đủ, khả tạo thành chân chính tiểu thế giới. Khi đó một khi đem địch nhân vây khốn, cũng không đủ đại pháp lực, căn bản phá không đi ra. Nhưng là, La Quân pháp lực vẫn là không quá đầy đủ, tuy nhiên không quá đầy đủ, nhưng là cũng có tinh thần ngưng hoa thuật ba phần bộ dáng. Cho nên cái kia phong bạo trong nháy mắt thì bị khốn trụ. Lúc này, La Quân thừa cơ thoát đi phong bạo khống chế, hắn nhìn thấy mọi người còn bị mặt khác nhất đại cổ gió lốc vây khốn pháp bảo. Ngay sau đó, La Quân lập tức lại lần nữa khu trừ Long Văn Kiếm. Lại là tạo hóa kiếm quyết thi triển đi ra. Liền gặp ngàn đạo kiếm quang cùng nhau giết đi vào. Rốt cục, tại mạnh đại tạo hóa kiếm quyết công sát dưới, cái kia một cỗ đại phong bạo hạt tuyết cũng bị xé mở một đầu lỗ hồng. Mọi người cấp tốc thừa cơ đem pháp bảo thu hồi lại. Đáng chết, cái kia đại cổ gió lốc khôi phục người tuyết nguyên hình, người tuyết hướng bị nhốt bộ phận phong bạo nhìn lại, sau đó, hắn một chưởng vỗ quá khứ. Một tiếng ầm vang.
La Quân tinh thần ngưng hoa thuật liền nhanh chóng bị phá ra. Cái kia bộ phận phong bạo cùng người tuyết hợp hai làm một, trở thành càng cao hơn đại tuyết nhân. Mọi người lúc này cũng rốt cục ý thức được người tuyết này lợi hại. Không hề nghi ngờ, người tuyết này chính là cái kia ma nhân thủ lĩnh. Chúng người trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, thật sự là bởi vì, bọn họ lần thứ nhất gặp được giống người tuyết dạng này đối thủ. Căn bản chính là không có sơ hở nha, như thế nào giết địch. Chỉ có bị đánh phần. La Quân cản ở trước mặt mọi người, hắn đột nhiên hắc một tiếng, lại lần nữa thi triển ra tinh thần ngưng hoa thuật. Chỗ có pháp lực thúc đẩy mà ra, trong nháy mắt tạo thành mạnh đại tinh thần ảo giác. Không chỉ là người tuyết bị ngôi sao đầy trời mê hoặc, trong mắt mọi người, cũng cảm thấy đi vào bạc trên sông, ngôi sao đầy trời hướng rơi xuống. Người tuyết trong nháy mắt thì không nhúc nhích. La Quân gặp mê hoặc người tuyết, lập tức hướng mọi người nói khẽ, chúng ta đi mau. Mọi người lập tức tỉnh táo lại, bọn họ đồng thời kinh ngạc mắt nhìn La Quân, đại khái là không nghĩ tới La Quân còn có thủ đoạn như thế. Mọi người cũng không nhiều lời, quay người thì chuồn đi. Cái này vừa chạy, trọn vẹn chạy ra 10 dặm hơn. Một đường đều là hành quân gấp. Mọi người tốc độ, chỉ có thể dùng nhanh như điện chớp 4 chữ này để hình dung. Sau đó, mọi người gặp ma nhân thủ lĩnh cũng không có đuổi theo, đều hơi hơi thở phào. Mọi người cước bộ cũng liền thả chậm lại. Không được, tiếp tục như vậy, chúng ta vẫn là sẽ bị cái này ma nhân thủ lĩnh đuổi tới. Tống Kinh Luân cái thứ nhất nói ra. Lời này là không sai, bởi vì tất cả mọi người là dùng chân đang chạy. Mà ma nhân thủ lĩnh lại là tụ tán vô thường, có thể phi hành. Mà lại, ma nhân thủ lĩnh tựa hồ có đặc thù bản sự. Đó chính là hắn có thể tại ở ngoài ngàn dặm khóa chặt địch nhân. Tựa như mọi người cái này cũng mới tiến vào không bao lâu, lại liền bị ma nhân thủ lĩnh đi tìm tới. Thanh hư đạo trưởng nói ra, cái kia nhị công tử có biện pháp gì tốt? Tống Kinh Luân hỏi trước La Quân, nói ra, người pháp thuật có thể vây khốn cái kia ma nhân thủ lĩnh bao lâu? La Quân nói ra, đoán chừng không cao hơn một khắc đồng hồ. Tống Kinh Luân liền nói ra, hiện tại không sai biệt lắm sắp một khắc đồng hồ. Chúng ta nhất định phải quyết định thật nhanh, làm ba đợt nhân mã trốn về Bồ Tát Thành. Dưới mắt, chúng ta thì mỗi người dựa vào vận khí. La Quân cũng cảm thấy đây là phương pháp tốt nhất, hắn nói ra, ta tán thành nhị công tử cái nhìn. Còn lại người cũng lập tức biểu thị đồng ý. Sau đó, Tống Kinh Luân liền nói ra, tứ muội, người Hòa Lâm huynh cùng một chỗ. Các ngươi đi mau. Hắn là có tư tâm, cảm thấy La Quân bản sự lớn nhất. Như vậy Tống Xương Tuyết cùng La Quân cùng một chỗ, an toàn tỷ lệ cũng càng lớn hơn. Nhưng là, hắn cũng không có khả năng đi theo La Quân cùng một chỗ. Như vậy cũng sẽ lộ ra quá tự tư. Cho nên Tống Kinh Luân còn nói thêm, ta cùng Thanh Hư đạo trưởng còn có Từ Mậu một đội, các ngươi còn lại ba người một đội. Mọi người cũng thì không có ý kiến gì, riêng phần mình phân tốt đội ngũ về sau, lập tức liền bắt đầu lấy hình quạt chạy trốn. Nhưng tổng phương hướng vẫn là hướng phía Bồ Tát Thành mà đi. La Quân cùng với Tống Xương Tuyết. Hai người cấp tốc đi đường, nhanh như điện chớp. Còn lại người cũng đều nhanh chóng đi đường. La Quân cùng Tống Xương Tuyết hai người đều không nói lời nào, rất nhanh một khắc đồng hồ lại qua. Cái kia ma nhân thủ lĩnh lại là không có đuổi tới. Trước đó, mọi người hướng bên trong đi đường, bởi vì không quá gấp, cho nên cước trình không vui. Nếu như bây giờ toàn lực đi đường, thực chừng 3 giờ liền có thể đến Bồ Tát Thành. Tống Xương Tuyết lúc này gặp ma nhân thủ lĩnh không có đuổi theo, nàng lại là có chút bận tâm nói ra, không biết ma nhân thủ lĩnh hội sẽ không tìm tới ta nhị ca. Hai người tuy nhiên đang nói chuyện, nhưng là dưới chân tốc độ nhưng không có giảm bớt. La Quân trầm giọng nói ra, hiện tại cũng không đoái hoài nhiều như vậy, chỉ có thể là đều do thiên mệnh. Tống Xương Tuyết liền cũng liền không nói một lời, nhưng trong nội tâm nàng lại là vô cùng lo lắng. Cũng là tại lúc này, cái kia không trung đột nhiên truyền đến ha ha lệ tiếng cười, tiếp theo, một cơn bão táp lại lần nữa bao trùm tới. Ma nhân thủ lĩnh trung quy là đuổi theo. Các ngươi bọn này ti tiện nhân loại, coi là chạy thoát được bản tôn lòng bàn tay sao. Vừa rồi cái kia ba người đã bị bản tôn hút tủy rút gân, toàn bộ đưa bọn hắn qua Tây Thiên Cực Nhạc, hiện tại cũng liền đến phiên các ngươi hai cái này ti tiện nhân loại. Cái kia ma nhân thủ lĩnh sau khi nói xong, liền ngăn ở La Quân cùng Tống Xương Tuyết trước mặt. Hắn lại lần nữa thành hình người tuyết kia bộ dáng. Tống Xương Tuyết nghe xong ma nhân thủ lĩnh lời nói, nàng không tự chủ được hãi nhiên, hỏi, ba người kia. Có mặc đạo bào sao? Ma nhân thủ lĩnh nao nao,
sau đó cười hắc hắc, nói ra, không sai, cũng là có mặc đạo bào. Đại khái ở trong đó có ngươi con bé này chí thân đi. Ha ha, ngươi cũng không cần lo lắng, bản tôn hiện tại thì đưa ngươi cùng bọn hắn qua đoàn tụ. Ta giết ngươi, Tống Xương Tuyết không khỏi bi phẫn trùng thiên, nước mắt tể tuôn. Nàng đang muốn xuất thủ, La Quân một thanh ngăn lại nàng, hắn nói ra, đần độn a ngươi, hắn lừa ngươi. Hắn thì là muốn cho ngươi mất lý trí, sau đó tốt thừa lúc vắng mà vào. Tống Xương Tuyết khẽ giật mình. Cái kia ma nhân thủ lĩnh cũng kỳ quái nói ra, ngươi thế nào biết bản tôn là lừa nàng. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi chần chờ một chút mới nói là, rõ ràng cũng là gạt người. Ma nhân thủ lĩnh nói, ngươi này nhân loại, xác thực thông minh. Bản tôn như hút ngươi não tủy, tất nhiên càng thêm làm ít công to, ha ha, ngươi để mạng lại đi. Hắn nói xong cũng duỗi ra cự chảo chụp vào La Quân đầu. La Quân mắt cũng không chớp, lập tức lại lần nữa thi triển ra tinh thần ngưng hoa thuật. Trong một chớp mắt, ma nhân thủ lĩnh lần nữa bị khốn trụ. Không khỏi nhanh, ma nhân thủ lĩnh thì xông phá tinh thần ngưng hoa thuật ràng buộc. Hắn cười lên ha hả, nói ra, giống nhau thuật pháp, ngươi cho rằng còn có thể vây được bản tôn sao? La Quân không khỏi nhíu mày. Cái kia ma nhân thủ lĩnh lần nữa duỗi ra cự chảo chụp vào La Quân. La Quân lập tức nói với Tống Xương Tuyết, ngươi đi trước. Sau đó, hắn thì thi triển ra tạo hóa kiếm quyết. Tống Xương Tuyết chỗ nào chịu đi, nàng nói ra, ta và ngươi cùng một chỗ kháng địch. Sau đó, nàng đưa nàng pháp bảo bàn nhược kiếm tế đi ra. Bàn nhược kiếm như một đạo điện quang ám sát hướng ma nhân thủ lĩnh đầu lâu, cái kia ma nhân thủ lĩnh miệng há ra, liền đem bàn nhược kiếm nuốt vào qua. La Quân tạo hóa kiếm quyết cấp tốc đem ma nhân thủ lĩnh cự chảo chém vỡ, sau đó, La Quân thúc đẩy tạo hóa kiếm quyết lại đem ma nhân thủ lĩnh đầu lâu chém vỡ. Tống Xương Tuyết liền kịp thời thu hồi bàn nhược kiếm. Người tuyết kia vỡ vụn về sau, lập tức ở không trung lại lần nữa ngưng tụ phong bạo, sau cùng lại hình thành long quyển phong bạo cự hình người. Phàm nhân, các ngươi pháp thuật là thương tổn không bản tôn, chịu chết đi. Ma nhân thủ lĩnh dương dương đắc ý, sau đó, hắn hóa thành một cỗ thuần túy vòi rồng bao trùm tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tụ tán vô thường, đây là ma nhân thủ lĩnh nhất làm cho La Quân đau đầu địa phương. Mà lại, cái này ma nhân thủ lĩnh một khi công kích, lực sát thương lại vô cùng lớn. Người muốn đi công sát nó, nhưng căn bản không có chỗ xuống tay. Ma nhân thủ lĩnh hóa thành long quyển phong bạo đem La Quân cùng Tống Xương Tuyết vây quanh. Tống Xương Tuyết đối mặt loại tình huống này, không có biện pháp nào, có thể nói là thúc thủ vô sách. Trốn, cũng không trốn thoát được. Đừng nói là Tống Xương Tuyết không có cách nào, trên thực tế lúc này, La Quân cũng là có chút bất đắc dĩ. Cái kia phong bạo cấp tốc bao phủ hướng La Quân cùng Tống Xương Tuyết. Phong bạo hạt tuyết tựa như là ức vạn con muỗi, có thể trong nháy mắt đem người gặm nuốt thành bạch cốt. Cường đại như vậy lực công kích, La Quân cùng Tống Xương Tuyết pháp lực đều không thể chống cự. Tống Xương Tuyết hãi nhiên muốn tuyệt, nàng cảm thấy mình muốn chết chắc, mà lại sẽ chết rất khó coi. Một sát na này, trong mắt nàng chỉ có lít nha lít nhít phong bạo hạt tuyết. Cái này một cái chớp mắt, La Quân đột nhiên liền đem trên thân mao cừu một thanh bao lấy Tống Xương Tuyết. Hắn đem Tống Xương Tuyết ôm thật chặt vào trong ngực, một giây sau, La Quân liền ôm Tống Xương Tuyết va chạm ra ngoài. Cái kia ức vạn phong bạo hạt tuyết tập sát tại La Quân trên thân. Đột nhiên, La Quân trên thân dần hiện ra một tầng kim quang. Kim quang đem sở hữu phong bạo hạt tuyết trong nháy mắt va nát. Cái này một cái chớp mắt, La Quân mang theo Tống Xương Tuyết đã ở ngoài trăm thước. Cái kia ma nhân thủ lĩnh chỉ cảm thấy La Quân tầng này kim quang đánh tới, thế mà để hắn cảm thấy quanh thân tê liệt đau đớn không thôi. Đó là một loại điện giật cảm giác, ma nhân thủ lĩnh nguyên thần phi thường cường đại, bình thường điện lưu đều đối với hắn không tạo được thương tổn. Nhưng là La Quân tầng kim quang này, lại có loại thần linh nổi giận tinh thần ý vị ở bên trong. Đáng giận phàm nhân, muốn chạy trốn, ma nhân thủ lĩnh giận không kềm được, hắn nhịn xuống thân thể đau đớn, lần nữa truy giết tới. Mặc cho La Quân trốn được lại nhanh, nhưng ma nhân thủ lĩnh lập tức liền đuổi theo. Ma nhân thủ lĩnh đối La Quân trên thân vô lượng phù ấn phát ra lực công kích phá lệ mẫn cảm, cũng phá lệ cảm thấy đau đớn. Vậy đại khái cũng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi.